Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 41. Hứa Thuần Lương để Phó Học Đông nghỉ ngơi một hồi, ném cho hắn một bình nước, Phó Học Đông tiếp nhận ừng ực rót hết, Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn uống nước không cần quá mau. Phó Học Đông đi vào Hứa Thuần Lương bên người ghế dài ngồi xuống, cung kính nói, Hứa Thúc Thúc, ngài dạy cho ta công phu có thể đối phó bọn hắn sao? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng, tùy từng người mà khác nhau, đồng dạng cách đấu thủ pháp, người khác nhau sử dụng uy lực không phải một dạng. Phó Học Đông nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn không chắc, học mấy canh giờ này liền có thể biến thành cường giả, tiểu thuyết võ hiệp cũng không dám như thế viết. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc ta cùng ngươi thực chiến diễn luyện. Hắn khoác lên Phó Học Đông trên bờ vai, đập tấm hình phát cho Triệu Hân Đình, đây là sợ nàng lo lắng. Triệu Hân Đình nhận được tin tức về sau lập tức trả lời một câu, phiền toái huynh đệ, mới trôi qua nửa ngày liền đã đưa vào đến tẩu tử cùng tiểu thúc tử quan hệ chúng. Lúc này Cơ Dai Dai gọi điện thoại tới, hỏi Hứa Thuần Lương về Đông Châu hay chưa. Nói xong dạy nàng công phu làm sao bỏ dở nửa chừng. Hứa Thuần Lương vốn định nói láo nói cho nàng mình đã trở về, nhưng nghĩ lại, hôm nay còn giống như thiếu người trợ giúp, hắn nói cho Cơ Dai Dai mình vừa thu một vị đồ đệ, chính đang cho hắn thiên vị. Cơ Dai Dai nghe xong liền không vui dậy công phu cũng không mang tới mình, để Hứa Thuần Lương thanh địa chỉ phát cho nàng, nàng cái này liền đi qua. Hứa Thuần Lương cho Cơ Dai Dai phát vị trí, nửa giờ sau, Cơ Dai Dai liền chơi lấy ván trượt tìm đến đây, đương nhiên bên người nàng còn có tiêu chuẩn thấp nhất 4 tên bảo tiêu không dám rời quá xa cũng không dám cùng quá gần, ngay tại khoảng cách Cơ Dai Dai chừng 20 mét trông coi. Cơ Dai Dai đứng tại ván trượt vòng một quấn đang luyện tập Phó Học Đông đi lòng vòng. Phó Học Đông tâm vô bàng vụ, vẫn đang luyện tập động tác. Cơ Dai Dai cắt một tiếng nói, việc này tử không đúng, biên độ nhỏ một chút, thân eo xoay, phải hướng rắn, ngươi làm sao đần như vậy đâu. Phó Học Đông dừng lại, nhìn qua Cơ Dai Dai, trong lòng tự nhủ ta cũng không nhận ra ngươi, đây là nàng tiểu thái muội sao. Cơ Dai Dai lúc đầu vóc dáng liền cao, lại thêm đứng tại ván trượt bên trên, nhìn qua so Phó Học Đông cao hơn một cái đầu. Hứa Thuần Lương nói, Dai Dai, người qua đây, đừng quấy rối. Cơ Dai Dai chưa tới, đến Hứa Thuần Lương trước mặt một cái rừng, sư phụ, ngươi nhưng với bất công, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có ta một cái, thế mà cõng ta lại thua một cái. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ngồi xuống. Cơ Dai Dai không tình nguyện tại bên cạnh hắn ngồi xuống, Hứa Thuần Lương thanh đầu đuôi sự tình nói cho Cơ Dai Dai. Cơ Dai Dai nghe xong liền phát hỏa, chuyện này không thể nhịn a. Ai dám đánh ta sư đệ chính là sống mái với ta, sư phụ ngài chớ để ý, ta cái này động người. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương chừng nàng một chút, động cái dám a. Tổng cộng liền 3 cái học sinh cấp 2, người động người nào. Ta để ngươi cũng không có gì không phải a, để ngươi hỗ trợ đánh nhau, quay đầu Tiểu Đông cùng bọn hắn đơn đấu, người phụ trách thu hình lại. Cơ Dai Dai nói, ngài làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta là người trưởng thành không thể khi dễ tiểu hài tử, các người trẻ vị thành niên đối trẻ vị thành niên, cái này gọi binh đối binh tướng đối với tướng. Cơ Dai Dai móc ra một cây kẹo que đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười cho nàng đẩy trở về. Cơ Dai Dai nói, sư phụ, ngài thật sự là cáo già, một điểm trách nhiệm đều không muốn gánh chịu a. Hứa Thuần Lương nói, ta là sợ gánh trách nhiệm người sao. Ta là không muốn khi dễ tiểu hài tử, ngươi ngồi, ta phải cường huấn một chút đứa nhỏ này. 5 giờ rưỡi chiều, một đám dáng người to con học sinh đi công viên sân bóng rổ chơi bóng, trong đó có tham dự ẩu đả Phó Học Đông 3 cái đồng học, Chu Quang Minh, Lâm Chí Hào, Viên Minh Huy. Mấy người vừa mới bắt đầu làm nóng người đâu, một cái chơi ván trượt nữ hài liền tiến vào trong sân bóng rổ. Ảnh hưởng đến bọn hắn chơi bóng, Chu Quang Minh cầm bóng rổ nói, Huy. Tỷ tỷ, ngài có thể nơi khác chơi đi. Không nhìn thấy chúng ta chơi bóng à. Cô bé này chính là Cơ Dai Dai, Cơ Dai Dai cười một tiếng nói, chỗ này là nhà các ngươi. Không phải nhà chúng ta chẳng lẽ là nhà các ngươi. Cơ Dai Dai khiêu khích nói, thanh cầu cho ta, tỷ tỷ dạy ngươi đánh như thế nào cầu. Chu Quang Minh cầm lấy bóng rổ hung hăng hướng Cơ Dai Dai đập tới, mấy cái này tiểu tử cũng ngang bướng đã quen, hắn là chạy tướng Cơ Dai Dai nện xuống ván trượt mục đích. Cơ Dai Dai nhìn qua kia đột nhiên nện hướng mình bóng rổ, thân thể nghiêng một cái, bóng rổ dán bờ vai của nàng bay ra ngoài. Chu Quang Minh 3 người một trận cười vang. Lâm Chí Hào nói, cầu đều bắt không được còn dạy cho chúng ta chơi bóng.
Viên Minh Huy đứng dậy đuổi theo cầu mắt thấy bóng ra bay đến sân bóng rổ bên ngoài, một người nhấc chân tướng bóng rổ cho dẫm ở. Lâm Chí Hào sửng sốt một chút, bởi vì kia dẫm ở bóng rổ tiểu tử lại là Phó Học Đông, hồi trước bị bọn hắn chắn trong nhà cầu đánh cho như đòn sợ hàng. Nói đến thật đáng giận, Phó Học Đông bị đánh về sau nhà bọn hắn đến trường học lấy muốn thuyết pháp, làm đến bọn hắn đều bị phê bình một trận, gia trưởng cũng bị gọi trong trường học tới, còn bồi thường tiền thuốc men cho hắn. Ba người bọn hắn sao có thể nuốt xuống một hơi này, tìm người ở bên ngoài trường đánh đau Phó Học Đông dừng lại, đánh cho tiểu tử này mấy ngày không dám lên học được, không nghĩ tới Phó Học Đông sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Chí Hào nhìn thấy Phó Học Đông dẫm lấy bọn hắn bóng rổ, lập tức phát hỏa, Phó Học Đông. Người mẹ nó dẫm ta. Phó Học Đông không có phản ứng hắn. Lâm Chí Hào cả giận nói, đem người chân thúi cho ta lấy ra. Xông lên đưa tay đẩy Phó Học Đông, Phó Học Đông nhắm ngay hắn đến tay. Tay trái hướng ra phía ngoài đón đỡ, hướng trước tiến lên một bước, hữu quyền hung hăng trọng kích tại Lâm Chí Hào sườn trái bên trên. Đối diện tổn thương qua địch nhân của ngươi, quyết không thể thủ hạ lưu tình, bọn hắn có ba cái, ngươi chỉ có một cái, nắm lấy cơ hội từng cái đánh tan, mỗi đánh bại đối phương một người, ngươi tỷ số thắng liền tăng thêm một phần. Hứa Thuần Lương không có phí công dạy đứa nhỏ này, Phó Học Đông xuất thủ chính là ngoan chiêu, Lâm Chí Hào căn bản không nghĩ tới tiểu tử này dám đánh mình. Bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Một quyền này đánh hắn bộ ngực cơn đau, hô hấp đều trở nên không so khó khăn. Phù phù một tiếng liền té quỵ trên đất, hắn cái quỵ này, thành Phó Học Đông cũng giật nảy mình, bất quá Phó Học Đông lập tức lại nghĩ tới Hứa Thuần Lương, chiếu vào Lâm Chí Hào con mắt chính là một quyền. Lâm Chí Hào hét thảm một tiếng, che mắt nằm trên mặt đất, chớ nhìn hắn thân cao mã đại, nhưng dù sao vẫn còn con nít, bị liên tiếp nặng tay đánh chúng về sau, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Oa! Một tiếng khóc lớn lên. Cơ Dài Dài lấy điện thoại cầm tay ra toàn bộ hành trình thu hình lại. Chu Quang Minh cùng Viên Minh Huy cùng một chỗ hướng Phó Học Đông phóng đi, Cơ Dài Dài dẫm bên phải chân ván trượt dùng sức đẩy về phía trước ra, ván trượt tướng Viên Minh Huy vấp đến một cái lảo đảo. Chu Quang Minh ngón tay chỉ Phó Học Đông, người mẹ nó muốn chết. Phó Học Đông một phát bắt được ngón tay của hắn, cổ tay khẽ đảo, Chu Quang Minh sao có thể nghĩ đến hắn xuất thủ nhanh như vậy. Lúc đầu nghĩ đùa nghịch huy phong đâu, dùng ngón tay người là hắn căn bản không có thanh Phó Học Đông để ở trong mắt biểu hiện, cũng không có nghĩ đến thành mình sơ hở. Một khi bắt lấy đối thủ sơ hở liền muốn quả quyết công kích không thể có mảy may do dự. Phó Học Đông tại học một chiêu này thời điểm còn lo lắng sẽ đem đối thủ ngón tay cho bẻ gãy, Hứa Thuần Lương để hắn yên tâm trăm phần, đối thủ gặp được loại tình huống này sẽ tự ta bảo vệ, sẽ theo động tác của hắn không ngừng biến hóa dáng người. Trước mắt Chu Quang Minh vì để tránh cho ngón tay bị bẻ gãy, khom người xuống đi, nhưng Phó Học Đông không có buông ra ý tứ, khiến cho hắn không thể không một chân quỳ xuống đi, lại đến Phó Học Đông thích hợp xuất thủ vị trí, cái này ba cái tiểu tử vóc dáng đều quá cao, bình thường nghĩ đánh trúng khuôn mặt của bọn họ đến nhảy dựng lên đánh. Bây giờ đối phương đã chủ động quỳ xuống tới, không thể bỏ qua đánh mặt cơ hội, Phó Học Đông chiếu vào Chu Quang Minh con mắt bang bang chính là hai quyền, thanh Chu Quang Minh mắt cho phong. Cơ Dài Dài một bên kêu lên tốt đến, lớn tiếng khen hay đồng thời chưa thu hình lại, sân bóng rổ một bên, còn có bốn tên mặc Âu phục đen phụ trách thu hình lại, đây đều là Cơ Dài Dài an bài, bảo tiêu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Viên Minh Huy nhìn thấy Phó Học Đông xông lên tuần tự đánh ngã Lâm Chí Hào cùng Chu Quang Minh, dọa đến dừng bước không tiến, hai người này đều so với hắn có thể đánh, nhưng ai có thể nghĩ tới trước mấy ngày bị bọn hắn chắn trong nhà cầu nhẫn nhục chịu đựng tựa như chấn kinh cừu non Phó Học Đông. Bây giờ tràn ngập sát khí, sức chiến đấu phá trần. Phó Học Đông lúc này đã hoàn toàn khôi phục lòng tin, nhìn hằm hằm Viên Minh Huy nói, xéo đi. Viên Minh Huy cũng là sợ hàng, lại bị hắn cho sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, căn bản không quản kia hai cái bằng hữu. Chu Quang Minh hai con mắt sưng thành một đầu khe hẹp, kêu lên, Phó Học Đông ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ai u? Phó Học Đông vặn một cái ngón tay của hắn. Chu Quang Minh hai cái đùi đều quỳ xuống, Phó Học Đông chiếu vào Chu Quang Minh cái mũi chính là một quyền, được, ta trước giết chết ngươi. Chu Quang Minh cảm giác mình hai đầu nước mũi, không mũi máu chảy ra, hắn sợ hãi, hắn nói giết chết Phó Học Đông chỉ là ngoan thoại, nhưng Phó Học Đông đây là muốn chiếu chết ngõ mình, Chu Quang Minh nói, người đây là phạm pháp. Ta muốn cáo ngươi. Phó Học Đông nói, ngày đó có phải hay không là ngươi tìm người chắn ta? À. Chu Quang Minh phát ra như mổ heo kêu thảm, đám này sống an nhàn sung sướng hài tử cái nào nhận qua loại này tội, bình thường đều là bọn hắn khi dễ người khác,
hôm nay xem như gặp được nhân vật hung ác. Chu Quang Minh nói, người thả ta ra, thả, đúng hay không? Là, những người kia là ai? Viên Minh Huy Đường ca, Viên Minh Cường, ôi, tay ta nhanh đoạn mất, người phải ngồi tù. Hứa Thuần Lương ngồi ở phía xa liền trên ghế, yên lặng nhìn lấy hết thảy trước mắt, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, nơi xa một chiếc BMW X5 hướng bên này lái tới. Xe sau khi dừng lại, một người trung niên từ trên xe bước xuống, hét lớn, làm gì? Đuổi mau buông ta ra nhi tử, người đến là Chu Quang Minh phụ thân Chu Khả Định, hắn mỗi ngày tới đây tiếp hài tử, đi vào về sau khi thấy Phó Học Đông đem hắn nhi tử bảo bối đánh giống như đầu heo. Phó Học Đông buông ra Chu Quang Minh. Chu Khả Định phát hỏa, trực tiếp từ trong xe rút ra một cây gậy tròn, hướng phía Phó Học Đông liền xông tới, thao người đại gia, người dám đánh ta nhi tử. Không đợi Chu Khả Định đi vào Phó Học Đông trước mặt, Hứa Thuần Lương đã chặn đường đi của hắn lại, cười tủm tỉm nhìn qua Chu Khả Định nói, tiểu hài tử đánh nhau ngươi đi theo lẫn vào cái gì? Lăn đi, ta để ngươi lăn đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lăn một cái cho ta xem một chút. Chu Khả Định cũng là ngang ngược không nói lý hạng người, huy động gậy tròn chiếu vào Hứa Thuần Lương liền đánh, nhưng hắn vừa giơ lên gậy tròn có người sau lưng xuống tay trước. Lại là Cơ Dai Dai chạy tới phía sau hắn hạ hắc thủ, gậy tròn nện ở Chu Khả Định trên đầu, bang. Một tiếng, Chu Khả Định bị nện đến mắt tối sầm lại, thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất, gậy tròn cũng bay ra ngoài. Chu Quang Minh từ con mắt khe hẹp trông được đến giả cha bị người cho một côn buồn bực đổ, khóc lớn lên, cha. Đừng đánh cha ta. Hứa Thuần Lương giơ hai tay lên, không quan hệ với ta a à ta nhưng không có động thủ. Bốn tên bảo tiêu nhìn qua hắn, còn có dạng này đương sư phụ, gì lấy mọi chuyện cần thiết đều là hai hài tử làm, người sống chết mặc bây. Mặc kệ nó. Chỉ cần đại tiểu thư không có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay, một giúp trẻ vị thành niên đánh nhau, người trưởng thành cũng không thể lội cái này vũng nước đục. Chu Khả Định chính là không rõ ràng nặng nhẹ, xui xẻo a. Cái này một muộn côn với ai nói rõ lý lẽ đi. Nhà đáng đời, tiểu hài đánh nhau ngươi lẫn vào cái gì. Nhìn thấy sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian đi, Cơ Dai Dai còn đang vì mình vừa rồi một côn hưng phấn không thôi. Sư phụ, ta hôm nay cho ngươi giúp đại ân đi. Hứa Thuần Lương nói, làm trở ngại chứ không giúp gì mới đúng, họ Chu nếu để cho ngươi một côn buồn bực chết rồi, ngươi chờ ngồi tù đi. Cơ Dai Dai nhếch miệng, đều không có ra sao dùng sức, yên tâm đi, ta ai làm nấy chịu, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Phó Học Đông nói, người là ta đánh, có trách nhiệm ta đến gánh chịu. Hứa Thuần Lương có chút lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra đứa nhỏ này thời khắc mấu chốt lại có chút đảm đương. Chu Khả Định ôm đầu lung la lung lay đứng dậy, hô to, chớ đi, tiểu tử ta nhận ra ngươi. Hứa Thuần Lương một đoàn người đã bên trên Cơ Dai Dai Toyota Alpha, tại Chu Khả Định đuổi đi lên trước đó nên rời đi trước. Dựa theo Hứa Thuần Lương trước đó bàn giao, Cơ Dai Dai cùng Phó Học Đông ngay lập tức đi đồn công an báo cảnh, cái này gọi ác nhân cáo trạng trước. Nhanh mồm nhanh miệng Cơ Dai Dai nói như thế, nàng tại công viên sân bóng rổ chơi ván trượt thời điểm, gặp mấy tên tiểu lưu manh. Mấy người bọn hắn đối nàng nói năng lỗ mãng, may mắn Phó Học Đông thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu vãn nàng tại trong lúc nguy nan, thật vất vả thoát khỏi ba tên tiểu lưu manh dây dưa, kết quả lại gặp một cái lão lưu manh. Phó Học Đông qua đi tiếp thu giáo dục trên cơ bản đều là cái gì nói dối không phải hảo hài tử, nhưng Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết, vì chừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa, thích hợp nói điểm nói láo cũng không có gì, cái này gọi lấy ác chế ác. Kỳ thật trên cơ bản Phó Học Đông đều không nói lời nào. Đồn công an làm cái ghi chép thời điểm tìm hắn xác nhận một chút, Phó Học Đông biểu thị Cơ Dai Dai nói tới hết thảy là thật. Phụ trách bản án cảnh sát vừa rồi đã nhìn qua nhiệt tâm quần chúng, cũng chính là Hứa Thuần Lương cung cấp hiện trường video, không thể không nói Hứa Thuần Lương hiện tại chụp ảnh kỹ thuật có chỗ đề cao, từ trong video đến xem là Chu Quang Minh ba tên tiểu tử khiêu khích trước đây, mà lại Phó Học Đông đánh tất cả đều của bọn họ không có ghi chép bên trên, mấu chốt nhất là Chu Quang Minh thừa nhận tìm người đánh Phó Học Đông. Liền tên của người ta địa chỉ đều báo ra tới. Hứa Thuần Lương chờ lấy cảnh sát giải quyết việc chung, trước đó Triệu Hân Đình liền mang theo nhi tử báo qua cảnh, khả xảo cũng là nhà này đồn công an cha đến bây giờ cũng không tìm được manh mối, hiện tại người bị hại Phó Học Đông chủ động thanh tuyến tác đưa tới, khiến cho đồn công an bên này đều có chút lúng túng, lập tức an bài đi sách người. Có Cơ Dai Dai tại, căn bản không cần Hứa Thuần Lương mở miệng, hắn cùng bốn tên bảo tiêu chờ ở bên ngoài.
Cơ Dai Dai nói, cảnh sát đồng chí, em ta bị bọn hắn ở trường học khi dễ đã không chỉ một lần, bọn hắn còn tìm xã hội nhân viên nhàn tản ở bên ngoài trường chặn đường, cho ta đệ thể xác tinh thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng, các ngươi có thể điều tra thêm báo cảnh ghi chép. 5 ngày trước chúng ta báo qua án, em ta vết thương trên người đến bây giờ còn không có tốt đâu, ta lo lắng em ta an toàn, cho nên đi đón hắn tan học, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này, xin hỏi là không phải cảnh sát nhân dân người yêu dân. Phụ trách ghi chép cảnh sát nhẹ gật đầu, đó còn cần phải nói, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Cơ Dai Dai nói, có ngài câu nói này ta an tâm. Cảnh sát ghi chép tình tiết vụ án thời điểm, Chu Khả Định cũng mang theo 3 đứa hài tử tới báo cảnh, hắn làm sao đều không nghĩ tới 2 hài tử trước hắn một bước, như vậy lớn một chút hài tử thế mà liền biết ác nhân cáo trạng trước. Chu Khả Định chỉ vào Cơ Dai Dai lên án nói, chính là nàng dùng gậy tròn tại ta cái ót hung hăng đập một cái. Cảnh sát đồng chí, ngài sờ, ta cái này nâng lên một cái bọc lớn. Cơ Dai Dai nói, ai bảo ngươi đùa nghịch lưu manh tới. Chu Khả Định tức đến xanh mét cả mặt mày, người tiểu nha đầu này làm sao ăn nói bừa bãi, là hai người các ngươi đánh nhi tử ta, cho nên ta đi qua ngăn cản. 35. Phụ trách tình tiết vụ án cảnh sát sớm đã có vào trước là chủ ấn tượng, nhìn qua video, nghe qua Cơ Dai Dai đối đám người này huyết lệ lên án. Ai cũng có hài tử, ai cũng sợ con của mình trong trường học nhận ức hiếp. Cảnh sát vỗ bàn một cái, người ồn ào cái gì? Nơi này là đồn công an, có lý không tại âm thanh cao. Chu Khả Định nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta là đến báo cảnh, liền là hai người bọn hắn nhi tử ta cùng hắn 2 cái đồng học đánh. Cảnh sát dò xét một chút Chu Khả Định sau lưng 3 cái nghiêu cao mã đại tiểu tử, tại nhìn thoáng qua Phó Học Đông cùng Cơ Dai Dai. Ngươi nói bọn hắn 3 bị 2 người bọn hắn đánh. Chu Quang Minh cải chính, đánh chúng ta chính là hắn. Hắn đưa tay chỉ Phó Học Đông, Cơ Dai Dai hoàn toàn chính xác không có đánh bọn hắn, Cơ Dai Dai tổng cộng ra 1 lần tay, một côn thanh tra của hắn cho buồn bực đổ. Một mình hắn đánh 3 người các ngươi. Lúc này một cảnh sát đi tới, hắn vừa mới tìm trường học xác minh qua, ở trường bên trong hoàn toàn chính xác phát sinh qua Chu Quang Minh 3 người khi dễ Phó Học Đông sự tình. Phó Học Đông ngày đó ở bên ngoài trường bị đánh báo án ghi chép cũng tra ra được, phái đi sách người cảnh sát gọi điện thoại về, đã tìm được Viên Minh Cường, hiện trường tiểu tử này liền đem dẫn người vây đánh Phó Học Đông sự tình cho thừa nhận, nói là cho đệ Viên Minh Huy xuất khí. Phụ trách bản án cảnh sát tiếp xong cú điện thoại này trong lòng liền có vẻ đếm, để Chu Quang Minh 3 người bọn hắn đi trước phòng nhỏ ngồi xổm. Chu Khả Định cảm giác sự tình có chút không đúng, cảnh sát đồng chí, là bọn hắn đại nhân. Tại sao muốn thanh nhi tử ta bọn hắn giam lại? Bọn hắn làm chuyện gì chính ngươi không có đếm a? Cảnh sát đồng chí, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, ngươi nhìn ta đầu này đằng sau còn có một cái bọc lớn tới. Ngươi đối với người ta tiểu cô nương làm gì rồi? Ta không làm gì. Cơ Dai Dai nói, hắn sờ cái mông ta. Chu Khả Định khuôn mặt trướng đến cùng gan heo, cô gái nhỏ này làm sao ăn nói bừa bãi đâu, ta không có. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sờ ngươi? Cơ Dai Dai nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta dùng cây gậy đánh ngươi? Chu Khả Định bị đang hỏi, lúc ấy Cơ Dai Dai ở sau lưng cho hắn một muộn côn, hắn sao có thể nhìn thấy? Cảnh sát nói, được rồi, các ngươi không nên ở chỗ này phát sinh tranh chấp, hôm nay tình huống cụ thể chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi làm là một người trưởng thành không nên tham gia trẻ vị thành niên tranh chấp đồng dạng sai lầm. Bọn hắn có thể miễn ở khởi tố, ngươi là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Chu Khả Định đầu đầy mồ hôi lạnh, có chút hối hận đến đồn công an, đây không phải đen đủi được sao? Chủ động đưa tới cửa, người ta đây là muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cơ Dai Dai cùng Phó Học Đông đạt được cho phép, đi ra ngoài trước chờ lấy, cảnh sát tiếp lấy tìm Chu Khả Định tìm hiểu tình huống. 2 người tới bên ngoài, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng 4 tên bảo tiêu ngồi thành một loạt uống vào Starbucks. Cơ Dai Dai nói, a, các ngươi ngược lại là tự tại. Hứa Thuần Lương chỉ bên cạnh 2 chén, các ngươi, ta mời khách. Cơ Dai Dai cầm lấy cà phê trước đưa cho Phó Học Đông. Hứa Thuần Lương nói, có thể đi rồi sao? Cơ Dai Dai nói, cảnh sát còn phải thẩm hỏi bọn hắn, không thể đơn nghe chúng ta khẩu cung, đoán chừng còn phải chờ một lát. Lúc này 2 cái gai rồng họa hổ tiểu lưu manh bị cảnh sát cho mang vào. Phó Học Đông một chút liền nhận ra 2 người kia chính là trước mấy ngày ở bên ngoài trường vòng vây hắn. Hứa Thuần Lương từ Phó Học Đông ánh mắt bên trong đã đoán được, vỗ Phó Học Đông bả vai nói, phải tin tưởng pháp luật. Cơ Dai Dai nói,
dựa theo nước ta pháp luật, hai người kia trái với luật bảo hộ trẻ vị thành niên cùng trị an xử phạt pháp chỉ ít chỗ 10 ngày trở lên 15 ngày trở xuống câu lưu, cũng chỗ 500 nguyên trở lên 1.000 đồng trở xuống tiền phạt. Ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người tên kia bảo tiêu nói, theo quy định là 14 tuổi hạ trở xuống, hắn giống như 15 tuổi. Cơ Dài Dài trừng mắt liếc hắn một cái, người hiểu pháp. Bảo tiêu có chút ngượng ngùng cười cười nói, ta là luật sư. Cơ Dài Dài nói, sớm không nói vừa rồi ta tiến đi tìm hiểu tình huống thời điểm ngươi làm sao không theo tới. Bảo tiêu trong lòng tự nhủ ngươi kia là tin miệng hồ thuyết, liền nhặt đối với mình có lợi nói, ta mặc dù làm thuê cho ngươi, nhưng là không thể làm trái lưng nghề nghiệp của mình phẩm hạnh. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng phải câu lưu, ỷ thế hiếp người ba tiểu tử chí ít cho bọn hắn một cái ghi lại xử phạt. Cơ Dài Dài nói, ghi tội quá nhẹ, khai trừ, không phải ta liền đem chuyện này thả trên mạng, để trường học của bọn họ tiếng xấu lan xa. Phó Học Đông ngoài miệng không nói gì, nhưng bao phủ ở trong nội tâm nhiều ngày khói mù đã tán đi, phụ thân luôn luôn khuyên hắn còn khoan dung hơn phải nhẫn nhường, nhưng hắn hôm nay mới hiểu được, tha thứ cùng nhường nhịn sẽ chỉ làm có ít người đến tiến thêm thước, Hứa Thúc Thúc lấy bạo chế bạo phương pháp mới là chính xác, hôm nay cuối cùng ra dấu ở trong lòng một ngụm ác khí. Lúc này Triệu Hân Đình nghe hỏi chạy tới, là Chu Khả Định cho nàng đánh cho điện thoại. Triệu Hân Đình nhận được cú điện thoại này dọa đến hoang mang lo sợ, cho là mình nhi tử lại bị đánh, bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ lần này là con trai mình Thanh Đồng Học đánh. Triệu Hân Đình cảm thấy không có khả năng, liền tự mình hài tử kia tiểu thân bản làm sao có thể đánh thắng được người ta. Bất quá nàng hơi chút suy nghĩ liền hiểu, khẳng định là Hứa Thuần Lương. Có thể coi là lại thế nào cũng không phải làm đi đánh mấy đứa tiểu hài tử kia, một người trưởng thành nếu là làm như vậy liền phạm pháp. Triệu Hân Đình vội vàng chạy tới đồn công an, nàng phải nhanh một chút làm rõ tình huống. Triệu Hân Đình đi vào đồn công an nhìn thấy nhi tử êm đẹp, lập tức yên lòng, nàng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, đến cùng tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử, ta cũng không rõ lắm, ngài hỏi tiểu Đông. Phó Học Đông còn chưa lên tiếng đâu, Cơ Dài Dài nói, a di, ngài tốt, chuyện này không trách tiểu Đông, tất cả đều là bởi vì ta. Triệu Hân Đình có chút buồn bực, tiểu nha đầu này lại là chỗ nào xuất hiện, đi qua chưa thấy qua a. Cơ Dài Dài nói, là ba người bọn hắn tìm ta phiền phức, tiểu Đông vì ta bênh vực kẻ yếu. Triệu Hân Đình trong lòng tự nhủ nhi tử ta chính ta rõ ràng, liền hắn nguyên liệu đó, có bênh vực kẻ yếu tâm tình cũng không có thực lực kia, cũng không có kia lá gan. Viên Minh Huy cùng Lâm Chí Hào người nhà cũng đều đến, Lâm Chí Hào mụ mụ cũng không phải cái dễ trêu, to mọng thân thể mang theo phục trang đẹp đẽ liền hướng Phó Học Đông xông tới, chỉ vào hắn kêu lên, ngươi làm sao dã man như vậy? Nhìn ngươi đem nhi tử ta đánh. Triệu Hân Đình ngăn tại nhi tử trước mặt, mặc dù nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng vì mẫu lại được, gặp được nguy hiểm trước tiên nghĩ tới là thủ hộ nhi tử. Hứa Thuần Lương nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm thầm than, Phó Quốc Dân một nhà cũng không dễ dàng lưỡng địa ở riêng, loại thời điểm này hẳn là phụ thân đỉnh ở phía trước. Phó Học Đông nói, ngươi đừng hướng ta mẹ nổi giận, sự tình là ta làm được, có lửa xông ta tới. Triệu Hân Đình chưa từng thấy nhi tử cứng như vậy khí qua, nàng ngăn lại nhi tử, tiểu Đông, nơi này không có chuyện của ngươi. Không có chuyện của hắn, nhi tử ta bị hắn đánh thật hay thảm, nuôi không dạy lỗi của cha, các ngươi là thế nào giáo dục hắn. Nói người khác ngươi làm sao không nhìn nhà mình nhi tử oai hùng thế nào. Ở trường học ức hiếp nhỏ yếu, lấn yếu sợ mạnh, có các ngươi dạng này thấp tố chất cha mẹ khó trách sinh ra loại này ngang bướng thành tính rác rưởi nhi tử. Cơ Dài Dài trước tiên xông tới. Triệu Hân Đình âm thầm kêu khổ, cái này ở đâu ra dã nha đầu, không phải đem mâu thuẫn cho kích thích sao. Cái này ba nhà đều có bối cảnh, nhà ai bọn hắn đều không thể trêu vào. Lâm Chí Hào mụ mụ hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm Cơ Dài Dài, ở đâu ra dã nha đầu, ngươi là cái thá gì. Thế mà giáo huấn khởi lão nương tới. Ba, Cơ Dài Dài cũng không nuông chiều nàng, một cái tát tai liền rút tới. Cái này bàn tay đánh cho lại giòn lại vang, Lâm Chí Hào mụ mụ vòng tai đều bay ra ngoài một con, mặt đau rát. Lâm Chí Hào cha hắn mộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, cầm lên cái ghế hướng về phía Cơ Dài Dài liền muốn đập tới. Bốn tên bảo tiêu cũng không phải ăn chay, một người trong đó đã khởi động, một cước đá vào trên ghế đầu, băng ghế chia năm xẻ bảy, ngay sau đó một quyền đánh tới hướng người này mặt. Dừng tay, cảnh sát kịp thời chạy tới, chế một bước nữa hai nhóm người muốn đánh. Hứa Thuần Lương lẫn mất xa xa, ngồi ở chỗ đó tiếp tục uống cà phê, xem ra hôm nay căn bản không cần hắn xuất thủ.
cảnh sát khống chế lại hiện trường tình trạng, trong lúc đó có người lần lượt đến, mấy đứa bé chủ nhiệm lớp, thụ nhân trung học hiệu trưởng. Hoa Trục Nguyệt cũng tới bảo Tiêu Kỳ thật sớm đã đem tình huống báo cáo nhanh cho nàng, Hoa Trục Nguyệt vừa mới bắt đầu không chuẩn bị xuất hiện, đối Hứa Thuần Lương lòng mang áy náy, có chút xấu hổ gặp hắn, nhưng nghe nói sự tình huyên náo như thế lớn, nàng không hiện thân cũng không tốt. Đi vào hiện trường nhìn thấy hỗn loạn một màn, Hoa Trục Nguyệt nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy Hứa Thuần Lương một người ngồi ở trong góc uống vào cà phê, hoàn toàn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế. Hoa Trục Nguyệt do dự một chút, vẫn là đi vào hắn ngồi xuống bên người, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không rõ ràng, ta chính là cùng qua đến xem náo nhiệt. Hoa Trục Nguyệt có chút ít u oán nhìn hắn một cái, con hàng này làm việc thủ đoạn càng ngày càng âm, êm đẹp thanh cơ dai dai liên lụy vào làm gì? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng nha đầu này là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ mặt khác? Hoa Trục Nguyệt nói, tiểu gia hỏa kia là ai? Hứa Thuần Lương nói, cũng coi như là đệ tử của ta, dai dai lấy sư tỷ tự cho mình là, chủ động vì hắn ra mặt đâu. Hoa Trục Nguyệt có chút sở khóc sở cười, lúc này mới mấy ngày, hắn thế mà khai tông lập phái liên tiếp thu hai người đệ tử, vậy ta phải chúc mừng ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, không có gì có thể chúc mừng. Cái này hai đệ tử đều không bớt lo. Hứa Thuần Lương nhìn thấy thụ nhân trung học Tần hiệu trưởng tìm Triệu Hân Đình đơn độc nói chuyện, tranh thủ thời gian hướng Cơ Dai Dai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cơ Dai Dai ngầm hiểu, đưa tới. Tần hiệu trưởng là tiếp vào đồn công an thông chi tới, bởi vì phát sinh tranh chấp chính là trường học của bọn họ học sinh, hắn qua đến giúp đỡ cân đối cũng là chuyện đương nhiên, Tần hiệu trưởng có ý tứ là chuyện này tận lực không nên nháo lớn làm lớn chuyện khẳng định sẽ ảnh hưởng trường học hình tượng. Triệu Hân Đình cân nhắc đến nhi tử về sau còn muốn ở trường học đi học, cũng không muốn cùng trường học huyên náo quá cương. Nhưng là Lâm Tử Hào phụ mẫu thái độ phi thường kiên quyết, bọn hắn bình thường đối hài tử cực kỳ sủng ái, căn bản không thể gặp hài tử thụ ủy khuất, nhìn thấy nhi tử bị đánh, không phải muốn vì nhi tử bảo bối lấy lại công đạo, nói chuyện cũng là có chút phách lối, chuyện này không thể cứ tính như vậy, trường học nhất định phải cho nhà chúng ta giải một cái công đạo. Cơ Dai Dai nói, ta tán thành. Học sinh trong trường học bị đồng học bá lăng, thân là nhân viên nhà trường hẳn là nhận gánh trách nhiệm, cũng là bởi vì trường học các ngươi ngay từ đầu không có xử lý tốt chuyện này, cho nên mới dẫn đến tiếp sau phiền phức không ngừng. Tần hiệu trưởng trước mặt nhiều người như vậy bị một tiểu nha đầu của trách, sắc mặt phi thường khó coi, hắn coi là Cơ Dai Dai cũng là trường học của bọn họ, nghiêm mặt nói, vị bạn học này, ngươi là cái nào ban? Ngươi quản ta cái nào ban? Không phải liền là cái hiệu trưởng sao? Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nghĩ để người khác tôn trọng ngươi, đầu tiên liền muốn làm gương tốt, ngươi cũng tốt tốt nghĩ lại một chút, đồng dạng đều là học sinh, ngươi vì cái gì muốn khác nhau đối đãi? Thân vì một cái giáo dục người làm việc ngươi xứng chức sao? Tần hiệu trưởng phát hỏa, ta không theo ngươi đàm, ngươi ra trưởng đâu? Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi là thụ nhân trung học Tần hiệu trưởng A. Tần hiệu trưởng nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, có chút kỳ quái. Nhìn tuổi tác vị mỹ nữ kia cũng không giống gia trưởng của nàng, chẳng lẽ là tỷ tỷ nàng? Hoa Trục Nguyệt nói, thụ nhân trung học là tư nhân trường học, danh tiếng luôn luôn ưu tú, lúc đầu ta còn dự định đưa Dai Dai đi thụ nhân đi học đâu. Tần hiệu trưởng nội tâm tràn đầy khinh thường, coi là thụ nhân trung học là ai đều có thể đi vào. Có thể đi vào thụ nhân trung học gia đình trên cơ bản không phú thì quý, không biết nhiều ít người đều bấu víu quan hệ tìm phương pháp, không nói khoa trương chút nào. Phổ biến coi trọng con cái giáo dục lập tức, muốn cầu đến một cái thụ nhân trung học danh ngạch có thể nói là khó như lên trời. Một bên chủ nhiệm lớp cuối cùng tìm được tại hiệu trưởng trước mặt cơ hội biểu hiện, chúng ta thụ nhân cũng không phải cái gì học sinh đều thu. Hoa Trục Nguyệt cười nói, lời này của ngươi nói đến ta nhưng không thích nghe, thụ nhân trung học cánh cửa cao như vậy sao? Chủ nhiệm lớp nói, thụ nhân trung học yêu cầu học sinh đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, ngoại trừ thành tích còn muốn cân nhắc cá nhân tố chất. Hắn liếc mắt nhìn Cơ Dai Dai một chút, cái này nha đầu điên cùng nàng tiểu thái muội, muốn vào thụ nhân trung học, nằm mơ đi thôi, vốn là không có hy vọng, hiện tại đắc tội Tần hiệu trưởng thì càng không có trông cậy vào. Cơ Dai Dai ngoài miệng nhưng không tha người, cái gì phá trường học, liền nhìn các người bồi dưỡng học sinh kia tố chất, cầu ta trên ta đều không lên. Tần hiệu trưởng nói, vị bạn học này, nói chuyện muốn có lễ phép, nếu như ngươi chửi bới trường học danh dự là phải chịu trách nhiệm. Hoa Trục Nguyệt cười nói, Dai Dai, ngươi thật sự là phải chịu trách nhiệm. Cơ Dai Dai trong lòng tự nhủ ngươi Hoa Trục Nguyệt đến cùng là đứng tại bên nào trên lập trường, hừ một tiếng nói có loại đi cáo ta à.
Hoa Trục Nguyệt nói, thụ nhân có 6 thành cổ phần đều là thuộc về ngươi. Một câu thành tất cả mọi người cho cả mơ hồ, chủ nhiệm lớp Tâm nói các ngươi thổi cái gì. Còn thụ nhân đại cổ đông, liền cô gái nhỏ này. Nàng xứng sao? Tần hiệu trưởng khóe môi lộ ra một nụ cười khinh bỉ, lừa ai đó, thụ nhân đại cổ đông là tinh thần quỹ ngân sách. Hoa Trục Nguyệt nói, cha ngươi thông qua tinh thần quỹ ngân sách nắm giữ thụ nhân cổ phần, lúc trước sở dĩ mua xuống thụ nhân liền là nhớ ngươi về nước bên trong đi học, đáng tiếc a. Hứa Thuần Lương cách bọn họ có một khoảng cách, nhưng nghe được rõ ràng, có tiền thật tốt, cơ bộ Diêu vì cho nữ nhi an bài đi học vậy mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mua thụ nhân 6 thành cổ phần, hiện tại cơ bộ Diêu mất tung làm hắn người thừa kế duy nhất, cơ dai dai đạt được hết thảy. Hoa Trục Nguyệt hướng nửa tin nửa ngờ Tần hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, bình thường tham gia trường học chủ tịch hội nghị chính là tinh thần quỹ ngân sách Dương Khánh Minh, hắn là hướng ta phụ trách. Tần hiệu trưởng nội tâm giật cả mình, ông trời của ta a, sẽ không như thế xảo đi. Cơ dai dai nói, Hoa tỷ, ý của ngươi là, thụ nhân trung học là ta sao? Hoa Trục Nguyệt nói, cho nên ngươi nghĩ đi học ai cũng ngăn không được, ngươi nếu là không thích lão sư nào, tùy thời có thể lấy để hắn cuốn gói rời đi. Nàng nhìn qua tên kia chủ nhiệm lớp mặc dù còn không cách nào chứng thực chuyện này, nhưng là hắn từ Tần hiệu trưởng sắc mặt đã ý thức được tình thế không ổn. Hoa Trục Nguyệt nói, liền xem như hiệu trưởng ngươi không thích, một dạng có thể sa thải hắn. Cơ dai dai nói, kia là nhất định. Hoa Trục Nguyệt ánh mắt dần dần từ mấy tên gia trưởng trên mặt đảo qua, các người ba nhà cũng coi là có chút bối cảnh, Lâm gia mở một nhà rượu công ty mậu dịch. Mấy năm này đều thông qua Mã Trường Minh quan hệ hướng Lam Tinh dưới cờ vật nghiệp đưa hàng, nhìn các ngươi vừa rồi sở tác sở vi, về sau liền ngừng đi, ta sẽ cho người điều tra thêm các ngươi giao dịch ghi chép, nếu như trong đó tồn tại bất luận cái gì vi quy, Lam Tinh sẽ giữ lại truy cứu quyền lợi. Lâm Chí Hào phụ mẫu dọa đến mặt mũi trắng bệch, nữ nhân này là Lam Tinh tập đoàn. Nàng chẳng lẽ chính là cái kia phó tổng giám đốc? Lâm Chí Hào mụ mụ cảm giác bị đánh qua nửa bên mặt đều chết lặng. Ta bị Lam Tinh tập đoàn tổng giám đốc khuê nữ đánh, ta không thể trêu vào a. Hoa Trục Nguyệt lại nhìn Viên Minh Huy phụ mẫu nói, Quang Huy quảng cáo nhà các ngươi, hàng năm chỉ từ mới tốt giải trí lấy đi mở rộng phí liền có 1.000 vạn a. Mới tốt giải trí là cơ bộ Diêu tại Lam Tinh về sau khởi động công ty giải trí, chủ yếu là muốn tiến quân truyền hình điện ảnh nghiệp, cũng là hắn lưu cho nữ nhi chủ yếu nhất tài sản. Viên Minh Huy ba ba dọa đến tranh thủ thời gian cho thấy thái độ, thật xin lỗi. Chúng ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn nhi tử, giáo huấn cái kia đồ không có chí tiến thủ. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, kia là chuyện của chính các ngươi, sinh ý vĩnh viễn liền là sinh ý, dai dai, ngươi còn dự định cùng Quang Huy quảng cáo hợp tác sao? Cơ dai dai nói, để bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Hoa Trục Nguyệt nói, còn có một vị họ Chu tiên sinh, nhà bọn hắn là cho vay nặng lãi, ta sẽ chỉnh lý tư liệu của hắn cung cấp cho cảnh sát hảo hảo điều tra thêm. Chu Khả Định lão bà đã ngồi liệt tại trên ghế đầu liền biện bạch khí lực cũng không có. Cơ dai dai nhìn qua Tần hiệu trưởng nói, trường học các ngươi đều là thế nào thu nhận học sinh? Không xét duyệt học sinh tố chất, không điều tra gia đình của bọn hắn bối cảnh sao? Liền cho vay nặng lãi ngươi cũng thu, ta nhìn ngươi làm sao hướng trường học chủ tịch sự tình biết giải thả. Tần hiệu trưởng khuôn mặt xanh một miếng tử một khối, xấu hổ cực kỳ, hắn vừa mới cho Dương Khánh Minh phát tin tức, Dương Khánh Minh hồi phục. Hắn không có lầm, tinh thần quỹ ngân sách chính là cơ bộ Diêu tiên sinh bỏ vốn kiến thiết, cơ dai dai đã trải qua kế thừa cơ bộ Diêu tiên sinh tất cả tài sản, hiện tại nàng chính là thụ nhân trung học chân chính lão bản. Tần hiệu trưởng minh bạch điều này có ý vị gì, trước mắt vị này phản nghịch trương dương tiểu cô nương vậy mà thật chính là trường học của bọn họ đại cổ đông, người ta không có nói sai, chỉ cần không cao hứng tùy thời đều có thể tướng mình từ đi, cảnh sát sơ bộ tra ra tình huống. Lấy Viên Minh Cường cầm đầu mấy tên dính líu ở bên ngoài trường chặn đường cũng vây đánh phó học đông thanh niên lêu lổng tất cả đều bị bắt, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, trong đó mấy người trưởng thành câu lưu khẳng định là ít không được. Mấy tên tiểu tử đi vào đồn công an về sau lập tức liền trung thực, thanh Viên Minh Huy, Chu Quang Minh bọn hắn đều cho thay cho ra. Cân nhắc đến ở trong đó dính đến nhiều tên trẻ vị thành niên, cảnh sát tại đối bộ phận thiệp án nhân viên tiến hành phê bình giáo dục về sau. Vẫn là giao cho trường học đi xử lý, từ gia trưởng cùng trường học lãnh đạo song song ký tên, để bọn nhỏ ai về nhà nấy các tìm các mẹ, cường điệu nhân viên nhà trường cùng gia trưởng đều muốn tăng cường giáo dục và ràng buộc. Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình trên cơ bản đều ở bên xem, đến đồn công an về sau hắn liền phát hiện căn bản không cần mình ra mặt. Triệu Hân Đình xong xuôi thủ tục,
lấy được cho phép lấy mang theo nhi tử rời đi. Bên này Cơ Dài Dài cũng có thể đi, đến đi ra bên ngoài, Phó Học Đông chủ động cùng Cơ Dài Dài lên tiếng chào hỏi, tạ tạ sư tỷ, ta đi về trước. Cơ Dài Dài cười nói, đừng nóng vội a, ta để lái xe đưa các ngươi trở về. Hoa Trục Nguyệt cũng lái xe đến đây, nàng để Bảo Tiêu trước đưa Cơ Dài Dài trở về, chủ động xách ra bản thân đưa Triệu Hân Đình mẹ con, đương nhiên chủ yếu là thuận tiện tướng Hứa Thuần Lương đưa trở về. Triệu Hân Đình đã đại khái làm rõ ràng hôm nay chuyện toàn bộ trải qua, lúc đầu nàng còn lo lắng nhi tử trải qua trong chuyện này tâm lại thụ thương tổn thương, thế nhưng là quan sát phát hiện, nhi tử chẳng những không có thụ đến bất kỳ đả kích, phản mặt sáng sủa rất nhiều, cùng đừng người lúc nói chuyện trên mặt lại có đã lâu tiếu dung, Triệu Hân Đình ý thức được nhi tử khúc mắc được mở ra, mà hết thảy này đều là Hứa Thuần Lương công lao. Triệu Hân Đình khách khí một chút vẫn là bên trên Hoa Trục Nguyệt xe, bọn hắn hai mẹ con ngồi ở phía sau tòa, Hứa Thuần Lương thì ngồi phụ xe. Ô tô khởi động về sau, Triệu Hân Đình nói, Thuần Lương, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Tẩu tử, ngài khách khí với ta cái gì? Kỳ thật sự tình hôm nay đều là Tiểu Đông tự mình giải quyết, ngài cũng không cần cảm ơn ta. Triệu Hân Đình nhìn thoáng qua nhi tử, Phó Học Đông nói, mẹ, có lỗi với cho ngài thêm phiền toái. Triệu Hân Đình nói, nhi tử, đừng nói như vậy, là mụ mụ không có xử lý tốt, cho nên mới sẽ để ngươi thụ khi dễ, dạng này, mẹ đáp ứng ngươi, nếu như ngươi không muốn ở chỗ này đọc sách, chúng ta nghĩ biện pháp chuyển trường, ngươi nghĩ về Đông Châu cũng được. Kỳ thật Phó Học Đông tại phụ thân trở về Đông Châu về sau cũng có trở về đọc sách ý nghĩ, nhất là tại bị người khi dễ về sau, loại nguyện vọng này trở nên mãnh liệt, mẹ con hai người cũng bởi vì đi học sự tình sinh ra khác nhau. Nhưng là trải qua sự tình hôm nay Triệu Hân Đình có chút nghĩ mà sợ, nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình đi qua thái độ. Hoa Trục Nguyệt nói, đại tỷ, ta mặc dù không hiểu rõ lắm tình huống thế nhưng là ta luôn cảm thấy gặp được vấn đề né tránh không phải biện pháp, phương pháp chính xác là đối diện giải quyết, Tiểu Đông hôm nay xử lý đến không tệ, tin tưởng hôm nay đi qua về sau, sẽ không còn có người dám khi dễ hắn. Lặng lẽ nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nhẫn như thế một vị sư phụ ai dám khi dễ hắn. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, ngài vừa rồi không có nghe rõ à, thụ nhân trung học sẽ hảo hảo chỉnh đốn và cải cách, kia ba tiểu tử khẳng định sẽ có được vốn có xử lý. Tiểu Đông năm nay nên thi trung học đi, hiện tại chuyển trường đối với hắn không tốt, ổn định học tập hoàn cảnh rất trọng yếu. Phó Học Đông nói, mẹ, ta nghe Hứa Thúc Thúc. Hiện tại hắn đối Hứa Thuần Lương tràn đầy sùng bái. 4. Triệu Hân Đình liên tục gật đầu, Hoa Trục Nguyệt đem bọn hắn hai mẹ con đưa đến cửa tiểu khu. Triệu Hân Đình mời bọn họ đi trong nhà ngồi một chút, cũng không phải làm dáng một chút, mà là phát ra từ nội tâm mời. Hứa Thuần Lương cười nói, hôm nay quá muộn, hôm nào đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Phó Học Đông nhìn qua Hứa Thuần Lương có chút không bỏ, hắn biểu thị có mấy câu muốn đơn độc cùng Hứa Thuần Lương nói. Triệu Hân Đình về nhà trước, Hoa Trục Nguyệt cũng trở về trong xe chờ lấy. Hứa Thuần Lương nhìn qua tiểu tử này cười nói đi. Phó Học Đông nói, ta có thể hay không giống Dài Dài tỷ một dạng bái ngài làm thầy. Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Phó Học Đông cho là hắn không nguyện ý khuôn mặt đỏ đỏ nói ra, ta biết ta điều kiện không tốt, thế nhưng là ta đặc biệt sùng bái ngài, một ngày vi sư trung thân vi phụ, coi như ngài cự tuyệt ta, trong lòng ta một dạng cảm kích ngài, cũng sẽ vĩnh viễn thanh ngài xem như lão sư của ta. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đi, 3 tháng quan sát kỳ. Ta nhìn ngươi biểu hiện nếu như ngươi các mặt đều để ta hài lòng, ta liền thu ngươi làm đồ. Phó Học Đồng ý cười đầy mặt, chuẩn bị quỳ xuống đến cho Hứa Thuần Lương dập đầu, Hứa Thuần Lương bắt lấy cánh tay của hắn không có để hắn quỳ đi xuống, chờ ngươi phù hợp điều kiện rồi nói sau, còn có, bí mật của hai chúng ta đừng nói cho những người khác, cha mẹ ngươi cũng không ngoại lệ. Phó Học Đồng liên tục gật đầu, thúc thúc yên tâm. Nhanh đi về đi, đừng để mẹ ngươi lo lắng. Phó Học Đông cho Hứa Thuần Lương khom người chào cái này mới rời khỏi. Hứa Thuần Lương trở lại trong xe, Hoa Trục Nguyệt lái xe lái về phía Đông Châu tiệm cơm, đương trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí liền trở nên có chút lúng túng, đương nhiên lúng túng chủ yếu là Hoa Trục Nguyệt, nàng chủ động gợi chuyện nói chúc mừng ngươi lại nhiều thêm một vị đệ tử. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hai cái này học sinh thu được đều có chút mơ mơ hồ hồ. Hoa Trục Nguyệt nói, đều là hảo hài tử. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng nói bóng gió, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo điều dạy bọn họ, chuyện đêm nay đa tạ ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, cảm ơn ta cái gì, kỳ thật coi như ta không ra mặt, các ngươi một dạng có thể đem sự tình làm thỏa đáng, Thuần Lương,
thật xin lỗi a. Hoa Trục Nguyệt lấy hết dũng khí mới ở trước mặt xin lỗi. Hứa Thuần Lương nói, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, ta minh bạch, cũng không để ý. Hoa Trục Nguyệt nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã về Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói, vốn là phải đi về, nhưng lãnh đạo hậu viện cháy, an bài ta qua đến giúp đỡ dập lửa, ta lại không thể trực tiếp hảo hảo báo thù Hùng Hải Tử, cho nên chỉ có thể dạy Tiểu Đông điểm tự vệ công phu, về phần tốt tốt cô nàng kia là mình chủ động góp đi lên, ta cũng không có xáo lộ nàng. Hoa Trục Nguyệt nhìn không được bật cười, nàng cái dạng gì ta còn có thể không biết. Hứa Thuần Lương nói, phiền phức của các ngươi giải quyết a. Hoa Trục Nguyệt gật đầu nói, nội bộ đã đạt thành hiệp nghị, Dai Dai kế thừa cơ tổng huyết thảy, duy nhất người cạnh tranh Phan Thiên Hóa hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Hứa Thuần Lương nói, không có việc gì liền tốt. Ô tô đi vào Đông Châu cơm cửa tiệm, Hứa Thuần Lương xuống xe, Hoa Trục Nguyệt cũng theo tới tiễn hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhanh đi về đi, cũng không sớm. Hoa Trục Nguyệt nói, đoạn thời gian gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng muốn ở kinh thành đợi một thời gian ngắn, thanh chuyện bên này trải vuốt tốt. Nàng vốn muốn nói chờ ta làm xong sẽ tìm thời gian chuyên môn tìm ngươi giải thích, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, đối diện Hứa Thuần Lương thông minh như vậy người, cũng không đem lời làm rõ tất yếu. Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, Phan Thiên Hóa phụ tử đều không phải là hiền lành gì. Yên tâm đi, nghe được Hứa Thuần Lương vẫn quan tâm mình, Hoa Trục Nguyệt trong lòng nhộn nhạo lên một tia ấm áp. Hứa Thuần Lương nói, đã thụ nhân trung học là các ngươi, ngươi thì giúp một tay chú ý một chút Phó Học Đông sự tình. Hoa Trục Nguyệt nói, ta sẽ an bài người điều tra rõ chuyện này, đối liên quan sự tình nhân viên nghiêm túc xử lý, tương quan nhân viên quản lý nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền thay Tiểu Đông cùng nhà hắn người trước cảm ơn ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, giữa chúng ta lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi. Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, Hoa Trục Nguyệt để hắn nghe, mình lên xe rời đi. Điện thoại là Phó Quốc Dân đánh tới, hắn đã nghe lão bà nói qua chuyện đã xảy ra hôm nay, đối Hứa Thuần Lương là từ đáy lòng cảm kích, nhất định phải gọi điện thoại biểu thị một chút lòng cảm kích. Thuần Lương, ta không có chậm trễ ngươi nghỉ ngơi đi. Hứa Thuần Lương nói, không có. Phó Quốc Dân nói, tẩu tử ngươi thanh chuyện đã xảy ra đều nói với ta, Thuần Lương, quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đều không biết làm gì mới phải. Hứa Thuần Lương nói, Phó ca, ta cũng không có làm cái gì, chính là cùng Tiểu Đông nói chuyện đàm, khả năng chúng ta tuổi tác không kém nhiều, giữa lẫn nhau càng có thể nói chuyện rất là hợp ý đi. Phó Quốc Dân nói, đều tại ta, bình thường không để ý đến đối với hắn giáo dục, hắn gặp được khó khăn. Ta lại hết lần này tới lần khác không ở bên cạnh hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng là phục tùng lãnh đạo làm việc an bài, thân bất do kỷ a. Phó Quốc Dân nói, ngày mai có thể trở về đi, ca cho ngươi đón tiếp. Hứa Thuần Lương cười nói, không cần, ta ngày mai về nhà trước bồi ra ra, huynh đệ chúng ta hai uống rượu thời gian dài đây. Đúng, trước bồi lão gia tử, chúng ta có rất nhiều cơ hội uống rượu. Phó Quốc Dân cùng hắn hàn huyên vài câu. Liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, nhìn thấy Lý Tú Mai còn chưa đi, hô, Lý tỷ còn không có về nhà. Lý Tú Mai nói, chờ ngươi đấy. Hứa Thuần Lương nói, chờ ta. Lý Tú Mai đợi đến thời gian này, khẳng định là có chuyện, Lý Tú Mai mời hắn đi trà A ngồi một hồi, để phục vụ viên đưa tới một bình hồng trà. Hứa Thuần Lương kỳ thật còn chưa ăn cơm đây, bụng rỗng uống trà, lại có chút đói bụng. Lý Tú Mai nói, Tiểu Hứa, ngươi còn nhớ rõ Hiển Hồng nông trường đặt ở chúng ta nơi này chào hàng lá trà cùng thổ đặc sản sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lý Tú Mai nói, Hoa Lương tập đoàn một vị người phụ trách đối lá trà của bọn họ đánh giá khá cao, cho nên muốn đi vườn trà của bọn họ hiện trường khảo sát một chút, ngươi nhìn có thể hay không để cho Hiển Hồng nông trường bên kia an bài một chút. Hứa Thuần Lương nói, cái này không có vấn đề gì, bất quá vườn trà của bọn họ là tại Điền Nam, không phải tại Nguy Sơn Đảo. Lý Tú Mai nói, ngươi xem một chút, ta không tìm hiểu tình huống, náo loạn một cái ô long, ta cùng hắn giới thiệu nói tất cả đều là Nguy Sơn đảo thổ đặc sản, hắn còn kỳ quái tới, nói chưa nghe nói qua Đông Châu địa khu sinh phổ nhị. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Lý Tú Mai ở phương diện này hoàn toàn chính xác tồn tại tri thức điểm mù. Lý Tú Mai nói, ngươi đừng cười, nếu không ta cùng hắn giải thích một chút. Hứa Thuần Lương đối Hoa Lương tập đoàn vẫn hơi hiểu biết, cỡ lớn ương mong đợi. Thế giới top 500, nếu như có thể cùng dạng này xí nghiệp hợp tác ý nghĩa phi thường trọng đại,
hắn để Lý Tú Mai không cần giải thích, hướng vị lãnh đạo này chuyển đạt một chút Hồ Sơn trấn chính phủ cùng Hiền Hồng tập đoàn hoan nghênh. Lý Tú Mai cùng Hứa Thuần Lương hàn huyên hai câu, nhìn như vô ý nhắc lên công việc bây giờ không dễ làm, mới tới chú kinh bạn phó chủ nhiệm Tần Tân Lập người này không tốt ở chung, tính tình rất lớn, đối người đứng đầu tiện ái quân đều không thế nào mua chướng, liền lại càng không cần phải nói đối bọn hắn những thuộc hạ này. Hứa Thuần Lương rõ ràng Tần Tân Lập quá khứ là cục du lịch cục trưởng, bởi vì Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng sự tình nhận lấy liên lụy, cho nên mới chức cao thấp phối an bài vào chú kinh bạn, cùng phó quốc dân tới cái đổi chỗ, kỳ thật trước đó trong thành phố liền có chủ hoạch kiến lập văn lữ cục ý tứ, hướng vào Tần Tân Lập đảm nhiệm Đông Châu văn lữ cục trưởng, chính hầu như một bước sai từng bước sai, Tần Tân Lập lên cao tình thế im bặt mà dừng, hắn hiện tại cũng ngay tại tích cực bái bến tàu, tranh thủ sớm ngày trở về Đông Châu. Hứa Thuần Lương tại Đông Châu tiệm cơm đi qua đi đều là chiết khấu giá, nói đến vẫn là phó quốc dân an bài, nhưng là Tần Tân Lập tới về sau, tiễn ái quân tướng Đông Châu tiệm cơm chuyện bên này giao cho hắn, giống Hứa Thuần Lương đi qua cái chủng loại kia chiết khấu, nhất định phải trải qua Tần Tân Lập ký tên. Lý Tú Mai làm sao đều không nghĩ tới Tần Tân Lập sẽ đối với chuyện này khó xử nàng, Tần Tân Lập chỉ đồng ý cho Hứa Thuần Lương chiết khấu 70%, so với quá khứ thiếu đi 3 cái điểm, mặc dù đều là công đối công báo sổ sách. Nhưng là này bằng với đẩy ngã phó quốc dân trước đó chính sách, cũng không có bận tâm Hứa Thuần Lương mặt mũi, lúc đầu Lý Tú Mai nghĩ lặng lẽ tướng cái này sai biệt nghĩ biện pháp biến mất, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nên cùng Hứa Thuần Lương nói rõ. Hứa Thuần Lương nghe xong có chút tức giận, bất quá hắn cũng không biểu lộ, Tần Tân Lập hẳn là đối với hắn có oán khí, bất quá đều đã loại này cấp bậc, cách cục có phải hay không nhỏ một chút. Lý Tú Mai thanh chuyện này nói với mình cũng có gây mâu thuẫn ý tứ. Hứa Thuần Lương từng nghe phó quốc dân nhắc qua, lúc đầu hắn rời đi, Lý Tú Mai là có hy vọng sách phó chủ nhiệm, hiện tại Tần Tân Lập đi, nàng phó chủ nhiệm cũng biến thành bọt nước. Lý Tú Mai nói, tiểu Hứa, người đừng nóng giận, ta cũng không có ý tứ gì khác, lúc đầu không muốn nói nhưng ta nếu là không nói, lại lo lắng người hiểu lầm ta. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao lại thế, Lý Tỷ vẫn luôn rất chiếu cố ta. Lý Tú Mai nói, vừa vặn tiền chủ nhiệm về Đông Châu báo cáo công tác đi, chờ hắn trở về ta tướng chuyện này hướng hắn phản ứng một chút. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không cần thiết, đều là công công sự tình, ta đoán chừng Tần phó chủ nhiệm cũng không phải đặc biệt nhằm vào ta một cái. Hứa Thuần Lương đáy lòng yên lặng cho Tần Tân Lập nhớ một khoản, lão tử không chọc giận ngươi, ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi thôi, hiện tại thế mà đảo lại chọc phải trên đầu của ta, thật coi ta Hứa Thuần Lương là cái tốt tính. Kỳ thật cái này sự tình đều cần hắn ra mặt, chỉ cần chi tiết thanh tình huống phản ứng cho phó quốc dân cũng không thể nuốt xuống một hơi này, lão phó mới rời khỏi chú kinh bạn mấy ngày a, hắn cái này chén trà cũng lạnh quá nhanh. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương rời đi chú kinh bạn, đến đại sảnh thời điểm gặp Tần Tân Lập, Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn một tiếng. Tần Tân Lập giả ra không nghe thấy, cùng Hứa Thuần Lương gặp thoáng qua, Hứa Thuần Lương có chút không vui, lớn tiếng nói, Tần Tân Lập. Giọng như thế lớn, rất nhiều người đều nghe được, Tần Tân Lập cũng không thể tiếp tục giả vờ ngốc, dừng bước lại có chút không vui nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lúc này mới bổ sung một câu, Tần phó chủ nhiệm. Tần Tân Lập nói, có việc. Hứa Thuần Lương nói, không có việc lớn gì, chính là vừa rồi đánh với ngươi chào hỏi ngươi không có phản ứng ta. Ta không nghe thấy. Hứa Thuần Lương nói, ngài niên kỷ cũng không nhiều lắm a, cái này điếc. Tần Tân Lập trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi làm sao nói đâu. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, cấp bậc cao hơn ngươi, ngươi đối ta hô to gọi nhỏ gọi thẳng tên, có thể hay không nhiều một chút lễ phép. Hắn không đáng cùng Hứa Thuần Lương lý luận, khóe môi nổi lên một tia khinh miệt ý cười. Hứa Thuần Lương nói, ngài trên thân vị gì a? Con hàng này hít mũi một cái, mã ứng long, ngài có bệnh trí a? Tần Tân Lập một gương mặt mo đỏ bừng lên, hắn là làm sao mà biết được. Hương vị rất lớn sao, lần này phiền toái, tất cả mọi người biết ta có bệnh trĩ. Đông Châu tiệm cơm mấy tên phục vụ viên lặng lẽ vặn quay đầu đi cười trộm. Tần Tân Lập có chút thẹn quá hóa giận, hung ác chừng Hứa Thuần Lương một chút, mau chóng rời đi, người này thật không có lễ phép, tại sao có thể tùy tiện bại lộ người khác tư ẩn đâu. Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác ở phía sau gọi vào, Tần phó chủ nhiệm, ngài chớ vội đi a, chúng ta hồi xuân đường trị bệnh trĩ là phi thường hữu hiệu. Ngài có thể đi hỏi thăm một chút, có muốn hay không ta giúp ngài giới thiệu. Ai, ngài đừng đi a. Tần Tân Lập đầu ông, ai không sĩ diện, con hàng này thanh mình tư ẩn khắp thế giới chấn động rất xuống, ta mẹ nó về sau tại chú kinh bạn còn thế nào hỗn.
Tần Tân Lập có chút quá coi trọng mặt mũi, kỳ thật đến bệnh trĩ rất phổ biến, lại không chỉ hắn một cái, nhưng là người bình thường tâm lý đều cho rằng bệnh trĩ là kiện cực kỳ chuyện riêng tư, không có ý tứ để người ta biết, coi như xem bệnh cũng cùng nhận không ra người, lén lút. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhìn qua Tần Tân Lập cụp đuôi, không, hẳn là kẹp lấy bệnh trĩ chạy trốn, lão gia hỏa, đây chỉ là khai vị thức nhắm, về sau còn dám cho ta hạ ngáng chân ngươi chờ xem. Hứa Thuần Lương người còn chưa tới Đông Châu đâu, liền nhận được Vũ Pháp Quân điện thoại, hắn cùng Vũ Pháp Quân nhưng không có quen như vậy, Vũ Pháp Quân tìm hắn nguyên nhân cũng không phải tự giao tình, mà là vì xích đạo vốn liếng đi vào giám thị tài khoản kia 5.000 vạn. Hiện tại Nguy Sơn đảo bệnh viện giao dịch đã hoàn thành, đáp ứng nhân viên y tế tiền lương tiền thưởng cũng đã phát lại bổ sung đúng chỗ. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, Vũ Tổng, người thật giống như tìm nhầm người đi, hẳn là đi tìm Tần Bí Thư. Vũ Pháp Quân nói, đã tìm, Tần Bí Thư nói chuyện này là ngài cụ thể phụ trách, cho nên còn phải tìm ngài. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Tần Chính Dương thật là biết từ chối, bất quá đây cũng là hắn cùng Tần Chính Dương đã sớm đạt thành ăn ý. Liền hướng về phía Hoa Niên tập đoàn làm những chuyện này, liền không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy đem tiền cho cầm đi. Hứa Thuần Lương nói, dạng này a, chờ ta về đi tìm hiểu một chút tình huống. Vũ Pháp Quân nói, Hứa Trấn Trưởng, ngài còn ở kinh thành sao? Hứa Thuần Lương nói, cái này liền trở về, chậm nhất hậu thiên đi trong trấn đi làm, người hậu thiên sẽ liên lạc lại ta. Vũ Pháp Quân nói, Hứa Trấn Trưởng hiện tại chúng ta cũng không dễ dàng. Rất nhiều hạng mục đều tại nghèo rất mồng tơi, lúc trước. Hứa Thuần Lương không đợi hắn tố xong khổ liền đưa điện thoại cho phủ lên, không dễ dàng ngươi tìm ta nói cái gì. Ngươi hẳn là tìm Triệu Phi Dương, cái này Vũ Pháp Quân ra mặt cũng đủ dày, làm sao còn dám tìm mình, lão tử lúc trước bị ngươi hố đến kia món nợ còn không có tính với ngươi đâu. Vũ Pháp Quân để điện thoại xuống, hướng một bên ngồi Bùi Lâm lắc đầu, hắn hậu thiên mới lên ban. Bùi Lâm nói, ta đã sớm ngờ tới cái này 5.000 vạn không có dễ cầm như vậy trở về. Vũ Pháp Quân nói, trên hợp đồng viết phải hảo hảo, phía chính phủ hẳn là sẽ không lại khoản nợ này. Bùi Lâm nói, hiện tại Trường Hưng hai kỳ công trình nghèo rất mồng tơi, Hoa Niên đáp ứng số tiền kia đến trước cho quyền hai kỳ công trình sử dụng, đêm dài lắm mộng, hiện tại Hoa Niên chính vào thời buổi rối loạn, sự tình kéo càng lâu, sinh sinh biến hóa khả năng lại càng lớn. Vũ Pháp Quân nói, cái kia hẳn là Triệu Viện ra mặt, người gấp cái gì? Bùi Lâm không có trả lời, bởi vì có người đến. Đông Châu nơi này có chút tà tính, nhắc Tào Tháo liền đến. Từ khi mới khỏe mạnh trung tâm trùng tu khai trương đến nay, Triệu Phi Dương tới đây số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì hắn trong hôn lễ phát sinh sự tình, trong khoảng thời gian này hắn cùng Bùi Lâm cũng vẫn luôn ở vào chiến tranh lạnh trạng thái, hai người phân cư cũng là công khai bí mật. Vũ Pháp Quân có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người này đã cùng tốt? Nhớ tới Bùi Lâm ngày càng hở ra bụng dưới, hắn cho là mình tìm được đáp án, đoán chừng Triệu Phi Dương là hướng trong bụng thai nhi thỏa hiệp. Vũ Pháp Quân đương nhiên không thích hợp chậm trễ người ta cặp vợ chồng nói chuyện phiếm, cười nói Triệu Viện tới, ta lúc này đi. Triệu Phi Dương hướng hắn gật đầu cười, Vũ Pháp Quân sau khi ra cửa tướng cửa phòng mang lên. Bùi Lâm xuất ra một kiện vừa mua áo để Triệu Phi Dương thử một chút. Triệu Phi Dương vẫn là đem lên áo mặc vào, không lớn không nhỏ rất vừa người. Bùi Lâm nói, tu thân khoản, ta còn lo lắng cho ngươi mặc không lên, xem ra ngươi gần nhất gầy. Triệu Phi Dương nói, gần nhất nhiều chuyện. Bùi Lâm nói, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương tương hỗ từ chối, không chịu lập tức giải quyết kia 5.000 vạn sự tình. Triệu Phi Dương đã sớm đoán được Hồ Sơn Trấn sẽ ở giám thị tiền bạc vấn đề trên làm văn chương. Hiện tại cùng chính phủ liên hệ càng ngày càng khó, hắn tại Bùi Lâm chỗ ngồi xuống. Bùi Lâm đứng dậy đi pha trà cho hắn, Triệu Phi Dương nhìn thấy Bùi Lâm ngày càng cồng kềnh dáng người, trong lòng thầm than, đây chính là mệnh, vận mệnh để bọn hắn gặp nhau, lại để bọn hắn cùng đi tới. Phụ thân sau khi qua đời, Triệu Phi Dương một lần nghĩ tới muốn cùng Bùi Lâm ly hôn, vĩnh viễn thoát khỏi cái này mang cho hắn nhục nhã cùng tổn thương nữ nhân, nhưng hắn rất nhanh lại nhận rõ hiện thực. Coi như ly hôn hắn cùng Bùi Lâm cũng không có khả năng chảm đoạn giữa bọn hắn từng tia từng sợi quan hệ. Bùi Lâm có câu nói không có nói sai, sai lầm đã đúc thành, không phải một cá nhân nguyên nhân, liền tính giữa bọn hắn không có tình cảm, nhưng là không cách nào phủ nhận bọn hắn tồn tại cộng đồng lợi ích, lý trí cách làm là song phương hợp tác đến ứng đối Hoa Niên. Đông Châu có câu chuyện xưa cặp vợ chồng chính là kết nhóm sinh hoạt, hồn vốn sinh con, Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm cũng không ngoại lệ.
Xích đạo vốn liếng mua sắm Nguy Sơn đảo phân viện 2 ức, Triệu Phi Dương cho rằng số tiền kia tất cả đều hẳn là dùng tại Trường Hưng bệnh viện kiến thiết bên trên, dù sao tại Hoa Niên tập đoàn vốn liếng tiến vào Trường Hưng bệnh viện trước đó, phân viện là thuộc về Trường Hưng. Đường Kinh Vĩ mặc dù đáp ứng số tiền kia sẽ dùng tại Trường Hưng bệnh viện kiến thiết, nhưng lại là xích đạo vốn liếng 1.5 ức tới sổ sau liền hắn bổ lỗ thủng. Triệu Phi Dương thật sự nếu không chằm chằm đến gấp một chút, cái này 5.000 vạn nếu là đến Hoa Niên Trương Mục, khẳng định là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Bởi vì Đường Thiên Nhất chuyện bị đánh, Đường Kinh Vĩ Đường Kinh Luân huynh đệ ở giữa kẽ nứt càng sâu, nếu như không phải muốn duy trì Hoa Niên tập đoàn mặt ngoài ổn định, Đường Kinh Vĩ sớm đã đem Đường Kinh Luân cầm xuống, Đường Kinh Luân cũng trong lòng biết rõ ràng. Bao quát Triệu Phi Dương ở bên trong rất nhiều Hoa Niên cao tầng, cũng không coi trọng Hoa tập đoàn lần này nợ nần gây dựng lại, Hoa Niên mấy năm trước mù quáng khuếch trương tao ngộ phản phệ, hiện tại bọn hắn đã đem hải ngoại đầu tư bán đổ bán tháo, trong nước thương nghiệp địa sản cũng đang tiến hành đánh gãy chuyển nhượng. Bùi Lâm Thanh hai ngày trước có mặt ra Niên Bách Hóa ban giám đốc sự tình đơn giản nói một lần, Triệu Phi Dương nghe được rất dụng tâm, từ Đường Kinh Vĩ gần nhất một hệ liệt cử động đó có thể thấy được, Đường Kinh Vĩ chính đứt cổ tay cầu sinh. Đang nỗ lực dùng ra Niên Bách Hóa mua xuống Hoa Niên chữa bệnh công ty quản lý bộ phận cổ phần hành vi bị giám thị bộ môn kêu dừng về sau, tất cả mọi người nhìn ra, thậm chí liền Đường Kinh Vĩ mình cũng không coi trọng Hoa Niên tương lai, nếu như Hoa Niên lần này nợ nần gây dựng lại thất bại, chờ đợi Hoa Niên khả năng chính là phá sản thanh được rồi. Gia Niên Bách Hóa cũng là Đường Kinh Vĩ cổ phần khống chế tập đoàn, liền trước mắt mà nói, Gia Niên Bách Hóa tình huống muốn so Hoa Niên tốt hơn nhiều. Bùi Lâm nói, Đường Kinh Vĩ là muốn đem Trường Hưng cổ phần một chút xíu chuyển tới Gia Niên Bách Hóa dưới cờ. Triệu Phi Dương nói, Trường Hưng là chất lượng tốt tài sản, cái gì nên từ bỏ, cái gì nên giữ lại, trong lòng của hắn minh bạch. Quay đầu nhìn xem chính mình lúc trước chủ động mời Hoa Niên vào cuộc, tương đương với cho Hoa Niên một cây cứu mạng cây lúa cỏ, hiện tại cho Hoa Niên mạo xưng bề ngoài chính là lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Bùi Lâm nói, ta nghe nói hiện tại liền các nơi Gia Niên quảng trường cũng chuẩn bị chuyển nhượng. Triệu Phi Dương gật đầu nói, những năm này thực thể kinh tế tại đi xuống dốc, quảng trường thương mại bên trong ngoại trừ ăn uống cùng rạp chiếu phim, cái khác thương nghiệp hình thức trên cơ bản đều không người hỏi thăm. Bùi Lâm nói, lần này ban giám đốc nghị bên trên, Đường Tổng cường điệu tiền mặt lưu, phải lớn bước cắt giảm thương nghiệp thực thể, chuyển hình thương nghiệp quản lý. Triệu Phi Dương khinh thường nói, bắt chước lời người khác. Tại Đường Kinh Vĩ trước đó, Vạn Đạt đã làm như vậy, trước đây ít năm như ong vỡ tổ tụ tập thương nghiệp địa sản, chân chính có thể còn sống sót lại có mấy cái. Bùi Lâm nói, kỳ thật Đường Tổng tại kinh doanh bên trên có chút do dự, tại đương kim dưới hình thế, lớn khỏe mạnh mới là nhất có phát triển tiền đồ. Triệu Phi Dương nói, suy nghĩ của hắn đã theo không kịp thời đại, kỳ thật Đường Kinh Luân tại nắm chắc cơ hội buôn bán phương diện có một bộ, nhưng là Đường Tổng lại không chịu ủy quyền. Bùi Lâm nói, Đường Kinh Luân chỉ kém thanh dã tâm hai chữ viết lên mặt, ta nghe nói Đường Tổng trước đó lúc trước đài rời khỏi, chính là hắn ở sau lưng làm văn chương. Triệu Phi Dương nói, Hoa Niên ngày càng xa sút cũng cùng huynh đệ bọn họ không cùng có quan hệ. Bùi Lâm nói, Đường Thiên Nhất lại bất tranh khí, đúng, người gần nhất đi xem qua hắn không có. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử kia tính tình rất lớn phụ trách giường ngủ bác sĩ y tá không có một cái không bị hắn mắng. Thật sự là thanh Trường Hưng xem như chính bọn hắn nhà. Bùi Lâm nói, ác nhân còn cần ác nhân ma, loại người này chính là muốn Hứa Thuần Lương cái loại người này tới đối phó. Nâng lên Hứa Thuần Lương, hai người đều trầm mặc xuống. Hứa Thuần Lương tại Đông Châu đường sắt cao tốc đứng xuống xe, đường sắt cao tốc đứng thẳng đang làm xây dựng thêm công trình, cả một cái đại công địa, Hứa Thuần Lương lượn quanh một vòng mới tìm được tàu điện ngầm cửa vào. Cùng cái khác thành phố lớn so sánh Đông Châu thành thị quy hoạch liền bộc lộ ra nhược điểm, tu kiến tàu điện ngầm mới bắt đầu liền nên cân nhắc chu toàn, ít nhất phải làm được không có khe hở đổi thừa A. Đông Châu tàu điện ngầm lưu lượng khách cùng kinh thành không cách nào đánh đồng, Hứa Thuần Lương nhìn qua trống rỗng toa xe, có loại ngồi lên xe riêng cảm giác, muốn nói Đông Châu cũng là một tòa lịch sử danh thành, nhưng du lịch phương diện luôn luôn không ấm không lửa, bình thường đều không có gì du khách ngoại địa tới. Gia Gia hai ngày này đi theo Trịnh Bồi An cùng đi Nam Giang, Trịnh Bồi An tiến về Nam Giang là vì Tân Y Viện mua sắm bệnh chuyện cái giường, đương nhiên hắn khẳng định là muốn đi tìm Hứa Gia Văn, lúc đầu cũng chính là cùng Hứa Lão Gia Tử khách khí một chút, không có trông cậy vào Lão Gia Tử đi theo đi qua, ai có thể nghĩ hiện tại Hứa Trường Thiện quan hồi xuân đường về sau ngay tại nhàm chán, thế mà đồng ý đi theo Trịnh Bồi An cùng một chỗ tiến về Nam Giang đi dạo.
Hứa Thuần Lương cũng vui vẻ tại nhìn thấy Gia Gia ra ngoài đi một chút, bất quá cứ như vậy, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, nhớ tới Lục Kỳ liền muốn kết hôn, thế là cho Lục Kỳ phát cái tin, hỏi hắn đêm nay có sao không. Lục Kỳ đoán được hắn trở về, để hắn trực tiếp tới mình tân phòng nhìn xem, ban đêm cùng nhau ăn cơm, thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Lục Kỳ tân phòng ngay tại ẩn hồ quan để phụ cận nhìn hồ vườn hoa, Hứa Thuần Lương về nhà thả đồ vật, tắm rửa thay quần áo khác liền đi bộ tiến về, tại Lục Kỳ tân phòng dưới lầu gặp Lục Kỳ ca ca tẩu tử, Lục Minh cặp vợ chồng cũng là sang đây xem tân phòng. Hứa Thuần Lương cùng Lục Minh mấy hôm không gặp, cái này lần gặp gỡ lẫn nhau đều phi thường thân thiết, Lục Minh thanh lão bà hắn Khâu Minh Tuệ giới thiệu cho Hứa Thuần Lương nhận biết, Khâu Minh Tuệ đối Hứa Thuần Lương cũng là nghe qua tên. Lần trước phụ thân đi Trường Hưng loại răng vẫn là Hứa Thuần Lương hỗ trợ an bài đâu, trùng hợp chính là, Khâu Minh Tuệ đi qua tại Văn hóa Cục Hạ Hạt Thị Thư Viện công việc, hiện tại ba cục hợp nhất, nàng cũng bị cũng đến Văn Lữ Cục, nói đến cùng Hứa Thuần Lương là quan hệ đồng nghiệp. Khâu Minh Tuệ nói, tiểu Hứa, về sau ngươi đến chiếu cố nhiều hơn a. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử, ta còn chưa có đi Văn Lữ Cục trải qua một ngày ban, về sau ta đi theo ngày hỗn. Khâu Minh Tuệ nói, ngươi thế nhưng là chúng ta Đông Châu đại danh nhân a. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, ngài cũng đừng xách cái này, ta là tiếng xấu lan xa. Lục Minh cười nói, đừng nói như vậy, ngươi cái này gọi tự mang lưu lượng, nóng lục soát thể chất. Ba người một bên trò chuyện một bên tiến vào thang máy, ra cửa thang máy, phát hiện Lục Kỳ đã chờ ở bên ngoài lấy, Hứa Thuần Lương khen, không hổ là cảnh sát nhân dân, đã sớm nắm giữ chúng ta động tĩnh. Lục Kỳ nói, nào có thần kỳ như vậy, ta là ra rút điếu thuốc, phụ lị mau bệnh nhiều không cho ta trong nhà hút thuốc. Hứa Thuần Lương nói, cái này quản bên trên, thê quản nghiêm một cái, nữ nhân không thể quá nuông chiều. Phụ lị thanh âm từ trong nhà truyền ra, tiểu Hứa, ngươi liền không dạy tốt. Hứa Thuần Lương nói, cảnh tẩu chi cạnh lỗ tai nghe lén đâu. Lục Kỳ phốc thử một tiếng nở nụ cười, cảnh tẩu sẽ không, ngươi nói kia là cảnh khuyển. Lần này tất cả mọi người nở nụ cười, đi ra ngoài đón lấy Vu Lị cười mắng, Lục Kỳ ngươi liền bần a, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Vu tỷ thật sự là nữ trung hào kiệt, dám đánh lén cảnh sát. Lục Kỳ nói, đây chính là mệnh. Vu Lị cười nói, làm sao, còn cảm thấy vận mệnh đối ngươi bất công có phải không? Không có, không có sự tình, Lục Kỳ tranh thủ thời gian chào hỏi khách khứa ngồi xuống. Vu Lị đi pha trà. Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên đến hắn tân phòng, khắp nơi đi lòng vòng, Lục Kỳ mang theo hắn tham quan, ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, 105 bình phương, bởi vì thuộc về ẩn long hồ điểm nóng bản khối, liền mua mang trùng tu hơn 300 vạn, Lục Kỳ cùng tại song phương gia đình điều kiện coi như không tệ, cứ như vậy cũng cõng 60 vạn cho vay. Hứa Thuần Lương nói, ta từ nhà đi tới không đến 10 phút đồng hồ. Lục Kỳ nói, chúng ta lúc đầu cũng là coi trọng ẩn hồ quan để. Nhưng bên kia quá đắt, liền phổ thông vườn hoa dương phòng rẻ nhất đều phải 400 vạn, chúng ta là có lòng không đủ lực. Ta giúp ngươi tìm quan hệ đánh gãy. Miễn đi, ân tình quan hệ sớm tối đều là phải trả. Hai ta ai cùng ai? Lục Kỳ không phải cùng Hứa Thuần Lương khách khí, mà là không muốn Hứa Thuần Lương bởi vì hắn nợ ơn người khác. Phu Lị nói, ban đêm đều lưu lại ăn cơm, ta cái này đặt trước cơm. Khâu Minh Tuệ nói, ta không được. Ta phải trở về nhìn xem cháu ngươi làm bài tập, để ngươi ca lưu lại cùng các ngươi uống. Lục Kỳ nói, tẩu tử, cũng không kém ăn bữa cơm thời gian, quay đầu ngài ăn cơm no đi trước chính là. Khâu Minh Tuệ chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhìn đến thời gian đã không sai biệt lắm, mọi người cùng nhau đi khách sạn, ngay tại cửa tiểu khu, Phù Lị trước khi ra cửa đã đặt xong phòng. Lục Minh cũng thường xuyên tới, cầm lấy menu điểm mấy đạo đặc sắc đồ ăn. Lục Kỳ lần này mang ra rượu chính là Trần Thiên Phàm hỗ trợ cung cấp, ngũ tiên hồi xuân tử cơ rượu, bất quá phía trên đương nhiên không thể ấn ngũ tiên hồi xuân tử nhãn hiệu, Trần Thiên Phàm đặc địa sắp xếp người nhà bên ngoài đóng gói trên ấn. Bên trên đặc chế logo, bên ngoài là Lục phủ tiệc cưới, bên trong bình rượu trên còn có Lục Kỳ cùng Vu Lị ảnh chụp. Khâu Minh Tuệ mặc dù không uống rượu, nhưng nhìn đến cái này đóng gói rất là ưa thích. Cầm bình rượu trái xem phải xem, hiện tại hôn khánh dùng rượu đều cao cấp như vậy sao? Lục Minh nói, rượu có cao hay không cấp không ở bên ngoài đóng gói, đây là dùng tiền định chế phiên bản, dụng tâm A. Lục Minh giải thích, rượu này là Hứa Thuần Lương tìm quan hệ tài trợ. Lục Minh trong lòng tự nhủ hai người bọn họ quan hệ có thể A, bất quá rượu có được hay không còn phải uống vào nhìn xem,
không thể chỉ dựa vào bao bên ngoài chứa phán đoán. Hứa Thuần Lương khui rượu rót, Lục Minh nghe được hương rượu này đã cảm thấy không tầm thường, bưng chén rượu lên nếm thử một miếng, có thể a, rượu này có Mao Đài 7 thành công lực. Hứa Thuần Lương nói, chính là Mao Đài trấn xuất phẩm. Lục Kỳ nói ca, dùng rượu này thế nào? Lục Minh nói cao, bình thường tiệc cưới dùng rượu nào có cao như vậy tiêu chuẩn, không rẻ a. Lục Minh cùng Vu Lị cùng một chỗ bưng chén rượu lên, hai người chúng ta hoan nghênh mọi người, về sau chờ chúng ta sau khi kết hôn, mọi người nhất định phải thường xuyên đến. Mọi người cùng nhau uống chén rượu này, Lục Minh nói, thật nhanh a, Tiểu Kỳ lập tức cũng kết hôn. Lục Kỳ nói ca, cháu gái ta đều lên sơ chung, ta lúc này mới kết hôn, không có chút nào nhanh. Lục Minh nói, cũng thế, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cố gắng a, chúng ta Lục gia kéo dài hương hỏa trách nhiệm nhưng giao cho các ngươi. Vu Lị nói, đại ca ngài đây là trốn tránh trách nhiệm a, hiện tại quốc gia đã buông ra hai thai ba thai, ngài cùng tẩu tử lại muốn một cái chứ sao? Lục Minh cảm khái nói, nào có tinh lực như vậy này a, lại là công việc lại phải chiếu cố hài tử, một cái đều với chúng ta nhức đầu, lại tới một cái, không phải mình mở ra địa ngục hình thức. Kỳ thật lão bà hắn đổ là muốn, nhưng Lục Minh không nghĩ, hắn thuộc về cán bộ trẻ tuổi, tăng lên không gian rất lớn, chủ quản lãnh đạo đối với hắn cũng phi thường trọng thị, chính hắn cũng nghĩ thừa dịp còn trẻ mới hảo hảo cố gắng một chút, không nói những cái khác, trước tiên đem chính sự bắt lại. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn Minh ca tướng mạo đại phú đại quý, đa tử nhiều phúc. Lục Kỳ nói, nhìn xem, Hứa Thuần Lương đều nói hẳn là không sai. Lục Minh cười nói, hắn cũng không phải xem tướng. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng chớ xem thường ta là trung y thế gia xuất thân, từ tiểu học chính là vọng văn vấn thiết, đầu tiên liền phải học được xem tướng. Lục Minh nói, người nói hai loại, ta đều không thể thực hiện, thể chế bên trong người một khi đại phú đại quý khoảng cách xảy ra chuyện liền không xa, về phần đa tử nhiều phúc, xã hội hiện nay, hai tử nhiều áp lực nặng, cái nào còn có cái gì phúc khí, ta hiện tại ngoại trừ công việc. Toàn bộ tâm tư chính là cái này khuê nữ, lúc nào thanh nàng đưa vào cửa trường đại học, ta cũng liền có thể hảo hảo thanh yên tĩnh một chút. Vu Lị nói, Thuần Lương, Tô Tình bên kia ta đã liên lạc qua, nàng sách một ngày trước tới, còn giúp chúng ta mời Mã Tây Cộng tác chủ trì hôn lễ, người giúp ta hỏi một chút, bình thường tới nói tự mình hồng bao muốn cho bao nhiêu. Hứa Thuần Lương nói, Tô Tình bên kia là nghĩa vụ hỗ trợ, nàng không lấy tiền, Mã Tây là nàng mời tới, ta quay đầu lại hỏi hỏi. Lục Kỳ nói, khó mà làm được, thân huynh đệ minh tính sổ sách, Tô Tình thật xa từ Nam Giang tới, chúng ta dù sao cũng phải có chút biểu thị. Hứa Thuần Lương nói, nàng sở dĩ tới cũng không phải hoàn toàn hướng về phía mặt mũi của ta, ba nàng mất tích sự tình ngươi không phải cũng cho nàng giúp một chút. Người ta tới là còn ngươi ân tình. Nói lên chuyện này, Lục Kỳ có chút ngượng ngùng, Tô Thiên Vũ mất tích lâu như vậy, đến bây giờ cũng không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng, mình không cho Tô Tình hỗ trợ cái gì. Lục Minh nói, ta biết Mã Tây, hắn cũng không biết nói hai huynh đệ chúng ta quan hệ. Lục Minh chủ quản Đông Châu thị an ninh mạng, cùng trong thành phố to to nhỏ nhỏ bộ môn tuyên truyền lui tới rất nhiều, đừng nói là Mã Tây liền xem như đài truyền hình đài trưởng thấy hắn cũng không phải thường khách khí. Càng là như thế, Lục Minh càng là cẩn thận, hắn tận lực phòng ngừa lợi dụng quyền lực của mình là đệ mưu cầu tiện lợi, Lục Kỳ cũng không đồng ý hắn làm như vậy. Khâu Minh Tuệ nói, Mã Tây là chúng ta Đông Châu Kim Bài người chủ trì, đúng, gần nhất không gặp hắn trên tiết mục, mấy cái hắn chủ trì tiết mục đều thay người. Lục Minh biết chuyện này, hắn thanh Triệu Phi Dương kết hôn phát sinh hiện trường sự cố nói, Khâu Minh Tuệ thế mới biết chuyện gì xảy ra, kỳ thật Triệu Phi Dương trận kia hôn lễ huyên náo xôn xao, có thể nói nửa cái Đông Châu Thành đều biết, nhưng là có rất ít người chú ý trận kia hôn lễ là Mã Tây chủ trì. Khâu Minh Tuệ có chút bát quái nói, Triệu Phi Dương cặp vợ chồng ly hôn không? Nói câu nói này thời điểm nhìn qua Hứa Thuần Lương, dù sao Hứa Thuần Lương quá khứ là Trường Hưng bệnh viện. Hứa Thuần Lương thật không hiểu rõ Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm tình cảm tình trạng. Vu Lị nói, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút, bọn hắn không có ly hôn, tình cảm tốt đây, hai ngày trước ta còn nhìn thấy cái đôi này cùng một chỗ dạo phố đâu, đối Bùi Lâm mang thai, nhìn bụng đều có 6, 7 tháng. Khâu Minh Tuệ nói, trách không được, có hài tử tại, không phải phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy lật thiên. Lục Kỳ đối với chuyện này hiểu rõ, nhìn thấy các nàng chị em dâu hai càng trò chuyện càng là bát quái, nhịn không được giải thích nói, kia vụ án đã tra rõ ràng, là có người cố ý dùng di hoa tiếp mộc làm càn trả thù Bùi Lâm, phá hư hôn lễ của bọn hắn.
Khâu Minh Tuệ nói, ai hèn hạ như vậy, đều nói thả hủy đi 10 tòa miếu không hủy một môn thân, đây cũng quá thất đức a. Lục Kỳ Thanh vụ án này tình huống đơn giản nói một lần, là Dương Mộ Phong vợ trước đệ đệ Quách Minh Nghĩa đạo diễn cuộc nháo kịch kia, trực tiếp tạo thành Triệu Phi Dương cái chết của phụ thân vong, pha trộn Triệu Phi Dương hôn lễ. Hiện tại Quách Minh Nghĩa đã truy nã quy án, con hàng này đối phạm vào tội ác thú nhận bộc trực. Mặc dù Khâu Minh Tuệ muốn truy vấn ngọn nguồn, nhưng là Lục Kỳ bởi vì công việc tính chất duyên cớ cũng không có khả năng nói cho nàng tường tình. Khâu Minh Tuệ nói, cứ như vậy nhìn, cái này Bùi Lâm vẫn là rất phức tạp a. Nàng cùng cái kia Dương Mộ Phong khẳng định có đi qua, hẳn là đưa đến người ta cặp vợ chồng ly hôn, cho nên người ta mới như thế hận nàng. Lục Minh nhìn đến lão bà như thế bát quái đều không có ý tứ, nhắc nhở nàng mau về nhà nữ nhi đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu. Khâu Minh Tuệ trong lòng bát quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, trải qua Lục Minh nhắc nhở cũng không thể không khắc chế, đứng dậy biểu thị muốn trở về giám sát hài tử học tập, Phù Lị cũng biết ý đứng dậy, để ba người bọn hắn kế tục uống vào, nàng đi đưa tẩu tử. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, Lục Minh bưng chén rượu lên tạ lỗi nói, khiến hai người chê cười, nữ nhân chính là đối loại này bát quái tràn đầy hứng thú, nhà ta vị kia nhất là như thế. Lục Minh nói, Phù Lị cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nói, không hiếu kỳ liền không phải nữ nhân, đến chúng ta ca ba cùng cạn một chén. Lục Minh uống vài chén rượu, nâng lên Phạm Lý Đạt hiện tại đã đi văn lữ cục gánh làm phó cục trưởng. Lục Minh kỳ thật trong lòng rõ ràng Hứa Thuần Lương đưa đến tác dụng, bởi vì công việc tính chất duyên cớ, bọn hắn về sau hợp tác cơ hội khẳng định không ít. Lục Minh uống rượu sau cũng biểu hiện ra tính tình một mặt, cho Phạm Lý Đạt gọi điện thoại, để hắn tới uống rượu, cũng chính là hắn cùng Phạm Lý Đạt loại quan hệ này. Đổi thành người khác đã sớm không vui. Phạm Lý Đạt tiếp vào điện thoại không nói hai lời liền chạy tới, hắn cùng Lục Minh là nhiều năm hảo hữu chí giao, Hứa Thuần Lương lại có ân với hắn. Phạm Lý Đạt cũng không tay không tới, ôm hai bình ngũ lương dịch. Lục Minh nói, lão Phạm, người đây là định đem chúng ta đều làm nằm xuống a. Phạm Lý Đạt hót như khiếu nói, ai bảo các ngươi ngay từ đầu không gọi ta. Lục Kỳ tranh thủ thời gian giải thích, chuyện này trách hắn. Lục Minh cười nói, không cần giải thích, người Phạm ca là người một nhà, đổi người khác ta mới không gọi hắn tới đây chứ. Phạm Lý Đạt trước khi đến, Lục Kỳ lại để cho phục vụ viên tăng thêm mấy món ăn, mặc dù là người một nhà, cũng không thể để Phạm Lý Đạt ăn đồ ăn thừa. Lục Minh để Phạm Lý Đạt tự phạt một chén, lý do là hắn tới chậm. Phạm Lý Đạt cùng Lục Minh hai người trò đùa đã quen, hắn cùng Lục Minh ở chung nhiều năm như vậy trên miệng trên cơ bản không có chiếm qua tiện nghi. Phi thường rõ ràng lý luận đến cuối cùng vẫn là không thắng được Lục Minh, phi thường sảng khoái tướng một ly pha lê rượu cho uống, đập đi miệng nói, rượu này không tệ, uống vào cùng Mao Đài giống như. Lục Minh cười nói, ta đã nói rồi, ngươi nhìn kỹ một chút đóng gói. Phạm Lý Đạt cầm lấy thầm thầm, khen, lợi hại a, rượu này có kỷ niệm ý nghĩa, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hoa văn nhiều. Lục Minh nói, người ta thuần lương tài trợ, nhìn xem người ta hai tình cảm huynh đệ. Ta kết hôn lúc ấy, ngươi thật giống như mới phong 500. Phạm Lý Đạt nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta kết hôn thời điểm ngươi mới 200 đâu. Lục Kỳ cười nói, hai người các ngươi hữu nghị cũng không phải tiền có thể đại biểu. Phạm Lý Đạt tìm Hứa Thuần Lương uống chén hai chén rượu, giữa bọn hắn không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Phạm Lý Đạt nói, Thuần Lương, ta về Đông Châu công tác. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng a. Hắn nhớ tới Nguy Sơn đảo trên bộ chỉ huy, Phạm Lý Đạt đi lần này có phải hay không mang ý nghĩa bộ chỉ huy muốn hủy bỏ. Phạm Lý Đạt nói, Nguy Sơn đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy tiếp tục giữ lại, phó cục có ý tứ là để ngươi người quản lý. Hứa Thuần Lương nói, có ý tứ gì? Ta hiện tại vẫn là Hồ Sơn Trấn người. Phạm Lý Đạt cười nói, ngươi là văn lữ cục người, tại Hồ Sơn Trấn là điều tạm tính chất, phó cục nói lấy ngươi xuất sắc năng lực cá nhân, hoàn toàn có thể thân kiêm đếm chức. Một bên ngay trước Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng, một bên chủ cầm cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy công việc, mà lại bản thân hai loại công việc cũng không mâu thuẫn, tin tưởng ngươi nhất định thành thạo điêu luyện. Hứa Thuần Lương hướng anh em nhà họ Lục nói, thấy không, hắn lên bờ, thanh ta cho đặt xuống ở trên đảo. Lục Minh nói, không trượng nghĩa, phạt rượu. Phạm Lý Đạt dở khóc dở cười nói, Lục Minh, ta xem như biết vì sao chúng ta tại uống rượu với nhau, mỗi lần uống nhiều đều là ta. Phạt rượu nhiều lắm. Lục Minh cười nói, ai bảo ngươi già phạm sai lầm. Phạm Lý Đạt nâng chén hướng Lục Kỳ nói, tiểu kỳ huynh đệ,
chúc mừng ngươi a, có cái gì ca ca ta có thể giúp một tay địa phương một mực nói, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lục Kỳ nói, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ngài đến lúc đó mang theo tẩu tử tới uống rượu mừng là được rồi. Phạm Lý Đạt nói, ta nhất định đến đúng giờ, đúng, hôn khánh an bài thế nào? Ta một đường đệ là mở hôn khánh công ty. Lục Minh nói, Mã Hậu Pháo, cái này đều tất cả đều chuẩn bị xong, ngươi lại xuất hiện một cái mở hôn khánh công ty đường đệ, sớm làm gì đi. Phạm Lý Đạt nói, Lục chỗ, ngày hôm nay liền nhìn ta không vừa mắt, ta đổi chỗ, liền biết ngồi ngươi đối diện đến không may. Hắn hướng một bên xê dịch Lục Minh một đôi mắt vẫn là nhìn qua hắn, Phạm Lý Đạt cùng Lục Minh nhìn nhau, hai người cứ như vậy nhìn xem, Hứa Thuần Lương thế mà từ đó nhìn ra có chút hàm tình mạnh mẽ ý tứ. Đột nhiên hai người đồng thời nở nụ cười, Phạm Lý Đạt cười nói, ta là thật không rõ bản thân, bị ngươi khi dễ mấy chục năm vẫn là nguyện ý đi cùng với ngươi. Lục Minh nói, ta cũng không bỏ được khi dễ người khác, có lực mà đều dùng trên người ngươi. Lục Kỳ nói, hai vị ca ca, các ngươi buồn nôn không? Cho chúng ta người trẻ tuổi làm điểm tốt làm gương mẫu được không? Phạm Lý Đạt bưng lên phân đồ uống rượu, đến mai, nổ một cái dám không? Sợ ngươi là cháu trai, Lục Kỳ bưng lên phân đồ uống rượu uống một hơi cạn sạch. Phạm Lý Đạt cũng theo làm một bình, sau khi uống xong có chút ngộ đến đây, con hàng này mới vừa rồi là không phải mắng ta rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Lục Kỳ lại cho bọn hắn rót đầy, lúc này Vu Lị gọi điện thoại tới, căn dặn hắn uống ít một chút. Phạm Lý Đạt chờ hắn cúp điện thoại nói, cái này không cho uống rượu. Dự định muốn hài tử. Lục Kỳ nói, hai năm này không có ý định muốn, ta qua hai tháng liền đi viện Binh Cương. Viện Binh Cương cũng không chậm trễ gieo hạt a. Tiểu Kỳ, sớm muốn hài tử sớm đến kế, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ, có cái thuyết pháp ngươi nghe nói qua không, năm đó nàng dâu năm đó hài, một năm không cần chờ ba năm không cần chờ năm năm, đến lúc đó ngươi muốn đều muốn không lên, năm đó ta chính là, dự định kết hôn hai năm sau muốn hài tử, nhưng làm sao đều không mang thai được. Lục Minh nói nhảm, người tránh thai thôi. Phạm Lý Đạt nói, đầu hai năm tránh thai, về sau liền không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, nhưng chính là không mang thai được. Đó là ngươi hạt giống không được. Phạm Lý Đạt mắng, ít nói hưu nói vượn, ta làm sao không được. Hai chúng ta lỗ hổng đi bệnh viện đã kiểm tra, người ta bác sĩ đều nói, thân thể chúng ta hảo hảo, chúng ta cũng không có vấn đề gì để sau khi chúng ta trở về thuận theo tự nhiên, chúng ta liền thuận theo tự nhiên. Kết quả dòng dã 3 năm mới mang thai. Nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt nhiều, Phạm Lý Đạt nói chuyện này thời điểm vẫn lộ ra gian khổ, kia mấy năm hắn cũng không có ít đất cày, nhưng từ đó về sau 3 năm, mỗi tháng đều là ôm tràn đầy hy vọng, sau đó hy vọng thất bại, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm, chờ cặp vợ chồng tính nhẫn nại đều bị làm hao mòn hầu như không còn, dự định thực sự không được liền nhận nuôi một cái thời điểm, lão bà hắn thế mà mang thai. Phạm Lý Đạt nói, là đối thủ tử, ta không có kiêng rượu, đoạn thời gian kia ta uống rượu còn đặc biệt hung, mỗi ngày đều một cân cất bước, lão bà của ta nói, lão Phạm, nếu không cái này hài tử hay là chảy mất đi, nàng cảm thấy ta cả ngày uống rượu, vạn vừa sinh ra một cái không khỏe mạnh hài tử đây không phải là phiền toái. Lục Minh nói, cái này ta nhớ được. Phạm Lý Đạt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhớ kỹ cái rắm, hai chúng ta lỗ hổng tự mình làm sao ngươi biết. Lục Minh nói, ngươi là tốt phết sẹo quên đau, đoạn thời gian kia ta nhưng bồi tiếp ngươi mỗi ngày đều uống, đoạn thời gian kia vì cùng ngươi ta chuyển hóa axit amin đều lên đi. Phạm Lý Đạt cười nói, đúng, ta không tìm ngươi tìm ai. Ai bảo hai ta là ca môn, ta kiên trì lưu lại đứa bé này, thật vất vả chồng lên, 3 năm a, các ngươi cũng không biết ta kia 3 năm là tại sao tới đây. Lục Minh nói, hai người các ngươi lỗ hổng điểm này phá sự cũng đừng nói ra, tất cả mọi người hiểu. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ đều cười lên. Phạm Lý Đạt nói, kỳ thật ta lúc ấy trong lòng cũng sợ hãi, ta uống rượu hung ác như thế, vạn nhất hài tử sinh ra thật có điểm tật xấu gì, ta chẳng phải là hại hài tử cả một đời, còn tốt, trời cao chiếu cố sinh ra xem xét là cái lớn tiểu tử béo, 8 cân 2 lược, ha ha, trắng trắng mập mập kiện kiện khang khang, mấu chốt là lớn lên giống ta. Lục Minh nói nhảm, tẩu tử nếu là nghe được không phải phạt ngươi quỷ ván giặt đồ. Ban đêm bọn hắn uống đến 9 giờ rưỡi vẫn chưa thỏa mãn, Phạm Lý Đạt đưa ra lại đi ăn chút đồ nướng, tại Đông Châu hai trận đồ nướng đã trở thành một chủng tập quán. Lục Minh cùng Phạm Lý Đạt tại thể chế bên trong đều đánh liều vài chục năm,
cũng chỉ có ở trước mặt người mình mới dỡ xuống ngụy trang, chân thực thoải mái biểu hiện mình. Phạm Lý Đạt đề cử một cái hắn bình thường thường đi địa phương, lão Dương đầu đồ nướng. Đến lúc đó phát hiện hôm nay sinh ý không tốt lắm, Phạm Lý Đạt an bài lão bản cắt một cân thịt, lại điểm nướng thịt dê đầu, giái dê, dê mắt, dê tấm gân loại hình đặc sắc sâu nướng. Lục Minh Nghĩ uống bia, Phạm Lý Đạt nói bọn hắn loại đến tuổi này đã không thích hợp trộn lẫn rượu, nhất là chính hắn, một trộn lẫn rượu dễ dàng nhỏ nhặt. Lục Minh cảm khái nói, ra, lúc còn trẻ, một ngày 4-5 đốn đều là chuyện thường xảy ra, bạch thêm bia đều vô địch. Phạm Lý Đạt nói, không chịu nhận mình già không được, hiện tại thời đại là người tuổi trẻ. Chính nói chuyện đâu, có người bu lại, hô, Hứa Trấn Trưởng, trùng hợp như vậy à. Hứa Thuần Lương xem xét là Diêm Phương Minh, con hàng này quá khứ là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, tại Nguy Sơn đảo cùng Hứa Thuần Lương từng có giao phong, kết quả gãy kích trầm xa, bất quá người này cũng coi là chuyển đổi trận doanh tương đối nhanh, chủ động hướng Hứa Thuần Lương quy hàng, Hứa Thuần Lương cũng bất kể hiềm khích lúc trước, còn đề cử hắn cùng Đinh Tứ cùng một chỗ hợp tác, trước mắt cũng gia nhập nhà máy rượu suối nước nóng khai phát kiến thiết công trình. Người ở chỗ này bên trong Diêm Phương Minh nhận biết Phạm Lý Đạt. Về phần anh em nhà họ Lục hắn cũng không đã từng quen biết, tới đánh một vòng khói, uống một ly bia, lập tức rời đi, cái này là người làm ăn giác ngộ, không đến vẫy gọi hô lễ tiết trên nói không thông, nhưng chào hỏi nếu như Huyên Tân đoạt chủ lại lộ ra không có lễ phép, tốt nhất chính là đến cái tránh mau, tìm một chút tồn tại cảm, đương nhiên một bước mấu chốt nhất là tính tiền, Diêm Phương Minh lưu lại 500 đồng tiền cho cửa hàng giả tấm, để hắn thanh Hứa Thuần Lương bên này chướng cho kết. Diêm Phương Minh rời đi về sau. Phạm Lý Đạt có chút hiếu kỳ nói, Thuần Lương, các ngươi quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Hứa Thuần Lương cười nói, trên thế giới này nào có địch nhân vĩnh viễn a, hắn đi qua cũng là bị người lợi dụng, ta là giải quyết việc chung, giữa chúng ta cũng không có cái gì hóa giải không được mâu thuẫn. Lục Minh lúc này mới làm rõ ràng Diêm Phương Minh là trước tự nhiên tài nguyên cục quản lý người phụ trách Tạ Trung Tín em vợ, Nguy Sơn đảo suối nước nóng phong ba, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Tạ Trung Tín. Hắn cục trưởng vị trí bị cầm xuống, thì bên trong an bài hắn đi khu công nghệ cao đương đảng công ủy phó thư ký. Nói lên chuyện này Lục Minh khó tránh khỏi nhắc lên Cảnh Văn Tuấn, căn cứ đáng tin tin tức, Cảnh Văn Tuấn năm bên trong sẽ thu hoạch được lên chức, về phần là vốn là đề bạt, vẫn là đi bên ngoài thì trước mắt còn không xác định, nhưng là có một chút mọi người đều phi thường rõ ràng, Cảnh Văn Tuấn sau khi đi, khu công nghệ cao người đứng đầu vị trí liền trống xuống tới. Về phần là Mai Như Tuyết trên đỉnh vẫn là an bài những người khác đi qua liền không nói được rồi, dù sao không tới phiên Tạ Trung Tín. Tất cả mọi người rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ, Lục Minh nói, tiểu Hứa A, người đến cố gắng thật nhiều, Mai Như Tuyết tiến bộ khá nhanh. Hứa Thuần Lương cười nói, con người của ta có thể bày ngay ngắn vị trí, không có gì trong lòng không công bằng. Lục Kỳ nói, đã có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, người cũng lăn lộn đến phó khoa cấp. Ta còn phải đi Tây Cương chạy một vòng mới có thể làm được đề bạt sự tình. Phạm Lý Đạt nói, gọi là mạ vàng. Hắn đem thoại để lại quấn trở về nhà máy rượu suối nước nóng. Nhà máy rượu suối nước nóng ảnh hưởng không nhỏ, đưa đến không ít cán bộ biến động. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là Tạ Trung Tín cùng Tần Tân Lập. Tần Tân Lập là Phạm Lý Đạt lão lãnh đạo, đi qua đối Phạm Lý Đạt cũng một mực phi thường chiếu cố. Phạm Lý Đạt còn có chút là Tần Tân Lập tiếc hận, chủ bị văn lữ cục sự tình chính là Tần Tân Lập tại làm. Nhưng Đông Châu Văn Lữ Cục vừa thành lập, hắn liền bị lãnh đạo cho đá ra khỏi cục. Hứa Thuần Lương đối Tần Tân Lập không có ấn tượng gì tốt, cũng không có nhắc lên kinh thành không thoải mái, trong lòng suy nghĩ dạng này ở lại cũng không có việc gì, không bằng ngày mai liền đi làm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương liền quay trở về Hồ Sơn Trấn, hắn đi trước Tần Chính Dương nơi đó báo đến. Tần Chính Dương hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao hôm nay liền đi làm lại rồi. Hứa Thuần Lương nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hy sinh ta cá nhân thời gian cho Hồ Sơn Trấn nhân dân làm nhiều điểm cống hiến. Tần Chính Dương nở nụ cười, giác ngộ càng ngày càng cao, đúng rồi, ngươi người sự tình thủ tục đã xong xuôi, hiện tại ngươi chính thức thuộc về Đông Châu Thị Văn Lữ Cục, vẫn là điều tạm, bởi vì đơn vị làm việc biến động nguyên nhân cho nên ngươi điều tạm kéo dài 2 tháng, cũng chính là cuối tháng 6 kết thúc. Hứa Thuần Lương nói, cái này vội vã đuổi ta đi. Tần Chính Dương nói, ta cũng không có ý tứ kia 2 ngày trước văn lữ cục phó cục qua đến kiểm tra công việc, đối quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết tiến hành hiện trường khảo sát, an bài mới công việc, hắn để cho ta cho ngươi giảm một giảm gánh, hy vọng công việc của ngươi trọng tâm có thể chuyển rời đến du lịch nghỉ phép khu kiến thiết bên trong đi.
Hứa Thuần Lương nói, ta hôm qua mới cùng Phạm Lý Đạt uống rượu đâu, hắn triệu hồi Đông Châu, nói là muốn đem cái kia bộ chỉ huy cho ta phụ trách. Tần Chính Dương nói, cái này ta vậy mà không biết tình, bất quá, người đã phụ trách vẫn là đi xem một chút đi, hai ngày trước trận mưa kia đem các ngươi văn phòng chìm đến quá sức. Hứa Thuần Lương đã sớm biết bộ chỉ huy tuyên chỉ có vấn đề, hiện tại làm việc địa điểm là đã đi qua Nguy Sơn đảo du khách trung tâm, bởi vì địa thế chỗ chúng, một chút mưa bên kia liền thành cá đường. Tu sửa thời điểm, Hứa Thuần Lương còn đặc địa an bài Đinh Tứ công trình đội đi hỗ trợ. Mặc dù chung quanh sắp xếp hệ thống nước đã khơi thông qua, nhưng gặp được trời mưa to, vẫn thoát nước không khoái. Hứa Thuần Lương đến tới chỗ, nhìn thấy hiện trường nước đọng vẫn đã lui đi, mấy tên nhân viên công tác đứng tại chỗ cao chờ lấy nước đọng thối lui, trọng yếu văn kiện bọn hắn đều sớm vận chuyển ra, tạm thời tại sát vách tiểu học tìm một gian phòng lâm thời tồn phóng. Mấy người đều biết Hứa Thuần Lương, một người trong đó là chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Đức Thuận, chào đón nói, Hứa trấn trưởng tới. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Nhìn qua bị ngâm ở trong nước bộ chỉ huy nói, tình huống như thế nào? Lưu Đức Thuận thở dài nói, hạ hai ngày mưa liền biến thành bộ dáng này. Hứa Thuần Lương hỏi một chút tổn thất, bởi vì bộ chỉ huy thành lập tổng cộng cũng không có bao lâu thời gian, cho tới nay cũng không có chính thức khai triển công việc, tự nhiên chưa nói tới tổn thất quá lớn, nhưng trước mắt loại tình huống này chỉ có thể chờ đợi tích nước mình lui xuống đi. Bộ chỉ huy mấy vị nhân viên công tác sĩ khí đều có chút sa sút, từ bộ chỉ huy tổ kiến. Sự tình các loại tầng tầng lớp lớp, vừa mới bắt đầu bọn hắn đều cho rằng trong thành phố làm cái này bộ chỉ huy là muốn làm một vố lớn, phụ trách toàn bộ Nguy Sơn Hồ nghỉ phép khu quy hoạch kiến thiết chỉ huy công việc, nhưng văn lữ cục thành lập về sau, bọn hắn ý tứ đến cái ngành này bị biên duyên hóa. Hồi trước bọn hắn thậm chí không biết rõ mình đến cùng có phải hay không thuộc về mới thành lập văn lữ cục, về sau trong thành phố rốt cục minh xác bọn hắn thuộc văn lữ cục quản hạt. Nhưng là văn lữ cục phương diện cũng không có cho bọn hắn an bài cụ thể công việc, hiện tại liền bọn hắn chủ nhiệm Phạm Lý Đạt đều triệu hồi trong thành phố gánh làm phó cục trưởng, chỉ khổ cho đám này nhân viên công tác. Những người này có không ít là bởi vì Phạm Lý Đạt mới tới, vốn cho rằng đi theo Phạm Lý Đạt có thể gà chó lên trời, nhưng vạn vạn nghĩ không ra là kết cục này, bây giờ thấy tình thế không ổn, Phạm Lý Đạt trước tránh người, lưu lại nhân viên công tác đã thấy không rõ phương hướng, có chút không biết làm thế nào. Hứa Thuần Lương gọi điện thoại cho Trương Hải Đào, để hắn an bài hai đài máy bơm tới, trước tiên đem nước đọng cho sắp xếp một loạt. Trước khi tới đây Hứa Thuần Lương châm đối với chuyện này cùng Tần Chính Dương thảo luận một chút, Tần Chính Dương chủ động đưa ra có thể tại trấn chính phủ cho bọn hắn đưa ra ba gian phòng làm việc. Hứa Thuần Lương an bài bọn hắn dọn nhà, lập tức liền là mưa quý, về sau tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nơi này không tiến hành triệt để cải tạo là không cách nào cải thiện úng ngập hiện tượng. Lưu Đức Thuận theo thực đã từ Phạm Lý Đạt nơi đó nghe nói, về sau bộ chỉ huy công việc liền từ Hứa Thuần Lương phụ trách, bất quá trong đám không có chính thức đoạn dưới, hắn cũng không có nóng lòng tuyên bố, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới đầu tiên giải quyết làm việc địa điểm vấn đề, trong lòng đoán chừng chuyện này đã chứng thực, không phải Hứa Thuần Lương cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi đây quản bọn họ nhàn sự. Trương Hải Đào lâm thời từ khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục công trường điều đến hai đài máy bơm, chỉ chốc lát sau nước đọng liền thấy đáy. Nhưng lộ diện trên vẫn là một mảnh vũng bùn, thái dương nhất sái, một cỗ nước bùn mùi thối mà trong không khí di khắp. Trương Hải Đào nói, Hứa trấn trưởng, Phạm chủ nhiệm đâu? Hứa Thuần Lương nói, triệu hồi Đông Châu, hiện đang chỉ huy bộ để cho ta lâm thời người quản lý một chút. Hắn lời nói này tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đang chỉ huy bộ những công việc này nhân viên xem ra cái này cũng không phải cái gì gặp phải cao hứng sự tình, đi qua Phạm Lý Đạt ở đây làm nhà, Phạm Lý Đạt là phó sư cấp. Hiện tại đổi thành Hứa Thuần Lương đương ra, Hứa Thuần Lương chỉ là một cái phó khoa cấp, thay lời khác tới nói bộ chỉ huy bị giáng cấp. Bộ chỉ huy 6 tên nhân viên công tác, một cái chính khoa, hai cái môn phụ, còn có 3 cái khoa viên, hiện tại cũng muốn bị một cái môn phụ lãnh đạo, cái này với ai nói rõ lý lẽ đi. Vô luận bọn hắn đáy lòng có tức giận hay không, Hứa Thuần Lương tại Nguy Sơn đảo thanh danh hiển hách, bọn họ cũng đều biết Hứa Thuần Lương lợi hại, ai cũng không dám thanh bất mãn biểu lộ bên ngoài. Nước đọng thối lui về sau, Hứa Thuần Lương đi bộ chỉ huy văn phòng dạo qua một vòng, nơi này căn bản không có cách nào ngốc. Trương Hải Đào còn không biết Hứa Thuần Lương điều động công việc, đi theo Hứa Thuần Lương đang chỉ huy bộ toàn bộ một vòng, nhịn không được hỏi, Hứa trấn trưởng ngài hiện tại cũng phụ trách chỉ huy bộ sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta điều đi văn lữ cục công tác. Nhi tử liền muốn thi tốt nghiệp trung học, xin phép nghỉ một tuần, trong lúc đó tận lực đổi mới, mọi người nhiều thông cảm.
Quyển thứ 7, Liệt Nhật Đông Châu. Trương Hải Đào nghe vậy lập tức có chút thất vọng, đây chẳng phải là cũng muốn triệu hồi Đông Châu rồi. Tại Trương Hải Đào xem ra đi Văn Lữ Cục liền mang ý nghĩa trở về Đông Châu, bởi vì trước đây không lâu Phạm Lý Đạt liền đi Văn Lữ Cục đương cục trưởng rồi dựa theo ý nghĩ của hắn. Phạm Lý Đạt cùng Hứa Thuần Lương là bạn tốt, lần này Hứa Thuần Lương nhất định là chạy hắn mới trôi qua. Trương Hải Đào đương nhiên không biết trong đó nội tình, ngược lại là Phạm Lý Đạt thông qua Hứa Thuần Lương quan hệ mới một lần nữa đạt được bắt đầu dùng, Phó Quốc Dân đem hắn triệu hồi Đông Châu Văn Lữ Cục, còn đảm nhiệm Văn Lữ Cục Phó Cục trưởng. Từ khi Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng, Trương Hải Đào liền bắt đầu trở nên có chút thấp thỏm, hiện tại Nguy Sơn Đảo Bệnh viện thủ tục chuyển nhượng đã xong xuôi. Hắn cái này hợp đồng lao động thuộc về bị khuyên lui phạm trù, coi như miễn cưỡng lưu lại về sau cũng không có khả năng lớn bao nhiêu phát triển, hắn dự định từ Hoa Niên cầm một bút bồi thường tiền rời đi. Trương Hải Đào suy nghĩ muốn cầu Hứa Thuần Lương cho hắn mưu cái mới việc cần làm, nhưng gần nhất Hứa Thuần Lương đều ở bên ngoài, một mực không kịp mở miệng, vừa nghe nói Hứa Thuần Lương đi Văn Lữ Cục, còn tưởng rằng hắn cũng muốn về Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói cho Trương Hải Đào mình không đi. Nghỉ phép khu bộ chỉ huy cũng là Văn Lữ Cục hạ hạt đơn vị, sẽ không dễ dàng thủ tiêu, kế tiếp còn có thật nhiều công việc muốn làm. Trương Hải Đào thành ý nghĩ của mình cùng Hứa Thuần Lương nói. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, về sau đều đổi Mộc Thiên tập đoàn, người ở lại nơi đó cũng không được cái tác dụng gì, chúng ta bộ chỉ huy ngược lại là thiếu người, nhưng trước mắt các hạng công việc còn tại chủ bị bên trong, ta cũng không thể cùng ngươi nói quá rõ, ngươi nếu là nghĩ đến ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mở đèn xanh. Bất quá chúng ta nói trước, không có biên chế. Trương Hải Đào nói, ta hiểu, cộng tác viên thôi, cộng tác viên cũng được, ta chính là muốn tìm chuyện gì làm, là quê quán làm điểm hiện thực. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ngươi trước đừng ra bên ngoài nói, tình huống cụ thể phải đợi lãnh đạo cấp trên làm quyết định, bất quá bộ chỉ huy khẳng định phải nhận người. Trương Hải Đào nói, nếu không ta trước tới hỗ trợ, không muốn tiền lương đều được. Làm không công a? Trương Hải Đào cười nói, nhà máy rượu suối nước nóng bên kia ta còn kiêm chức đâu, cũng là một phân tiền không có. Làm sao, oán trách. Trương Hải Đào lắc đầu nói, ta nào dám đâu, ta chính là muốn cùng ngài làm chút chuyện có ý nghĩa, cảm giác mình đặc biệt có chạy đầu. Hứa Thuần Lương nói, được, giác ngộ càng ngày càng cao, hai ngày này bộ chỉ huy chính thiếu nhân thủ đâu, ngươi trước giúp bọn hắn dọn nhà đi, đám gia hỏa này đều không có từng góp sức, làm gì cái gì không được. Trương Hải Đào đã sớm nhìn ra bộ chỉ huy đám này ngồi phòng làm việc, đều là quen sống trong nhung lụa rồi, không ra được đại lực, dọn nhà loại này thô nặng vẫn là đến bọn hắn đến làm. Nghe nói bộ chỉ huy về sau muốn đem đến trấn chính phủ đi, Trương Hải Đào âm thầm mừng rỡ, Hứa Thuần Lương chỉ phải đáp ứng hắn, chuyện này liền 89 phần 10, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa về sau hắn cũng đi trấn chính phủ công việc, đối bên ngoài nói đến cũng chính là chính phủ nhân viên công tác. Cái này Hồ Sơn Trấn ai không được cao liếc hắn một cái. Lúc này Vương Kim Vũ đến đây, trực tiếp đem hắn chiếc kia đường hổ lái đến cửa chính, bởi vì nước vừa rút khô chỉ toàn, mặt đất vũng bùn Vương Kim Vũ vừa soát sạch sẽ xe lại vung không ít bùn ý tưởng, đẩy cửa xe ra liền phàn nàn bên trên cái này phá địa, vừa dơ vừa thúi. Hứa Thuần Lương nghe tiếng đi ra ngoài, cười nói, Kim Vũ ca, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Vương Kim Vũ nói, vừa đi trong trấn làm việc nghe nói người trở về, cho nên tranh thủ thời gian đến chào hỏi. Nhìn lên trước mắt một mảnh hỗn độn, có chút buồn bực nói, người tới nơi này làm gì? Phạm Lý Đạt không phải đều đi sao? Quá thối, mau lên xe. Hứa Thuần Lương cười cười, đi theo Vương Kim Vũ lên xe. Vương Kim Vũ phát động ô tô về sau nói, ta nói cái kia Mộc Thiên tập đoàn làm sao như thế không đáng tin cậy. Trong trấn đều nói qua, nhà máy rượu suối nước nóng nước tài nguyên mọi người cùng hưởng. Ta đi tìm bọn họ đàm, chủ yếu là nghĩ suối nước nóng khai phát quá trình bên trong cho chúng ta thiết kế một đầu đường ống, cũng cho chúng ta tương lai có thể dính chút ánh sáng, nhưng bọn hắn ngược lại tốt, căn bản không để ý chúng ta. Hứa Thuần Lương còn lấy vì sự tình gì, gần nhất Đông Nghiễm Sinh cùng Chiến Hữu Cũ Chiêm Ái Hoa hợp tác dự định tại Hiển Hồng Nông Trường kiến thiết một tòa suối nước nóng khách sạn, trước mắt đã tại làm thiết kế, bởi vì là suối nước nóng khách sạn, khẳng định phải đánh suối nước nóng tấm chiêu bài này. Trước mắt Mộc Thiên tập đoàn phụ trách nhà máy rượu suối nước nóng thiết kế cùng cụ thể thi công, phương diện này người ta có kinh nghiệm. Hồ Sơn Trấn chính phủ cũng đã nói trước, suối nước nóng tài nguyên thuộc về quốc gia, có sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn vết xe đổ, hiện tại là vô luận như thế nào cũng không thể lại trao tặng nào đó cái xí nghiệp cái gì độc nhất vô nhị khai phát trải qua doanh quyền.
Đây cũng là Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương đạt thành ăn ý, nhà máy rượu suối nước nóng có thể giao cho Mộc Thiên tập đoàn khai phát, nhưng là suối nước nóng nước như thế nào sử dụng nhất định phải từ trong trấn làm chủ. Hiện tại nhà máy rượu suối nước nóng đang đứng ở thiết kế giai đoạn, trong trấn đặc địa tổ chức nhiều cái xí nghiệp cùng Mộc Thiên tập đoàn mở một cuộc hội đàm, trong đó liền bao gồm Hiển Hồng Nông Trường cùng Đại Hằng tập đoàn. Cuộc hội đàm chủ đề là bày sách bày lực, nghiên cứu thảo luận hợp lý khai phát suối nước nóng, cuối cùng tài nguyên cùng hưởng. Cuộc hội đàm phi thường thành công, nhưng là hội nghị qua đi, Vương Kim Vũ đi tìm Mộc Thiên tập đoàn một phương thương lượng cụ thể phương án thời điểm, lại gặp đến lạnh nhạt. Vương Kim Vũ tức giận nói, cái kia Vương Hoành Phong là cái khẩu Phật tâm xà, ngoài miệng nói đến so hát đến còn tốt nghe, thật là đến chứng thực thời điểm, hắn có là lý do cùng lấy cớ. Hứa Thuần Lương nói, người đừng vội a, chuyện này hắn nói cũng không tính, suối nước nóng nước như thế nào sử dụng, cuối cùng còn phải là trong trấn đến định. Vương Kim Vũ nói, chúng ta chính là chạy một đầu đường ống thông hướng Hiển Hồng Nông Trường, yêu cầu này không quá phận đi, cái kia Vương Hoành Phong nói ta là ngoài nghề. Nói cái gì suối nước nóng cung cấp nước cùng bình thường thị chính cung cấp nước không phải một dạng, kỹ thuật trên khó khăn, thế nào liền khó khăn rồi. Suối nước nóng nước không phải nước, đi qua mùa đông cung cấp ấm nhiều hơn, noãn khí quản radiator tử chạy thế nào, suối nước nóng liền chạy thế nào thôi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Hứa Thuần Lương nói, chuyên nghiệp trên sự tình ta cũng không hiểu, quay đầu ta thỉnh giáo một chút, người đừng có gấp a. Vương Kim Vũ kỳ thật đã vừa mới đã tìm Tần Chính Dương. Tần Chính Dương cũng làm cho hắn yên tâm, suối nước nóng tài nguyên không phải Mộc Thiên tập đoàn một nhà, Nguy Sơn đảo không có khả năng để bọn hắn ở trên đảo làm lũng đoạn. Vương Kim Vũ nói, không thể không gấp a, thiết kế phương án cũng nhanh lấy ra, nếu như không cho chúng ta trải đường ống, về sau chúng ta cái kia suối nước nóng khách sạn chẳng phải là liền có tiếng không có miếng. Hứa Thuần Lương cho là hắn không có gì có thể gấp, phương án mặc dù là Mộc Thiên tập đoàn phụ trách thiết kế, nhưng cuối cùng đánh nhịp định án chính là trong trấn. Vương Kim Vũ nghe hắn nói như vậy, tương đương với nuốt vào một viên thuốc an thần, đông thúc nói đối với, quỷ tử không có một cái tốt. Hứa Thuần Lương nói, Vương Hoành Phong cũng không phải quỷ tử. Giả đông doanh quỷ tử đáng hận hơn. Vương Kim Vũ lái xe tướng Hứa Thuần Lương mời đến bọn hắn sắp kiến thiết suối nước nóng khách sạn địa phương, Hiển Hồng trong nông trại tốt nhất một mảnh đất, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh như vẽ, tại kế hoạch tương lai bên trong. Nơi này tướng dựng lên một tòa nước gió suối nước nóng khách sạn, tập du lịch, ăn uống, nghỉ phép, hưu nhàn làm một thể. Hiển Hồng Nông Trường du thuyền bến tàu cũng sẽ tiến hành cải biến, Chiêm Ái Hoa phụ tử cấp ra không ít hợp lý đề nghị, nói đến lần này quyết định đầu tư Nguy Sơn đảo chính là Chiêm Thiên Hàng, hắn tại toàn phương vị khảo sát sau cho rằng Nguy Sơn đảo du lịch rất có triển vọng. Hứa Thuần Lương nghe Vương Kim Vũ nói trong chốc lát bọn hắn quy hoạch, cảm giác Hiển Hồng Nông Trường rõ ràng tại hướng du lịch truyền hình. Đi qua bọn hắn nhưng vẫn luôn là lấy thủy sản nuôi dưỡng làm chủ. Vương Kim Vũ nói, người cái này liền không hiểu được đi, cái này gọi rất nhanh thức thời, chính phủ thanh phương hướng đều vạch tới, chúng ta nếu là liền điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có cái kia còn làm sự nghiệp gì. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn Thanh Hoa Lương tập đoàn dự định tới khảo sát sự tình nói cho Vương Kim Vũ. Vương Kim Vũ nghe vậy vui mừng quá đỗi, Hoa Lương tập đoàn là thế giới top 500. Lại là trong nước lớn nhất tạp hóa thực phẩm công ty xuất nhập cảng, nếu như xong mới có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị đối Hiển Hồng Nông Trường có thể nói là một cái nặng cân lợi tốt. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu bọn hắn là nhìn chúng các ngươi sản xuất phổ nhị trà, bất quá phụ trách chuyện này người thế mà nghĩ lầm Nguy Sơn đảo sinh trà, ta cũng là đâm lao phải theo lao, tranh thủ trước tiên đem hắn mời tới nơi này, Hiển Hồng Nông Trường cũng không chỉ lá trà cái này một vật. Vương Kim Vũ nói, chúng ta lá trà nổi danh khí trên còn có chút khiếm khuyết. Kỳ thật không thể so với tên của hắn nhà máy chênh lệch. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, nhìn thấy Thư Viễn Hàng một nhà ba người đang từ trên núi nhỏ xuống tới, từ khi Thư Viễn Hàng cùng quan hệ của cha đạt được cải thiện về sau, hắn thường xuyên đến Hiển Hồng Nông Trường chơi, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi bọn hắn một nhà ba miệng từ Đông Châu tới ăn nông gia đồ ăn. Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn lên tiếng chào, Thư Viễn Hàng vợ chồng cười hướng Hứa Thuần Lương đi tới, Đông Niệm Tổ xa xa hô hào Hứa thúc thúc. Hứa Thuần Lương đã từng từ bọn cướp trong tay cứu được hắn, Tiểu Niệm Tổ nhìn thấy Hứa Thuần Lương phá lệ thân. Hứa Thuần Lương một tay lấy Tiểu Niệm Tổ bế lên, mang theo hắn trên không trung chuyển ba cái vòng, mới đem hắn buông xuống. Tiểu Niệm Tổ hết sức vui mừng nói, Hứa thúc thúc, người biết công phu có đúng hay không, gia gia của ta nói ngươi nhưng lợi hại, người dạy ta võ công giỏi không tốt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ được rồi, gần nhất ta thế nào nhiều như vậy sư đồ duyên,
một cái hai cái đều tìm mình bái sư. Bất quá cho tới bây giờ, hắn chính thức thu đồ đệ chỉ có Cơ Giai Giai một cái, Tiểu Niệm Tổ là trẻ con mà nhà tâm tính, cũng không phải muốn bái sư học nghệ. Hứa Thuần Lương nói, ra ra ngươi mới lợi hại, hắn là chiến đấu anh hùng, ngươi đến cùng hắn học. Thư Viễn Hàng hô, Thuần Lương tới. Hứa Thuần Lương chỉ bên cạnh khối kia không mà nói, Kim Vũ Ca để cho ta ghé thăm ngươi một chút nhóm muốn xây suối nước nóng khách sạn cánh đồng. Vương Kim Vũ nói, ta là để hắn hỗ trợ ra nghĩ kế, phía chính phủ ý kiến rất trọng yếu. Hứa Thuần Lương cười nói, khó coi ta lại có thể đại biểu cái gì phía chính phủ rồi. Nguyễn Tinh Mai đi theo giúp đỡ nói, ngươi là phó trấn trưởng đương nhiên có thể đại biểu phía chính phủ. Vương Kim Vũ lai kình, các ngươi còn không biết đi, hắn hiện tại là Đông Châu Văn Lữ Cục người, cái này tốc độ thăng thiên siêu siêu. Thư Viễn Hàng vợ chồng đối quan trường không có khái niệm gì, dù sao biết Hứa Thuần Lương lẫn vào không tệ, Thư Viễn Hàng nói, lúc trước thế nhưng là ngươi đem ta cho gọi vào Trường Hưng Bệnh viện, hiện tại ta tới, ngươi ngược lại đi. Hứa Thuần Lương nói, thế nào? Tại Trường Hưng công việc còn thuận lợi sao? Thư Viễn Hàng nói, trong công tác không có vấn đề gì, Triệu viện trưởng đối với chúng ta cặp vợ chồng phi thường chiếu cố, các mặt đều cho rất lớn ủng hộ, ta đối trước mắt công việc hoàn cảnh biểu thị hài lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Triệu Phi Dương tại đưa vào nhân tài phương diện làm tốt lắm, Thư Viễn Hàng đến Trường Hưng bệnh viện về sau, cũng làm ra hiệu quả nhanh chóng danh nhân hiệu ứng. Liên tiếp tiến hành nhiều đài thành công giải phẫu, trong đó bao quát khép tim, nhân công van công năng chướng ngại lần nữa van đổi thành thuật, to lớn thăng động mạch chủ u giải phẫu những này để đa số ngực bác sĩ ngoại khoa nhìn mà phát khiếp độ khó cao giải phẫu, tại thời gian ngắn nhất đã chứng minh năng lực của mình. Thu hoạch phòng đồng sự tín nhiệm cùng tôn sùng. Hiện tại Trường Hưng bệnh viện ngực ngoại khoa kín người hết chỗ, có thể nói Trường Hưng ngực ngoại khoa chính lấy kinh người tình thế quật khởi tại Đông Châu chữa bệnh hệ thống. Chữa bệnh chất lượng phương diện này trộn lẫn không được nửa điểm hư giả, bệnh nhân đến bệnh viện chính là muốn thanh trị hết bệnh, bác sĩ trình độ không phải thổi phồng lên, là thật làm ra. Hứa Thuần Lương mặc dù rời đi Trường Hưng, nhưng là hắn cũng không hy vọng Trường Hưng ngã xuống, hắn không thích là Triệu Phi Dương phương pháp làm việc, mà không phải đối Trường Hưng bệnh viện có ý kiến gì. Thư Viễn Hàng là một cái chuyên tâm làm nghiệp vụ người, hắn cũng không quan tâm những chuyện khác. Vừa tới Trường Hưng bệnh viện thời điểm Triệu Phi Dương còn muốn cho hắn một cái phó viện trưởng danh hiệu, bị Thư Viễn Hàng từ chối nhã nhặn, hắn không muốn quá nhiều không chuyên tâm ảnh hưởng đến tự thân nghề chính. Đến Trường Hưng trước đó, Triệu Phi Dương đáp ứng cái đôi này điều kiện đã toàn bộ thực hiện, có thể nói Triệu Phi Dương trên một điểm này làm được cũng không tệ lắm. Nghe nói Thư Viễn Hàng công việc tiến hành đến phi thường thuận lợi, Hứa Thuần Lương cũng liền yên lòng, dù sao Thư Viễn Hàng thuộc về hắn đưa vào đến Trường Hưng nhân tài. Nếu như tại Trường Hưng công việc đến không hài lòng, hắn cũng là muốn nhận gánh trách nhiệm. Thư Viễn Hàng gần nhất tâm tình không tệ, cách xa Tân Thành, cũng không tiếp tục phải bị bên kia ác thế lực uy hiếp, bệnh của phụ thân cũng đã cơ bản khỏi hẳn, phụ tử giữa hai người khúc mắc cũng giải khai, người một nhà trước mắt sinh sống cùng một chỗ trong khoảng thời gian này cộng đồng sinh hoạt, để hắn sâu hơn đối phụ thân hiểu rõ, cũng giải thích rất nhiều hiểu lầm. Thư Viễn Hàng phi thường rõ ràng, nhà bọn hắn sở dĩ có thể có hôm nay. Cùng Hứa Thuần Lương trợ giúp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đáy lòng đối Hứa Thuần Lương tràn đầy cảm kích. Vương Kim Vũ để Thư Viễn Hàng cũng nâng ý kiến, Thư Viễn Hàng nở nụ cười, Kim Vũ ca, thương nghiệp phương diện này cũng không phải là ta sở trường, cha ta tướng nông trường quản lý giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm chính là. Vương Kim Vũ nói, ta chỉ là phụ trách quản lý, ngươi mới là lão bản. Thư Viễn Hàng nói, ta nhưng ta không phải cái gì lão bản a. Tại cha ta trong lòng hai ta đều là giống nhau. Vương Kim Vũ cười ha ha, hắn mang theo Đông Niệm Tổ đi bắt chuồn chuồn. Thư Viễn Hàng cười tủm tỉm nhìn qua, hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, ta định cho Kim Vũ ca giới thiệu một người bạn gái, người cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói tốt, như thế đại nhân già đơn lấy cũng không phải chuyện như vậy. Thư Viễn Hàng nói, ta cũng nghĩ như vậy, khoa chúng ta mới tới một vị y tá trẻ tuổi dài không tệ. Ta suy nghĩ giúp bọn hắn tác hợp. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, thư tiến sĩ, không nghĩ tới ngươi còn có làm bà Mai yêu thích. Thư Viễn Hàng nói, đừng hiểu lầm, ta nhưng không có, đây đều là cha ta nguyên nhân, lão gia tử đau lòng Kim Vũ ca, luôn muốn giúp hắn thanh trung thân đại sự giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi so Vương Kim Vũ nhỏ sao? Thư Viễn Hàng gật đầu nói, đồng niên xuất sinh, bất quá ta so với hắn nhỏ hơn 3 tháng.
Hứa Thuần Lương nói, người hài tử đều chạy khắp nơi, hắn còn làm không chu đáo, là nên suy nghĩ thật kỹ cá nhân đại sự. Thư Viễn Hàng nói, ta là duyên phận đến. Hắn cùng Nguyễn Tinh Mai là bạn học thời đại học, hai người yêu đương cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Thế giới này chính là như vậy, có người về mặt tình cảm xuôi gió xuôi nước, tỉ như Thư Viễn Hàng, có người về mặt tình cảm mọc lên như nấm, tỉ như Hứa Thuần Lương, cũng có người về mặt tình cảm liền cái nụ hoa cũng không thấy, trước mắt Phương Kim Vũ có bộ dáng như vậy. Thư Viễn Hàng mặc dù là con ruột, nhưng những năm này một mực hầu ở Đông Nghiễm Sinh bên người là Vương Kim Vũ. Tại Đông Nghiễm Sinh trong lòng, Vương Kim Vũ chẳng khác gì là hắn khác một đứa con trai, mắt thấy Vương Kim Vũ đều 30 nhưng về mặt tình cảm vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Đông Nghiễm Sinh tự nhiên nóng vội, đi qua hắn cũng nắm người khác cho Vương Kim Vũ giới thiệu qua, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Từ khi con trai con dâu đi vào Trường Hưng bệnh viện công việc, Đông Nghiễm Sinh lại đem chuyện này nâng lên nghị sự nhật trình, dù sao bệnh viện tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ hài nhiều. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thư Viễn Hàng cũng ít nhiều hiểu rõ Vương Kim Vũ, Vương Kim Vũ người này nhiệt tình phúc hậu, nhưng là tại hống nữ hài phương diện có khiếm khuyết, cái này cùng cá nhân hắn trình độ văn hóa không cao có quan hệ. Vương Kim Vũ đi theo Đông Nghiễm Sinh từ trong núi lớn đi tới, chính là kinh doanh nông trường, bình thường cùng nữ hài tử cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều. Đông Nghiễm Sinh vốn cho rằng Vương Kim Vũ dạng này tính cách cũng không sầu bạn gái, nhưng trong hiện thực con hàng này lại không có gì nữ nhân duyên, cho nên hắn mới tìm con trai con dâu hỗ trợ giới thiệu. Thư Viễn Hàng bởi vì phụ thân bàn giao cũng liền đặc địa lưu ý một chút, vừa văn phòng mới tới một vị gọi Lâm Yến San y tá trưởng, 27 tuổi, vóc người cũng đoan chính, Thư Viễn Hàng muốn đem nàng giới thiệu cho Vương Kim Vũ. Hứa Thuần Lương đối cái này Lâm Yến San không có quá nhiều ấn tượng, kỳ thật hắn tại Trường Hưng bản bộ thời gian không dài, cùng hộ lý phương diện liên hệ cũng không nhiều, quen thuộc nhất chính là Đường Minh Mị. Thư Viễn Hàng thanh chuyện này cùng Hứa Thuần Lương nói, chủ nếu là bởi vì hắn cùng Lâm Yến San nhận biết thời gian không dài, đối Lâm Yến San hiểu rõ lưu tại phiến diện, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng thời gian lâu dài, Hứa Thuần Lương hẳn là đối vị y tá trưởng này quen thuộc hơn một chút, cho nên nghĩ trước trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này còn không dễ dàng, trực tiếp cho Đường Minh Mị gọi điện thoại. Đường Minh Mị mới từ Trường Hưng hộ lý bộ chủ nhiệm trên chức vị xuống tới, nàng đối Lâm Yến San tình huống hiểu rõ vô cùng, Lâm Yến San vẫn là nàng một tay đề bạt lên trẻ tuổi y tá trưởng, công việc cố gắng, nhân phẩm rất tốt, nhưng là Lâm Yến San ánh mắt tương đối cao nói như vậy đến ở độ tuổi này còn không có cố định kết giao đối tượng nữ nhân. Trên cơ bản đều là cao cao không tới, thấp không xong, mơ mơ hồ hồ liền đem mình tốt nhất tuổi tác không thể chậm trễ đi qua. Đường Minh Mị đi qua cũng giúp Lâm Yến San giới thiệu qua, nhưng mỗi lần kết quả cũng không tính là quá vui sướng. Đường Minh Mị nghe nói Thư Viễn Hàng muốn đem Lâm Yến San giới thiệu cho Vương Kim Vũ, nhịn không được bật cười, nàng không cho rằng Lâm Yến San có thể coi trọng Vương Kim Vũ, mặc dù Vương Kim Vũ cũng coi là sự nghiệp có thành tựu, Lâm Yến San cô nàng này có chút văn nghệ. Bình thường chú ý ăn mặc, truy cầu phẩm chất cuộc sống, khá là nhỏ tư tưởng. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, thanh Đường Minh Mị thuật lại cho Thư Viễn Hàng. Lúc này Vương Kim Vũ đi tới, hỏi hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Hứa Thuần Lương cười nói, Viễn Hàng nghĩ giới thiệu cho ngươi đối tượng đâu. Vương Kim Vũ cười tâu tuét há to mồm, tốt, lúc nào gặp mặt đâu. Hứa Thuần Lương hướng Thư Viễn Hàng nói, thấy không, nàng dâu mê, cái này vội vã gặp mặt. Vương Kim Vũ nói, khát chết khát, úng lụt chết, ta nếu là lại không tích cực chủ động, về sau chẳng phải là muốn đánh cả một đời lưu manh. Thư Viễn Hàng thanh Lâm Yến San tình huống đơn giản hướng Vương Kim Vũ giới thiệu một chút, vừa vặn trên tay hắn có Lâm Yến San ảnh chụp, tìm ra cho Vương Kim Vũ nhìn một chút. Hứa Thuần Lương cũng thanh đầu đưa tới, Thư Viễn Hàng tấm hình này là tập thể chụp ảnh chung, bất quá cũng có thể nhìn ra Lâm Yến San dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Vương Kim Vũ nói, dáng dấp còn không tệ đâu. Hứa Thuần Lương nói nhảm, không dễ nhìn cũng không dám giới thiệu cho ngươi. Vương Kim Vũ liên tục gật đầu, vậy liền nhìn một chút, ta không khuất phục lòng của các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nguyện ý gặp người ta, hiện tại không biết người ta có nguyện ý hay không gặp ngươi, phải đợi Viễn Hàng trở về giúp ngươi hỏi một chút. Vương Kim Vũ nói, chớ miễn cưỡng người ta, dưa hái xanh không ngọt. Thư Viễn Hàng cười nói, được. Ta nhất định mau chóng giúp ngươi chứng thực gặp mặt sự tình. Nơi xa Tiểu Niệm Tổ tại chiều hắn phất tay, Thư Viễn Hàng đi qua, trước khi rời đi mời Hứa Thuần Lương giữa trưa lưu tại nông trường ăn cơm, Hứa Thuần Lương biểu thị mình lập tức còn phải về trong trấn,
vừa mới nghỉ lâu như vậy trở về có thật nhiều công việc chờ lấy chỗ hắn xử lý. Giữa trưa Hứa Thuần Lương về trấn chính phủ nhà ăn ăn công việc bữa ăn, ăn công việc bữa ăn thời điểm cũng là đồng sự giao lưu cơ hội tốt. Hứa Thuần Lương bưng bàn ăn chủ động tới đến bí thư Tần Chính Dương đối diện ngồi xuống, Tần Chính Dương đùi gà đã gặm một nửa, hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, đùi gà này không tệ, làm sao không đến một con. Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất ăn thịt quá nhiều, hôm nay đến điểm thức ăn chay. Chớ nhìn hắn bình thường sinh hoạt rất tùy tính, nhưng là mỗi ngày đều sẽ tốn thời gian rèn luyện. Tần Chính Dương nói, chúng ta đầu bếp bỏ được hạ dầu, thức ăn chay cũng là ăn mặn làm, năm nay kiểm tra sức khỏe hơn phân nửa đều là gan nhiễm mỡ. Trấn chính phủ ngay tại kiểm tra sức khỏe, liền an bài tại Nguy Sơn đảo phân viện, cũng coi là ủng hộ phương bệnh viện cử động. Có hắn cái này kíp nổ Hứa Thuần Lương rất tự nhiên đem thoại đề giao qua Trường Hưng bệnh viện, Tần Bí Thư, ta trở về trên đường. Liên tiếp vào Trường Hưng phương diện điện thoại, thúc giục muốn kia 5.000 vạn đâu. Tần Chính Dương chuyên tâm đối phó đùi gà, gặm sạch sẽ về sau mới nói, là ta để bọn hắn tìm ngươi, tiền khẳng định là muốn cho, bất quá cũng phải để bọn hắn tiếp nhận một chút Hứa trấn trưởng giáo dục. Hứa Thuần Lương minh bạch Tần Chính Dương là đang hướng về mình lấy lòng, rõ ràng mình đối Hoa Niên khó chịu, cho nên tướng cái này làm khó dễ Hoa Niên tập đoàn cơ hội lưu cho mình. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật người ta phi thường rõ ràng, cuối cùng đánh nhịp định án còn phải là ngài. Tần Chính Dương nói, cái này 5.000 vạn giám thị tài chính vốn chính là ngươi nói ra, ngươi đề án vẫn là ngươi phụ trách tới cùng. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao có thời giờ cùng bọn hắn so đo, đại sự đều làm không hết. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, 5.000 vạn suy cho cùng vẫn là người ta, Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn làm giao dịch hết thảy đều hợp lý hợp pháp. Bọn hắn Hồ Sơn trấn chính phủ cũng không có khả năng từ đó cản trở. Tần Chính Dương nói, bộ chỉ huy bên kia tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương thở dài nói, đều nhanh thành cá đường, nhiều ngày như vậy cũng không ai hỏi. Tần Chính Dương nói, hỏi không được a, lúc trước bộ chỉ huy tuyên chỉ, ta cũng sách ra, có thể tại trấn trong chính phủ cho bọn hắn cung cấp mấy gian phòng làm việc, nhưng người ta muốn tránh hiểm nghi, sợ thanh văn phòng gắn ở Hồ Sơn trấn. Liền sẽ phát sinh tại người dưới mái hiên không thể không cúi đầu sự tình, cho bọn hắn ba khối địa phương đi chọn, cuối cùng tuyển tới du khách trung tâm, chỗ kia dễ dàng nước đọng úng ngập, chỉ cần làm sơ nghe ngóng nên rõ ràng là bọn hắn công việc của mình không đủ tỉ mỉ gây nên. Kỳ thật Tần Chính Dương phi thường rõ ràng, cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy tại trong hiện thực đã trở thành bài trí, cấp trên tại thiết lập cái ngành này mới bắt đầu, nguyện cảnh là tốt, hy vọng thông qua cái này bộ chỉ huy tăng lên quốc gia cấp nghỉ phép khu công việc hiệu suất. Bộ chỉ huy ban sơ chức năng chủ yếu dùng cho hai phương diện, một là nghỉ phép khu khai phát phê duyệt cùng công trình quản lý, hai là cùng Tế Châu phương diện ngành tương quan tiến hành công việc cân đối, phòng ngừa kiến thiết lập lại hạng mục, lãng phí quốc gia tài nguyên. Vừa mới thành lập cái này bộ chỉ huy thời điểm, để Tần Chính Dương phiền muộn tốt một đoạn thời gian, dù sao quyền lực trong tay bị người khác phân đi, loại tư vị này không dễ chịu. Hắn cho rằng trong thành phố cho Hồ Sơn trấn xiết bên trên kim cô chú bất quá không bao lâu trong thành phố liền ý thức được vấn đề này, đang chỉ huy bộ còn không có chính thức vận hành trước đó, liền nắm chặt quyền lực, tướng bộ chỉ huy chủ yếu chức năng điều chỉnh làm cùng Tế Châu ngành tương quan cân đối cấp quốc gia độ giả khu khai phát công việc. Còn có một hạng công việc trọng yếu chính là giám sát nơi đó công trình chất lượng cùng tiến độ. Cứ như vậy Hồ Sơn trấn chức năng cùng quyền lực trên cơ bản không có có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là cái này bộ chỉ huy trở nên tình cảnh lúng túng, thiết lập ở Hồ Sơn trấn, nhưng là cũng không chịu trách nhiệm cụ thể công trình hạng mục chỉ huy chỉ đưa đến giám sát tác dụng, nhìn thấy không hợp lý phương có thể đưa ra đề nghị, tối đa cũng chính là hướng trong thành phố tiến hành báo cáo. Về phần cân đối cùng Tế Châu ngành tương quan công việc, càng là sấm to mưa nhỏ đừng nhìn tin tức trên trải qua thường xuất hiện hai thị trung xây Nguy Sơn đảo du lịch nghỉ phép khu, nhưng bởi vì hai thị thuộc về hai tỉnh nguyên nhân, ở giữa rất ít giao lưu. Mọi người làm theo ý mình, không có phối hợp, chỉ gặp nghẹn đủ kình khai phát. Đừng nhìn Đông Châu tại GDP cùng Tế Châu không phải một cái lượng cấp, tương đương với cái sau gấp 2 trở lên, nhưng là tại du lịch khai phát bên trên, Tế Châu lại hất ra Đông Châu một mảng lớn, đồng dạng đều là Nguy Sơn Hồ, người ta làm ra văn chương, tại cấp quốc gia nghỉ phép khu lấy được phê trước đó, Tế Châu xin Nguy Sơn Hồ quá bạch phong cảnh khu đã lấy được phê 5A, tại Tế Châu người tâm bên trong, Nguy Sơn Hồ chính là bọn hắn. Đông Châu nhất định phải chui vào kiếm một chén canh. Bọn hắn khai phát Nguy Sơn Hồ phong cảnh khu nhiều năm, Đông Châu chỉ là gần 5 năm mới tại du lịch trên có hành động, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu cũng là Tế Châu trước xin, không nghĩ tới lấy được phê thời điểm,
quốc gia cũng thành Đông Châu cho vẽ đi vào, lần này tương đương Đông Châu được nhờ không ít. Du lịch tài nguyên phương diện mặc dù Tế Châu chiếm ưu, nhưng là Đông Châu lại có được Nguy Sơn Hồ hạch tâm cảnh khu Nguy Sơn Đảo. Quốc gia để Hai Cát làm khai phát trung xây cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, nhưng hiện thực lại là hai thị cạnh tranh với nhau, Nguy Sơn Đảo Đại Hằng chủ đề nhạc viên còn đang trong quá trình kiến thiết, Tế Châu Thái Bạch trên nước nhạc viên cũng theo đó lên ngựa. Bộ chỉ huy thành lập về sau, đối diện hàng đầu vấn đề chính là cái này, Phạm Lý Đạt cũng đi cùng Tế Châu phương diện cân đối một chút. Chủ yếu là tại cùng một quốc gia cấp nghỉ phép trong vùng làm hai cái trên nước nhạc viên có phải hay không không hợp vừa. Tế Châu phương diện thái độ biểu hiện được vô cùng cường ngạnh, bọn hắn cường điệu kiến thiết chính là trên nước nhạc viên, Nguy Sơn Đảo Đại Hằng kiến thiết chính là chủ đề nhạc viên, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, chủ đề nhạc viên một cái trọng yếu tạo thành bộ phân chính là trên nước nhạc viên. Phạm Lý Đạt cho rằng song phương tại du lịch kiến thiết trên hẳn là bổ sung làm chủ, tận lực không muốn làm lặp lại hạng mục. Coi như đều kiến thiết trên nước nhạc viên, cũng hy vọng đặc sắc hạng mục bên trên có chỗ phân chia, hàn huyên hai lần liền không có đoạn dưới bởi vì song phương đều phát hiện khởi không đến bất cứ hiệu quả nào, cuối cùng vẫn ngươi làm ngươi, ta chơi ta vừa không có tốn các ngươi thành thị tiền, bằng cái gì ta phải nghe ngươi. Cho nên gần nhất Hồ Sơn chấn đối Đại Hằng chủ đề công viên hạng mục chằm chằm rất chặt, hiện tại tình trạng là ai trước xây thành, ai liền đoạt chiếm được tiên cơ. Từ quy hoạch nhìn lại, Đại Hằng chủ đề nhạc viên quy mô càng lớn, tổng hợp tính mạnh hơn, cho nên kỳ hạn công trình cũng tương đối càng dài. Tế Châu trên nước nhạc viên hạng mục cái sau vượt cái trước, bởi vì là tại vốn có sân chơi trên cơ sở tiến hành thăng cấp cải tạo, trước mắt đã cái sau vượt cái trước tiến vào thiết bị điều chỉnh thử giai đoạn, theo đã biết tháng 6 năm nay đấy liền sẽ thử vận doanh, chỉ riêng chuyện này tới nói, Đông Châu đã nghiêm trọng rơi ở phía sau. Nhắc lên chuyện này Tần Chính Dương liền có chút buồn bực, Thuần Lương A. Tế Châu toàn thành phố trên dưới đối du lịch khai phát muốn so Đông Châu càng trọng thị. Hứa Thuần Lương đi qua Thái Bạch Hoa phong cảnh khu, nơi đó chỉ là Tế Châu Nguy Sơn Hồ phong quang mang một bộ phận, phải thừa nhận người ta tại du lịch khai phát trên thành tích. Hứa Thuần Lương nói, cái này cũng không có cách nào chúng ta Đông Châu trụ cột sản nghiệp có thật nhiều, du lịch cũng không là khâu trọng yếu nhất, coi như du lịch phương diện, Nguy Sơn Hồ cũng không phải nổi bật nhất đại biểu. Người ta Tế Châu là Thanh Nguy Sơn Hồ phong quang khu đặt ở vị thứ nhất, xem như thành thị tên phiến chế tạo. Tần Chính Dương có chút bất đắc dĩ nói, đáng giận nhất bọn hắn nghe nói Nguy Sơn Đảo đánh ra suối nước nóng, cũng muốn tại Tế Châu làm một cái suối nước nóng nghỉ phép khu, đây không phải hồ nháo sao? Bọn hắn có suối nước nóng sao? Hứa Thuần Lương nói, cả nước suối nước nóng nghỉ phép khu biển đi, không nghe nói suối nước nóng nghỉ phép khu nhất định phải có suối nước nóng. Tần Chính Dương biết rõ hắn nói tới đều là hiện thực tồn tại hiện tượng, thở dài nói, bất quá Tế Châu chế tạo cái này suối nước nóng nghỉ phép khu rõ ràng là tại đối tiêu chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, lòng dạ không phải một dạng, khẳng định nước tiểu không đến một bình, người ta không muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững, các việc có liên quan chính là, nhìn xem ai có thể làm ra thành tựu. Tần Chính Dương nói, đoàn kết, chúng ta là Lâm Thị, lại cùng hưởng Nguy Sơn Hồ. Ai cũng không thể đem đến nhà mình đi độc chiếm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài cái này cách cục có thể. Tần Chính Dương nói, trên mặt mũi khẳng định phải bận tâm đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch ý tứ lẫn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tần Chính Dương cơm nước xong xuôi, lại đựng chén canh, chậm rãi chờ lấy Hứa Thuần Lương, nhưng thật ra là muốn theo hắn nhiều phiếm vài câu. Văn Lữ Cục Thanh Bộ chỉ huy giao cho ngươi có phải hay không có cái gì đại động tác? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có, dù sao trước mắt ta không nghe nói, Phó Cục vừa tới Văn Lữ Cục lại là ba nhà sát nhập tình huống nội bộ tương đối phức tạp, hắn thanh Phạm Lý Đạt triệu hồi đến liền là muốn tìm người chia sẻ một áp lực nén. Tần Chính Dương gật đầu nói, Văn Lữ Cục vừa mới tổ kiến, một người xác thực chiếu cố không đến, lão Phạm quá khứ là Cục Du lịch Phó Cục trưởng, kinh nghiệm làm việc phong phú. Đây cũng là Phó Quốc dân Thanh Hứa Thuần Lương điều đến Văn Lữ Cục nguyên nhân. Tần Chính Dương phát hiện Hứa Thuần Lương quá trình trưởng thành bên trong luôn có quý nhân tương trợ, đây là mình hâm mộ không đến, hắn bây giờ có thể làm chính là cùng Hứa Thuần Lương chỗ tốt quan hệ, một mực nắm chặt vị này trước mắt quý nhân, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn đã đầy đủ nhận thức được Hứa Thuần Lương năng lực. Phú Pháp Quân tự mình hướng Hồ Sơn trấn chạy một chuyến, vì trấn chính phủ giám thị 5.000 vạn, Bùi Lâm Thanh chuyện này giao cho hắn. Biết rõ Hứa Thuần Lương không dễ ứng phó, hắn cũng chỉ đành kiên trì chạy chuyến này. Dựa vào đi qua ấn tượng Vũ Pháp Quân trực tiếp đi phó trấn trưởng văn phòng, đến lúc đó lại vồ hụt,
hỏi qua về sau, mới biết được Hứa Thuần Lương không đi xa, ngay tại trấn chính phủ góc đông bắc trong tiểu lâu giám sát công việc đâu. Phú Pháp Quân đến lúc đó, nhìn thấy Trương Hải Đào mang theo mấy tên công nhân ngay tại hướng lầu nhỏ bên ngoài treo biển hành nghề tử, trên đó viết Đông Châu Thị Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình chỉ huy bộ. Phú Pháp Quân biết cái này bộ chỉ huy là đã đi qua Phạm Lý Đạt phụ trách, bất quá từ khi thành lập về sau giống như cũng không có gì tồn tại cảm, xem ra là chuyển tới nơi này, Hứa Thuần Lương tới đây làm gì? Chẳng lẽ công tác của hắn lại phát sinh biến động? Kỳ thật Phú Pháp Quân nhìn thấy Trương Hải Đào cũng có chút minh bạch, tại Nguy Sơn Đảo Bệnh viện thời điểm, Trương Hải Đào chính là Hứa Thuần Lương tiểu tùy tùng, hiện tại Nguy Sơn Đảo Bệnh viện chuyển nhượng. Giống Trương Hải Đào dạng này không có chính thức biên chế hợp đồng lao động trên cơ bản đều lựa chọn lấy tiền rời đi, đoán chừng Trương Hải Đào tới đây cũng là Hứa Thuần Lương an bài. Phú Pháp Quân hướng Trương Hải Đào cười cười, Trương Hải Đào đi theo hắn cũng không có đánh qua liên hệ gì, gật đầu nói, có việc. Phú Pháp Quân nói, Hứa trấn trưởng ở đây sao? Trương Hải Đào nói, bên trong đâu? Phú Pháp Quân nhấc chân liền đi vào trong, Trương Hải Đào không vui, ai bảo ngươi đi vào? Phú Pháp Quân nói, Tiểu Trương, ta tìm Hứa trấn trưởng. Trương Hải Đào chỉ vừa mới treo tốt chiêu bài nói, thấy rõ chưa? Phú Pháp Quân nhẹ gật đầu, cười nói, làm sao? Bộ chỉ huy không thể vào a? Trương Hải Đào nói, không phải là không thể vào bên trong trang phục chính thức sửa chữa tạo đâu, ngươi cứ như vậy đi đến sông, vạn nhất xảy ra vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Phú Pháp Quân trong lòng tự nhủ một đầu chó xù mà thôi, liền chính thức làm việc cũng không tính là. Còn thần khí đi lên, hắn cũng không có hướng bên trong sông vào, móc ra điện thoại chuẩn bị cho Hứa Thuần Lương đánh, lúc này vừa vặn Hứa Thuần Lương ra. Phú Pháp Quân nói, Hứa trấn trưởng. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải Vũ Tổng sao, ngươi làm sao tìm được chỗ này tới. Phú Pháp Quân nói, vừa đi qua ngài văn phòng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tìm ta có chuyện gì. Phú Pháp Quân trong lòng tự nhủ ngươi trang cái gì trang, ta hai ngày trước không phải đã gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Trong lòng coi như lại không đầy, cũng không dám tại Hứa Thuần Lương trước mặt biểu lộ, y nguyên cười theo nói, Hứa trấn trưởng thật là quý nhân nhiều chuyện quên, hôm trước ta còn cho ngài gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lão Vũ a, người cũng không phải không biết ta tại Hồ Sơn trấn chính là cái phó trấn trưởng vẫn là điều tạm quan hệ, ta chính là đến cái hình thức, trong tay không có thực quyền a. Phú Pháp Quân trước khi tới đây liền đối Hứa Thuần Lương có khả năng phản ứng làm ra dự đoán. Nhưng còn đánh giá thấp người này vô sỉ, người nói mình không có quyền, lúc trước chặn lại 5.000 vạn giám thì tài chính là người nói ra nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp bộ dáng không giống người xấu a, nhưng làm sao tận làm hại người không lợi mình chuyện xấu. Người vị trí lập trường khác biệt quyết định hắn thiện ác quan, chỉ ít Phú Pháp Quân hiện tại liền cho rằng Hứa Thuần Lương không phải người tốt, khắp nơi cùng Hoa Niên đối nghịch, cùng Trường Hưng đối nghịch. Phú Pháp Quân cười nói, ngay lúc đó hội nghị ngài cũng tham gia. 5.000 vạn giám thị tiền bạc sự tình cũng là ngài chính miệng nói ra, ta đến hỏi qua Tần Bí Thư, hắn minh xác biểu thị chuyện này ngài định đoạt, chỉ cần ngài gật đầu, số tiền kia lập tức liền có thể lấy vạch đến chúng ta Trương Mục. Cụ thể một điểm, là Hoa Niên Trương Mục vẫn là Trường Hưng Bệnh viện, vẫn là Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Phú Pháp Quân nói, tập đoàn đáp ứng Trường Hưng, cái này 5.000 vạn sẽ dùng tại Trường Hưng Bệnh viện hai kỳ công trình kiến thiết. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là cho Trường Hưng. Lần này song phương chuyển nhượng tổng kim ngạch là 2 ức, có 150 triệu đã sớm trả tiền rồi, khoản tiền kia Hoa Niên cho Trường Hưng sao? Phú Pháp Quân cười khổ nói, Hứa trấn trưởng, ta tại tập đoàn địa vị ngài hẳn phải biết, những này lớn tiền bạc vấn đề phân phối là không thể nào hướng ta loại này cấp bậc người quản lý thông báo. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ là người nào? Phú Pháp Quân bị hắn ngay thẳng như vậy vấn đề hỏi được sững sờ, ta công việc bây giờ là trực tiếp hướng Bùi Tổng phụ trách. Hứa Thuần Lương cười nói, đó chính là Bùi Lâm người. Phú Pháp Quân bên trong bắt đầu lo lắng, người này nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì tới? Phú Pháp Quân giả ra không dáng vẻ cao hứng, Hứa trấn trưởng, ngài nói như vậy dễ dàng để cho người ta sinh ra nghĩa khác đi, ta cùng nàng chính là công việc quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, không phải công việc quan hệ còn có thể là quan hệ như thế nào? Ngươi còn muốn có quan hệ gì? Phú Pháp Quân nói, Hứa trấn trưởng. Ngài là không phải là đối ta có cái gì thành kiến. Hứa Thuần Lương nói, suy nghĩ nhiều, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp đâu, lúc trước ngươi cùng ta còn không quen thời điểm, đều thấy việc nghĩa hăng hái làm, xông đi lên giúp ta đánh nhau. Phú Pháp Quân đối với chuyện này tâm thua thiệt lúc trước sự tình là bởi vì Cao Hiểu Bạch mà lên,
nhưng xông đi lên đánh đối phương quyền thứ nhất người kia là chính mình. Vũ Pháp Quân nói, Hứa Trấn Trưởng, lúc trước trách ta quá vọng động rồi, sau đó làm hại ngươi gánh tội, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói người bình thường cũng không phải cái xúc động người, ngày đó biểu hiện thật sự là với hổ. Vũ Pháp Quân nói, chủ yếu là uống nhiều quá, nhìn thấy mình đồng sự bị vây công có chút nhiệt huyết xông lên đầu. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Tổng, từ khi ngươi đi vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh, sự tình liền liên tiếp không ngừng mà phát sinh, đầu tiên là Dương Mộ Phong chết rồi, sau đó ta cũng không thể không rời đi, có một số việc là không chịu nổi suy nghĩ. Vũ Pháp Quân nói, ta gia nhập Hoa Niên lớn khỏe mạnh là tại Dương Mộ Phong ngộ hại sự kiện về sau, đối với ngài rời đi, ta cũng thật đáng tiếc. Cho tới nay ta đều bởi vì chính mình nhất thời xúc động mang cho ngài phiền phức mà bên trong day dứt không thôi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần áy náy, ta rời đi Trường Hưng cũng không phải là bởi vì ngươi, nguyên nhân chân chính là ta đối Trường Hưng hiện trạng cảm thấy bất mãn. Vũ Pháp Quân Xu Nịnh nói, kỳ thật lấy năng lực của ngươi, đến đâu mà đều sẽ có một phen hành động. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tại Ân Hằng chế dược danh tiếng cũng rất tốt, phát triển tình thế rất tốt, ta có chút buồn bực a. Tại sao muốn rời đi Ân Hằng đi Hoa Niên lớn khỏe mạnh? Vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là tương lai phát triển, hiển nhiên cái trước càng có ưu thế. Vũ Pháp Quân trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hứa Thuần Lương chính đang lặng lẽ điều tra mình, cần nhắc lên cảnh giác, hắn thở dài nói, việc này nói rất dài dòng, chủ yếu là trong công tác không hài lòng, chờ có cơ hội ta sẽ chậm chậm hàn huyên với ngươi. Hứa Thuần Lương biểu thị mình còn muốn đi họp, hôm nay cũng chỉ có thể trò chuyện tới đây, trước khi đi. Vũ Pháp Quân lại nhắc lên kia 5.000 vạn sự tình, thật sự là hắn là vì công mà đến, 5.000 vạn coi như thuận lợi muốn trở về cũng không có một phân tiền tiến hắn hầu bao của mình. Hứa Thuần Lương đáp ứng Vũ Pháp Quân sẽ mau chóng cho hắn một cái trả lời chắc chắn, thời gian cụ thể là 3 ngày, hắn mới từ kinh thành trở về, trên tay đọng lại không ít công việc đi làm, 5.000 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, nhất định phải trước giải rõ ràng tình huống, trong đó mấu chốt nhất một điểm. Là muốn đi chứng thực một chút bọn hắn giải quyết tốt hậu quả công việc đã hoàn thành, Nguy Sơn đảo bệnh viện chuyển nhượng không có để lại bất kỳ cái đuôi. Vũ Pháp Quân mặc dù biết rõ Hứa Thuần Lương là tại qua loa mình, nhưng là hắn cũng không dám ép thật chặt, một khi chọc giận Hứa Thuần Lương ngược lại dễ dàng thanh sự tình chơi cứng. Bùi Lâm Thanh chuyện này giao cho hắn, Vũ Pháp Quân trong lòng cũng rất kháng cự, từ khi phát hiện Hứa Thuần Lương đối với hắn càng ngày càng không thèm chịu nể mặt mũi, hắn liền ý thức được. Hứa Thuần Lương rất có thể đã sớm khám phá ý đồ của mình, từ Hứa Thuần Lương khoái ý Ân Cửu phong cách làm việc đến xem, người này tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hứa Thuần Lương bớt thời gian đi Nguy Sơn đảo bệnh viện đi một vòng, trước mắt bệnh viện tại vận chuyển bình thường bên trong, trước đây nhân viên y tế kháng nghị, là bởi vì bọn họ thu nhập cùng đãi ngộ nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại trong trấn ra mặt là bọn họ bảo đảm, giám sát toàn bộ chuyển nhượng quá trình, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Đi qua Trường Hưng thiếu lương cũng toàn bộ bổ đủ, lại nghe nói khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình sẽ còn tiếp tục, chỉ nếu là có biên chế chính thức viên công. Hết thảy phúc lợi đãi ngộ đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại lòng người đã triệt để an ổn xuống, thủ tục bàn giao đã hoàn thành, Mộc Thiên tập đoàn phái tới một vị mới quản lý chuyên viên, người này tên là Tống Kiếm Ngưu, hiện đêm 33 tuổi, đi qua vẫn luôn xử lý khỏe mạnh quản lý công việc. Tới đây trước đó ở tên dưỡng lão cơ cấu khỏe mạnh tập đoàn đảm nhiệm cao quản, có được phong phú kinh nghiệm làm việc cùng hơn người năng lực làm việc. Tống Kiếm Ngưu nghe nói phó trấn trưởng Hứa Thuần Lương tới, chuyên gia đón lấy, hướng Hứa Thuần Lương duỗi ra hai tay, nhiệt tình bắt tay nói, Hứa trấn trưởng đến đây chỉ đạo công việc làm sao cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, cũng cho ta có chỗ chuẩn bị. Hứa Thuần Lương cười nói, chính là muốn để ngươi trở tay không kịp, lúc này mới có thể nhìn thấy bệnh viện nhất tình huống chân thật. Tống Kiếm Ngưu tiếp nhận bệnh viện công việc không lâu, nhưng là hết thảy đều đã an bài đến ngay ngắn rõ ràng, bình tĩnh mà xem xét quản lý loại này nhỏ bệnh viện với hắn mà nói có chút đại tài tiểu dụng. Đương nhiên đây chỉ là điểm xuất phát, dựa theo bọn họ tập đoàn cao quản ý tứ, mấy năm này Tống Kiếm Ngưu đều muốn thường trú Nguy Sơn đảo, tiếp nhận cũng tiếp tục khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Tống Kiếm Ngưu nói, đã sớm nghe nói Hứa Trấn Trưởng là cái thực càn gia, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Thuần Lương nói, bên ngoài nói ta lời hữu ích người không nhiều. Tống Kiếm Ngưu nói, hiện tại làm hiện thực người dễ dàng đắc tội với người, muốn các phương diện đều lấy lòng liền phải khéo léo, nhưng nếu thật là như thế còn thế nào làm việc. Hứa Thuần Lương phát hiện người này có một bộ, nhìn thấy môn trần đại lâu bên ngoài treo một vài bức quảng cáo, cái gì hung ác bắt chữa bệnh chất lượng, nghiêm ngặt 6S quản lý,
cái gì vùi đầu gian khổ làm ra, kiến thiết cấp 3 giáp đẳng bệnh viện. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này quảng cáo có thể, chỉ là Nguy Sơn đảo bệnh viện trước mắt cái này quy mô khoảng cách tam giáp bệnh viện giống như quá xa đi, cái này quảng cáo có phải hay không có chút không thực tế. Tống Kiếm Ngưu nói, người trước trồng cây người sau hái quả, ta vẫn luôn muốn hướng Hứa Trấn Trưởng ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, đáng tiếc ta đến những ngày gần đây, ngài đều không ở trên đảo. Hứa Thuần Lương thanh mình đi kinh thành chuyện học tập nói. Tống Kiếm Ngưu gật đầu nói, khó trách, chúng ta văn phòng trò chuyện. Hứa Thuần Lương đi theo hắn đi văn phòng, kỳ thật căn phòng làm việc này chính là Hứa Thuần Lương đi qua sử dụng, hiện tại trở lại chốn cũ, đã từ chủ nhân biến thành khách nhân, trong lòng có phần hơi xúc động. Hứa Thuần Lương ở trên ghế salon ngồi xuống, Tống Kiếm Ngưu cho hắn rót một chén long tỉnh, Hứa Thuần Lương nhìn một chút lá trà cùng màu sắc nước trà, ngửi ngửi hương trà nói, trà không tệ. Tống Kiếm Ngưu nói, đây là cha ta tự tay xào chế. Hứa Thuần Lương thế mới biết Tống Kiếm Ngưu là dư hàng người, trong nhà còn có vườn trà. Hứa Thuần Lương nói, gia hương người địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Tống Kiếm Ngưu nói, chúng ta bên kia nhiều văn sĩ, các người Đông Châu nhiều hào kiệt. Hai người tương hỗ lấy lòng một chút, đồng thời nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, thuận tiện quan sát một chút Tống Kiếm Ngưu, lại hắc vừa gầy, mũi không cao, bờ môi lệch dày, nếu như hắn không phải tự bạo ra môn, Hứa Thuần Lương sẽ cho là hắn là lưỡng quảng một đời người. Hứa Thuần Lương hỏi một chút thủ tục chuyển nhượng sự tình, Tống Kiếm Ngưu biểu thì tất cả thủ tục chuyển nhượng đều đã xong xuôi, hiện tại bọn hắn đã toàn diện tiếp quản bệnh viện, toàn này bệnh viện đã không có Trường Hưng bất kỳ kẻ nào căn cứ công ty quyết sách, tổng hợp nơi đó hiện trạng, Tống Kiếm Ngưu làm ra tạm thời duy trì bệnh viện bình thường vận doanh quyết định, bên cạnh khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình trước mắt tạm thời ở vào đình công trạng thái, cần nhằm vào qua đi thiết kế tiến hành cải biến. Báo xin phê chuẩn về sau mới có thể tiếp tục tiến hành. Hứa Thuần Lương biết được khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sẽ còn tiếp tục, trong lòng liền dễ chịu rất nhiều, kỳ thật hắn vẫn luôn lo lắng Mộc Thiên tập đoàn sẽ đem nơi này biến thành một cái lớn nhà tắm tử, hiện tại xem ra loại này lo lắng là dư thừa. Mộc Thiên tập đoàn cũng không có thay đổi phát triển khỏe mạnh dưỡng lão kế hoạch. Tống Kiếm Ngưu nói, sáng hôm nay Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân tới qua, hỏi thăm đến tiếp sau khoản tiền vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, hắn cũng tìm ta, nói thủ tục bàn giao đã toàn bộ hoàn thành, cho nên ta hôm nay tới chính là muốn làm một xác minh một chút. Tống Kiếm Ngưu cười nói, đúng là như thế, thủ tục bàn giao coi như thuận lợi, Hoa Niên tập đoàn đã đem Nguy Sơn đảo bệnh viện đi qua còn sót lại vấn đề toàn bộ giải quyết. Phải nói Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa giao dịch đã hoàn thành, vấn đề còn lại là Hoa Niên tập đoàn cùng Hồ Sơn trấn chính phủ, đối Xích Đạo vốn liếng tới nói hai ước đã giao qua. Chuyện kế tiếp cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nói, công trình đánh tính lúc nào một lần nữa khởi động. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, trước mắt ngay tại đối giai đoạn trước phương án tiến hành sửa đổi, thiết kế chỉnh đốn và cải cách là Vương Công đang phụ trách. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu Vương Phương Điền hay là hắn đề cử cho Mặc Hàm. Tống Kiếm Ngưu đưa cho Hứa Thuần Lương một số vừa mới phê duyệt xuống tới thiết bị mua đơn, Hứa Thuần Lương đơn giản nhìn một chút. Lại là một phần chữa bệnh thiết bị đổi mới tên ghi, trong đó bao quát hạch từ, CT, doctor, siêu thanh các loại lớn hình chữa bệnh thiết bị, phần này tờ đơn liền mang ý nghĩa, bọn hắn đã tiến vào mua sắm giai đoạn. Đây là Hứa Thuần Lương ngay từ đầu không có nghĩ tới, lúc đầu hắn coi là Xích Đạo vốn liếng mua xuống bệnh viện giao cho Mộc Thiên tập đoàn kinh doanh, về sau kinh doanh phương hướng khẳng định là có khuynh hướng dưỡng lão mà không phải chữa bệnh, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn thế mà muốn tại chữa bệnh trên có hành động. Tống Kiếm Ngưu nói, chúng ta sẽ thuê trong nước hãng nhất khỏe mạnh nuôi đoàn đội cũ, tương lai tướng Nguy Sơn đảo bệnh viện chế tạo trở thành tập dưỡng lão, khôi phục, hưu nhàn làm một thể cỡ lớn chữa bệnh cộng đồng, có thể nói chúng ta lý niệm là vượt mức quy định, cũng tất sẽ dẫn trước với đất nước bên trong. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Tống Kiếm Ngưu cười nói, không có chỗ chính phủ ủng hộ chúng ta cũng không dám yên tâm to gan làm việc. Mọi người chỉ có tương hỗ thành tựu mới có thể có được tốt hơn phát triển. Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút nhà máy rượu suối nước nóng trưng cầu ý kiến sẽ vấn đề, Tống Kiếm Ngưu làm trước mắt công trình thực tế người phụ trách, hắn đối hết thảy đều phi thường rõ ràng, về phần Hứa Thuần Lương nâng lên hiển hồng nông trường cây kia đường ống cũng không phải vấn đề gì. Tống Kiếm Ngưu cười nói, vị kia Vương Tổng có chút nóng vội, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là thiết kế tốt suối nước nóng khai phát kiến thiết.
thủ phải đối mặt vấn đề là như thế nào tại không phá hư tự nhiên tài nguyên tình huống dưới tốt nhất lợi dụng suối nước nóng nước. Về phần hắn nói lên đường ống kia là chuyện nhỏ, hậu kỳ có thể tăng thêm, không có khả năng chúng ta liền nhà máy rượu suối nước nóng cung cấp trong nước đều không có kiến thiết tốt liền cho bọn hắn chạy một đầu chuyên dụng đường ống dẫn. Trước mắt thiết kế phương án là tướng suối nước nóng nước đưa vào một cái chuyên dụng chuyển giao đứng, từ nơi đó tiến hành hai lần phân phối kết nối, cũng thuận tiện tiến hành tính toán, đây cũng là trước mắt trên quốc tế thông dụng cách làm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Tống Kiếm Mưu nói đến không phải không có lý, kỳ thật tại nhà máy rượu suối nước nóng sử dụng trên sẽ không xảy ra vấn đề lớn, Hồ Sơn Trấn chính phủ tướng suối nước nóng nước quyền sử dụng một mực khống chế trong tay, không có khả năng để bọn họ một nhà lũng đoạn. Tống Kiếm Mưu nói, Hứa Trấn trưởng, B số 09 cánh đồng lúc nào khai mạc. Hứa Thuần Lương cũng không chịu trách nhiệm phương diện này công việc, Hồ Sơn Trấn thổ đập công việc đều là từ Tần Chính Dương tự mình bắt, hắn thậm chí không biết Tống Kiếm Mưu nói tới cánh đồng cụ thể ở nơi nào. Tống Kiếm Mưu giới thiệu sơ lược một chút, kia mảnh đất vào chỗ tại bệnh viện phương hướng Tây Bắc, cánh đồng không lớn, tổng cộng cũng chính là hơn 2 vạn mét vuông, Trấn chính phủ nguyên bản quy hoạch là dùng để xây dựng tiểu học. Bất quá bởi vì quy hoạch biến động, tiểu học tìm cái khác địa chỉ mới, mảnh đất kia liền trống xuống tới, Tống Kiếm Ngư cũng là đạt được tin tức, mảnh đất kia có thể sẽ tham gia lần sau thổ đập. Hứa Thuần Lương nói, thổ đập sự tình ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm Tần Bí Thư. Tống Kiếm Ngư nói, Đại Hằng đối mảnh đất kia cũng có ý tứ. Hứa Thuần Lương lại là xứng sở Đại Hằng gần nhất tình huống không thể lạc quan. Vẻn vẹn là một cái suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn đều với bọn hắn nhức đầu, thế mà còn dám cầm địa. Hứa Thuần Lương nói, Đại Hằng tình trạng tài chính cũng không tốt lắm đâu. Tống Kiếm Ngưu nói, chúng ta cũng tại buồn bực, gần nhất bất động sản ngành nghề kinh tế đình trệ, Đại Hằng nhận xung kích rất đại nguyên bản kế hoạch của chúng ta là tướng Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục cùng nhau cầm xuống, bọn hắn một bắt đầu cũng có hứng thú. Cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên lại thay đổi quẻ, vẫn là quyết định từ mình một mình khai phát. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là cho rằng Nguy Sơn đảo quốc gia nghỉ phép khu hạng mục rất có triển vọng. Tống Kiếm Ngưu ha ha cười nói, nếu như không coi trọng các người hạng mục này, mọi người cũng không gặp qua tìm tới tư. Hứa Thuần Lương cùng hắn trò chuyện không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ, Tống Kiếm Ngưu nhiệt tình giữ lại Hứa Thuần Lương ăn cơm, Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối. Tống Kiếm Ngưu tranh thủ thời gian cầm hai hộp lá trà cho hắn nếm thức ăn tươi. Hứa Thuần Lương còn không có rời đi phòng làm việc của hắn, đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba điện thoại liền đánh tới, nói có tình huống khẩn cấp hướng hắn báo cáo. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, Lý Thành Ba mặc dù cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng là giữa hai người cũng không thể nào thuộc quan hệ, mình không phải Lý Thành Ba trực quản lãnh đạo, Lý Thành Ba cũng không có nghĩa vụ hướng mình báo cáo, bất quá nghe Lý Thành Ba ngữ khí vẫn là rất sốt ruột. Hứa Thuần Lương trở lại Trấn chính phủ, Lý Thành Ba đã tại hắn cửa phòng làm việc bên ngoài chờ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao không đi vào? Lý Thành Ba nói, ta cũng là vừa tới, đang chuẩn bị gõ cửa đâu. Hứa Thuần Lương móc ra chìa khóa mở cửa, Lý Thành Ba thầm than, còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi khóa lại cửa đâu, ta tiến đi sao? Hai người quan hệ không tệ, Hứa Thuần Lương vào cửa sau liền điểm một hộp lá trà cho Lý Thành Ba cũng không có khách khí với hắn. Ở trên ghế salon ngồi xuống, Hứa chủ nhiệm, lần này ngài đến cho chúng ta ra mặt a. Hứa Thuần Lương tinh tế nhất phẩm, cảm giác lời này có chút không đúng, ngươi trước dừng lại đi, ngươi vừa kêu ta cái gì? Lý Thành Ba nói, Hứa chủ nhiệm a. Hứa Thuần Lương cỡ nào khôn khéo, Lý Thành Ba xưng hô như vậy sau lưng của mình có huyền cơ khác a. Hứa Thuần Lương cầm hai bình nước khoáng, trong đó một bình ném cho Lý Thành Ba. Lý Thành Ba đơn giản giảng thuật một chút mình ý đồ đến, sự tình là như thế này, đồn công an bọn họ hạ hạt có cái trên nước đội trị an, nhân viên không nhiều, công việc không nặng, bình thường liền là phụ trách mở ra cano tại cảnh khu phạm vi bên trong tuần sát. Hôm nay phụ trách tuần sát ba tên nhân viên công tác nửa đường cano ra mau bệnh, chờ đợi cứu viện thời điểm, gặp Tế Châu phương diện nhân viên quản lý, đem người cùng thuyền đều cho chụp. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, loại sự tình này ngươi đi tìm Tần Chính Dương. Không được nữa người đi liên hệ với cấp ngành công an, để bọn hắn đi cân đối, người tìm ta làm cầu. Lý Thành Ba nói, vấn đề là cái này ba tên nhân viên công tác đều là cộng tác viên. Hứa Thuần Lương nói, ta thật sự là chịu không được các ngươi, vừa ra sự tình đều là cộng tác viên, hợp lấy các ngươi bình thường đều là cộng tác viên đang làm việc. Lý Thành Ba nói, vấn đề có chút phức tạp, như thế nói cho người đi, đi qua những người này cũng không thuộc tại chúng ta quản. Hẳn là thuộc về trong trấn tổng hợp chấp pháp xử lý,
nhưng là gần nhất ra không ít sự tình, Tần Bí Thư cho rằng tổng hợp chấp pháp làm việc bất lực, tuyển nhận nhân viên vàng thau lẫn lộn, thế là áp xúc quyền lực của bọn hắn, thanh trên nước đội trị an giao cho chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, người tìm ta làm gì? Ta tại trong trấn phân quản công việc là chiêu thương, người chuyện này cùng ta không liên quan nhau à? Lý Thành Ba cười nói, ngài chưa nóng vội thanh ta đẩy ra phía ngoài à, ta làm rõ ràng, chuyện này liền phải tìm ngài, không sai. Hiện tại Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy là ngài phụ trách, chụp chúng ta người chính là Tế Châu Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu chỉ huy thuộc Hạ Hà Thái Bạch Hoa phong cảnh quản lý chỗ trên nước đội trị an, ta nói như vậy ngài có thể nghe rõ chưa? Hứa Thuần Lương một mặt khổ đại cừu thâm, Lý Thành Ba một mặt bất đắc dĩ. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, chuyện này dính đến hai thị ở giữa mâu thuẫn, thuộc về tốn công mà không có kết quả việc cần làm, Lý Thành Ba là cái lão giang hồ, hắn cũng phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương uống một hớp nói, Tần Bí Thư cho ngươi ra chủ ý. Lý Thành Ba tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, không phải. Hứa Thuần Lương nói, cộng tác viên, cục công an không ra mặt. Lý Thành Ba nói, đại biểu Đông Châu Thị Văn Lữ Cục. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này cái gì đều rõ ràng, đó chính là có chủ tâm tìm tới chính mình. Lý Thành Ba nói, không dối gạt ngài nói, ta tìm đến ngài là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, trấn chính phủ ra mặt không phải là không thể được, nhưng là người ta bên kia là cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy, chưa hẳn vui lòng phản ứng chúng ta cho nên làm việc đến giảng cứu một cái cùng một. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta không phải không muốn quản, ta phải trước xin, cấp trên đồng ý ta mới có thể đi cân đối không phải hai ta quan hệ cho dù tốt ta cũng không thể trái với nguyên tắc ngươi nói đúng không? Lý Thành Ba thầm than, Hứa Thuần Lương là càng ngày càng già đến, nghĩ xáo lộ hắn nhưng không dễ dàng như vậy, hắn lúc này biểu thị nguyện ý tôn trọng Hứa Thuần Lương quyết định. Hứa Thuần Lương cũng không phải cố ý qua loa hắn, lúc này liền cho Phó Quốc Dân gọi điện thoại, thanh chuyện này báo cáo một chút. Phó Quốc Dân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để Hứa Thuần Lương đi xử lý, sớm cho hắn đánh dự phòng châm, tận lực hiệp thương giải quyết, gặp chuyện không nên vọng động, dù sao mọi người là hàng xóm, có chuyện gì không dễ thương lượng, phải hiểu rõ chuyện xảy ra trải qua, nếu như trách nhiệm tại đối phương, không muốn không buông tha hùng hổ dọa người, nếu như trách nhiệm là phe mình, phải thành khẩn biểu đạt áy náy, nói tóm lại để ba phần gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng bầu trời. Phó Quốc Dân cúp điện thoại, đáy lòng vẫn còn có chút không nỡ, vừa vặn Phạm Lý Đạt đi vào phòng làm việc của hắn. Phó Quốc Dân tướng phát sinh ở Nguy Sơn Hồ nghỉ phép khu sự tình nói. Phạm Lý Đạt nói, cái này thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề tất cả mọi người cho rằng Nguy Sơn Hồ là mình, lại không có minh xác phân giới, mấy năm này tình huống coi như có chỗ cải thiện, là lấy Đông Châu hy sinh bộ phận hương trấn làm đại giá chúng ta còn lại hồ vực diện tích càng ngày càng nhỏ, kỳ thật ban sơ Tế Châu là muốn đem Nguy Sơn đảo cho muốn đi qua. Phó Quốc Dân nói, nếu thật là như thế, toàn bộ Nguy Sơn Hồ đều là bọn họ. Phạm Lý Đạt nói, lúc trước trong thành phố thiết lập cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy dự tính ban đầu chính là hy vọng song phương thông qua cái này cái bình đài có thể câu thông, tận lực làm được bù đắp nhau, phối hợp lẫn nhau, giảm bớt mâu thuẫn. Hắn phi thường thanh sở chỉ huy bộ thành lập tới nay đến cùng làm ra bao lớn tác dụng. Phó Quốc Dân nói, ta còn là không nữa à, Hứa Thuần Lương tiểu tử này tính tình ngươi cũng biết, ta sợ hắn thanh sự tình cho náo lớn. Phạm Lý Đạt trong lòng tự nhủ làm lớn chuyện là nhất định. Hứa Thuần Lương đến đâu mà không được chỉnh ra chút động tĩnh. Phạm Lý Đạt nói, nếu không ta đi qua nhìn một chút, giúp hắn đẻ ép điểm. Phó Quốc Dân nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, có câu nói là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, đã tướng bộ chỉ huy giao cho Hứa Thuần Lương liền nên tín nhiệm hắn, mà lại Hứa Thuần Lương năng lực sớm đã đạt được Phó Quốc Dân nhận nhưng, hắn cũng không cho rằng Phạm Lý Đạt so Hứa Thuần Lương ưu tú hơn, coi như Phạm Lý Đạt chạy tới cũng khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Phó Quốc Dân nói, hai thị ở giữa một chút mâu thuẫn từ xưa đến nay, đã thành lập câu thông cơ chế, liền nên phát huy tác dụng, khơi thông với nhau, có chút vấn đề không bại lộ liền vĩnh viễn tồn tại, chỉ có bạo lộ ra mới có lợi cho giải quyết. Phạm Lý Đạt Xu Nịnh nói, còn phải là ngài a, ta đi qua sợ nhất chính là hai thị ở giữa phát sinh hiểu lầm sinh ra mâu thuẫn, ngài cái này nói chuyện để cho ta rộng mở trong sáng. Phó Quốc Dân nói, vẫn là cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội. Ta tin tưởng tiểu Hứa có năng lực xử lý tốt lần này tranh chấp. Phạm Lý Đạt nói, hắn khẳng định không có vấn đề, bất quá ngài cũng phải làm sự tình tốt làm lớn chuyện chuẩn bị tâm lý. Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt liếc nhau một cái, hai người đối Hứa Thuần Lương phong cách hành sự đều tính là có chút hiểu rõ,
biết Hứa Thuần Lương không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên lôi lệ phong hành, chuyện này vô luận đạo lý tại ai, muốn cho hắn nhượng bộ môn đều không có. Hứa Thuần Lương quyết định tiên lễ hậu binh, hắn cùng Lý Thành Ba cùng một chỗ ngồi hiển hồng nông trường du thuyền tiến về nơi khởi nguồn điểm, nơi khởi nguồn ở vào dưới nước chìm thành phụ cận, trên nước đội chỉ an cano cùng người đều bị mang đi. Xử lý chuyện này đơn vị tên đầy đủ gọi Tế Châu Thị Nguy Sơn Hồ Phong Cảnh quản lý chỗ Thái Bạch Hoa phân bộ trên nước chỉ an quản lý đại đội. Hứa Thuần Lương lần này cũng thành chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Đức Thuận mang tới, không có lý do chính mình cái này tân nhiệm người phụ trách đỉnh lấy liệt nhật giữ gìn phe mình lợi ích, bọn hắn một đám người ngồi tại mới rời trong văn phòng thổi điều hòa không khí xem báo giấy. Lưu Đức Thuận trong lòng nhưng thật ra là phi thường không hiểu, loại chuyện này vì sao lại rơi vào bọn hắn bộ chỉ huy trên đầu. Không hiểu thì không hiểu, hiện tại người phụ trách là Hứa Thuần Lương, người ta để làm gì hắn cũng phản bác không được, dù sao liền văn phòng đều là người ta hỗ trợ giải quyết, chí ít làm việc hoàn cảnh là thiết thiết thực thực cải thiện. Lưu Đức Thuận vẫn là lần đầu ngồi lên hiển hồng nông trường du thuyền, trong trong ngoài ngoài đi thăm một vòng, cảm giác bộ chỉ huy đổi người phụ trách hoàn toàn chính xác hiện ra tình cảnh mới, đi theo lấy Phạm Lý Đạt đừng nói du thuyền, liền liền cano đều không có ngồi qua, đương nhiên. Cái này cũng cùng Phạm Lý Đạt tới làm thời gian không dài có quan hệ, Hứa Thuần Lương ngay tại chỗ công việc thời gian dài như vậy, cùng nơi đó cán bộ quần chúng sớm đã hòa mình. Lưu Đức Thuận đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, rất nhanh liền đắm chìm trong cái này mỹ lệ non sông tươi đẹp bên trong, giơ lên máy ảnh DSL chụp ảnh thời điểm, một cỗ mùi khói mà bay tới, sặc đến Lưu Đức Thuận liên tiếp ho khan. Lưu Đức Thuận híp mắt nhìn lại là Lý Thành Ba chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mình hướng đầu gió hút thuốc. Nghe được tiếng ho khan, Lý Thành Ba mới ý thức tới mình cấp tạo thành bối rối, cười nói, không có ý tứ a, đầu thuyền gió lớn, như thế mùi khói mà còn đều làm lợi ngươi. Lưu Đức Thuận cũng bởi vì hắn hài hước nở nụ cười, Lý Thành Ba rút ra một điếu thuốc đưa cho Lưu Đức Thuận, Lưu Đức Thuận biểu thị sẽ không, giơ lên máy ảnh DSL đối trên mặt nước bay qua một đám chim nước răng rắc đập không ngừng. Lý Thành Ba tò mò đụng lên đến, đập chim a. Lưu Đức Thuận luôn cảm thấy lời này có chút khó chịu, vẫn gật đầu nói, giữ lại sau này làm tuyên truyền tài liệu. Lý Thành Ba vây quanh dưới đầu gió dùng sức hít vài hơi khói nói, còn phải là các ngươi, lại phổ thông cảnh sát trải qua các ngươi vỗ đều cùng người ở giữa tiên cảnh giống như. Lưu Đức Thuận nói, Nguy Sơn Hồ không có chút nào phổ thông tại tự nhiên phong quang phương diện là Đông Châu nhân tài kiệt xuất. Lý Thành Ba nói, một chỗ ngốc lâu, lại đẹp phong cảnh cũng sẽ trở nên phổ thông. Cái này cùng tìm lão bà đồng dạng. Sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, lão Lý, ngươi đừng hủ hóa chúng ta Lưu chủ nhiệm. Lý Thành Ba nói, cá nhân quan điểm, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Một câu thành tất cả mọi người chọc cười. Lúc này chỉ đạo viên Triệu Hoành đến đây, chỉ vào trước mặt thủy vực nói, người của chúng ta cùng thuyền chính là ở nơi đó bị chụp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi khẳng định như vậy. Triệu Hoành nói, khẳng định. Phía dưới này chính là dưới nước chìm thành. Lưu Đức Thuận nửa người đều dò xét ra ngoài, cuối cùng hai mắt cũng nhìn không thấy phía dưới có cái gì chìm thành. Lý Thành Ba vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn chú ý an toàn, nói cho Lưu Đức Thuận, muốn xem đến dưới nước chìm thành là muốn xem duyên phận, có chút người địa phương cả một đời cũng chưa từng thấy. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ kia dưới nước chìm thành cũng không có cái gì hiếm lạ, chỉ cần ánh nắng thật tốt, bắn thẳng đến vào nước đáy. Liền có thể nhìn thấy chìm thành di tích. Lý Thành Ba nói, đi qua vùng nước này là tại Nguy Sơn huyện cảnh nội, nhưng về sau bởi vì thường xuyên phát sinh tranh chấp, hai bên hiệp thương về sau, Đông Châu lựa chọn nhượng bộ, hoạch xuất ra 5 cái hương trấn cho Tế Châu phương diện, nước vực diện tích so đi lên cũng giảm bớt nhanh 1/2. Hứa Thuần Lương nhìn không được nói, lãnh đạo nào làm hỗn đản sự tình. Lý Thành Ba cười nói, cái này cùng ban sơ quy định có quan hệ bởi vì Nguy Sơn Hồ ở vào hai tỉnh chỗ giao giới, dựa theo bình thường cách làm lấy ruộng chúng đến tiến hành phân chia, nhưng là bởi vì nước hồ dao động biến hóa tấp nập, cho nên bên cạnh giới không ngừng biến hóa, thế là không thể không thanh tất cả địa phương đều thuộc về vì Tế Châu quản hạt, Đông Châu lựa chọn nhượng bộ cũng là hai tỉnh hiệp thương về sau kết quả, phòng ngừa bởi vì hoạch giới sinh ra dân gian tranh chấp. Triệu Hoành là bản xứ người. Hắn đối tình huống cũng hiểu rõ vô cùng, gật đầu nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, chúng ta những này dân bản xứ đều dựa vào Nguy Sơn Hồ nuôi sống, có thể nói Nguy Sơn Hồ xung quanh dân chúng đều bởi vì mảnh này hồ nước thu được không ít lợi ích, chúng ta đối mảnh này hồ đều có được cảm tình sâu đậm. Hành chính bên trên có biên giới, nhưng là trong chúng ta trong lòng không có cái gì biên giới.
Lưu Đức Thuận nói, lão Triệu câu nói này nói hay lắm a. Lý Thành Ba nói, mình xác hoạch giới về sau, mâu thuẫn mặc dù so với quá khứ giảm bớt rất nhiều, nhưng là cũng không có nghĩa là tranh chấp hoàn toàn biến mất, song phương đều thành lập trên nước đội trị an chính là nguyên nhân này, tận lực quản khống mình phương nhân viên, phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn xung đột. Hứa Thuần Lương nói, lần này người nhà thế mà liền chúng ta trên nước đội trị an cho chụp, Lý Sở, thủ hạ các ngươi nhân viên năng lực làm việc không được a. Lý Thành Ba thở dài, cũng cảm thấy biệt khuất, bất quá sự tình đã phát sinh cũng chỉ có thể đi xử lý. Du thuyền đến Thái Bạch Hoa bến tàu, Lý Thành Ba xuống thuyền thời điểm căn dặn Hứa Thuần Lương, hôm nay là qua đến giải quyết vấn đề, không phải đem vấn đề làm lớn chuyện để hắn ngàn vạn ngăn chặn lửa. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, Lý Thành Ba hiện đang lo lắng thanh sự tình làm lớn chuyện, đã như vậy ngươi khi đó liền không nên tìm ta. Lý Thành Ba gặp hắn cười một tiếng, trong lòng liền hiểu cái 7-8 phần, thấp giọng nói, có chút vấn đề là lịch sử còn sót lại, chúng ta không giải quyết được, càng không cải biến được, không cần thiết làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Hứa Thuần Lương nói, từ ta đáp ứng cùng ngươi qua đây, làm chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Lý Thành Ba nói, huynh đệ, là làm ca làm khó ngươi, chờ chuyện này kết thúc, Hồ Sơn trấn ngươi tùy ý chọn địa phương, ta mời ngươi hảo hảo uống một bữa. Hứa Thuần Lương hướng Triệu Hoành cùng Lưu Đức Thuận nói, các ngươi đều nghe được, Lý Sở móc móc a, còn Hồ Sơn trấn tùy ý chọn địa phương, Hồ Sơn trấn tiêu phí trình độ có thể cao bao nhiêu, ta nghĩ tại Tế Châu ăn. Lý Thành Ba giờ khóc giờ cười nói, Tế Châu liền Tế Châu, ta liều hơn nửa tháng tiền lương. Lý Thành Ba bản ý là đi Tế Châu thị Nguy Sơn Hồ phong cảnh quản lý chỗ Thái Bạch Hoa phân bộ trên nước trị an quản lý đại đội. Hứa Thuần Lương biểu thị muốn đi bọn hắn đi, mình ứng nên đi địa phương là Tế Châu thị Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình chỉ huy bộ, hiện tại văn lữ cục để cho mình phụ trách Đông Châu cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình chỉ huy bộ, hai cái này đơn vị mới nhọt gáy. Mọi người thương lượng một chút, quyết định chia binh hai đường. Từ Lý Thành Ba cùng Triệu Hoành đi Tế Châu thị Nguy Sơn Hồ phong cảnh quản lý chỗ Thái Bạch Hoa phân bộ trên nước trị an quản lý đại đội, đi trước tham viếng phe mình nhân viên công tác, xem xét tài vật có gì tổn thất. Hứa Thuần Lương thì trực tiếp tiến về bộ chỉ huy thương lượng. Trên nước trị an quản lý đại đội khoảng cách bến tàu không xa, Lý Thành Ba cùng Triệu Hoành trôi qua về sau, đối phương thái độ phi thường lạnh lùng, nói cho bọn hắn chuyện này là cấp trên phụ trách, bọn hắn chỉ là phụ trách chụp người. Nghĩ giải quyết hỏi đề, để bọn hắn đi thượng cấp bộ môn thương lượng. Lý Thành Ba trong lòng tự nhủ quả thật để Hứa Thuần Lương nói chúng, những này cơ sở bộ môn căn bản không giải quyết được vấn đề, hắn đưa ra muốn gặp một lần phe mình ba tên nhân viên công tác, đối phương cũng không có khó vì bọn họ, an bài bọn hắn cùng ba tên nhân viên công tác gặp mặt. Gặp mặt về sau, phát hiện ba tên nhân viên công tác tất cả đều ăn đòn, từng cái sưng mặt sưng mũi, Lý Thành Ba nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng vô danh lửa cháy. Chất vấn đối phương tại sao muốn đánh người. Đối phương mới không thèm chịu nể mặt mũi, hỏi lại Lý Thành Ba, ngươi làm sao không hỏi bọn hắn làm được chuyện gì. Nguyên đến khi đó còn có một chiếc cano, cano bên trên có hai nam tam nữ, chị An quản lý đại đội phát hiện bọn hắn thời điểm, những người kia chính ở trên mặt hồ đập tiết mục ngắn, từng cái ăn mặc cái kia nhẹ nhàng khoan khoái, tao thủ lộng tư, không có thể lọt vào trong tầm mắt, nhanh gặp phải nghe hồng AV. Lý Thành Ba là thật không biết còn có loại tình huống này, Thái Bạch Hoa trên nước trị an quản lý đội tuần tra thuyền đi chấp pháp thời điểm, chạy một chiếc cano, chỉ có Hồ Sơn trấn trên nước đội trị an ba tên nhân viên công tác bởi vì cano ra trục trặc không có chạy mất. Lý Thành Ba trong lòng tự nhủ đám này đồ không có chí tiến thủ nha, vốn là chạy hương sư vấn tội tới, lần này tốt, để cho người ta nắm lấy bím tóc, không cần hỏi, khẳng định là lợi dụng chức quyền cho người quen mở rộng thuận tiện chi cửa. Vấn đề là Thái Bạch Hoa trên nước trị an quản lý đội một mực chắc chắn bọn hắn tại trên nước chìm thành làm đồi phong bại tục hoạt động, bọn hắn chỉ là phụ trách chấp hành nhiệm vụ, cũng không chịu trách nhiệm xử lý vấn đề, cụ thể vấn đề xử lý cần tìm tới cấp bộ môn. Lý Thành Ba tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, Thanh mới nhất hiểu rõ đến tình huống báo cho hắn. Hứa Thuần Lương đã đi tới bộ chỉ huy cổng, nghe Lý Thành Ba nói xong, không khỏi nhíu mày. Hợp lấy người ta không phải vô duyên vô cớ bắt cái này ba tên cộng tác viên, là bọn hắn chạy đến kia phiến tranh luận thủy vực đi làm cảm mạo bại tục sự tình. Hứa Thuần Lương kỹ càng hỏi một chút đến cùng là loại nào đồi phong bại tục sự tình. Lý Thành Ba phi thường phiền muộn, từ trước mắt hắn hiểu rõ đến tình huống giống như cũng không phải cái đại sự gì, chính là có mấy tên nam nữ tụ tại xảy ra chuyện thủy vực đập video đập tiết mục ngắn, hiện ở loại tình huống này cũng không hiếm thấy,
một ít lưới đỏ vì hấp dẫn ánh mắt, chiếm được lưu lượng, làm việc không điểm mấu chốt không nguyên tắc, chỉ là như vậy một tới cho bọn hắn giải quyết vấn đề mang đến không ít phiền phức. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi cái này ba tên cộng tác viên cũng cú bản, người ta tấm lưới đỏ đều có thể chạy mất, các ngươi cộng tác viên liền người mang thuyền đều bị người ta cho chụp. Hắn để Lý Thành Ba cũng không cần nóng lòng, tiếp tục lưu lại giải tình huống, không thể chỉ nghe Thái Bạch Hoa trên nước trị an quản lý đội lời nói của một bên, cũng phải nghe một chút người một nhà thuyết pháp. Nghe nói ba người đều bị đánh, Hứa Thuần Lương để hắn chụp mấy tấm hình phát cho mình, lại đem phe mình cano tổn hại tình huống chụp ảnh phát cho mình. Hứa Thuần Lương để điện thoại xuống, một bên Lưu Đức Thuận ân cần nói, tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương nói, còn có thể thế nào, người đều còn sống. Lưu Đức Thuận có chút muốn cười, loại này tranh chấp nhỏ làm sao có thể náo chết người. Tế Châu Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình chỉ huy bộ rõ ràng muốn so Đông Châu phương diện càng được coi trọng, chuyên môn thành lập một cái bộ môn, hành chính cấp bậc là chính sử, từ Tế Châu Thị Văn Lữ cục trưởng Tiếu Trường Ấn tự mình thủ lĩnh. Đương nhiên cụ thể làm việc chính là phó cục trưởng Lục Vân Cờ. Hứa Thuần Lương hai người đi vào thời điểm bị gác cổng ngăn lại, Lưu Đức Thuận mau nói mình ý đồ đến. Gác cổng để bọn hắn đăng ký, ấn lệ trước hướng lãnh đạo thông báo. Nhìn thấy người ta điệu bộ này cùng chàng diện, Lưu Đức Thuận nhớ tới bọn hắn khó coi làm việc hoàn cảnh càng phát ra tự ti mặc cảm. Gác cổng để điện thoại xuống, nói cho bọn hắn có thể tiến vào, đi trước bộ chỉ huy cao ốc tầng 2 văn phòng, nơi đó có văn phòng lương chủ nhiệm các loại lấy bọn hắn, sẽ phụ trách dẫn dắt bọn hắn gặp tương quan lãnh đạo. Hai người một giọng nói tạ ơn, tiến vào hành chính cao ốc. Lưu Đức Thuận nói, Hứa Trấn trưởng có cái gì cảm tưởng? Hứa Thuần Lương nói, phô trương lãng phí, một cái chỉ huy bộ mà thôi, làm như thế cảnh tượng hoành tráng, còn không phải lãng phí tiền của quốc gia. Lưu Đức Thuận nghĩ không ra hắn thế mà lại trả lời như vậy, lập tức cứng họng, vốn còn muốn hỏi cái gì tất cả đều quên, bất quá suy nghĩ một chút, giống như Hứa Thuần Lương nói đến cũng rất có đạo lý a. Bộ chỉ huy chủ nhiệm phòng làm việc là vị 27-28 tuổi nữ lang, nàng gọi Lương Hinh. Hứa Thuần Lương cùng Lưu Đức Thuận gõ cửa lúc tiến vào, Lương Hinh đang đánh điện thoại, thói quen giúp đỡ một chút kính đen, ra hiệu khách nhân đi trước trên ghế salon ngồi. Lương Hinh cú điện thoại này đánh nhau không xong, đợi chừng 10 phút đồng hồ, nàng vẫn là không có để điện thoại xuống ý tứ, Hứa Thuần Lương có chút nhịn không được, hướng Lưu Đức Thuận nháy mắt. Lão Lưu minh bạch, đây là cho mình hạ nhiệm vụ, ai cũng rõ ràng đánh gãy người khác trò chuyện là kiện không lễ phép sự tình, nhưng nàng ở nơi đó cho tới cao hứng đầu. Còn thỉnh thoảng phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, giống như nội dung nói chuyện cùng công việc cũng không quan hệ nhiều lắm, dạng này chờ đợi còn không biết phải tới lúc nào. Lưu Đức Thuận hắng giọng một cái nói, ta nói Lương chủ nhiệm. Lương Hinh không có phản ứng hắn, Lưu Đức Thuận thanh âm tự nhiên phóng đại một điểm, Lương chủ nhiệm. Lương Hinh vẫn là không có phản ứng hắn. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng là có chủ tâm cố ý, con mắt hướng dưới bàn nhìn, Lương Hinh hôm nay mặc váy. Lộ ra hai đầu trắng nõn bắp chân, chân hình mặc dù không gọi được hoàn mỹ, thế nhưng là thật bạch, có chút chói mắt, trên chân một đôi sáng giày cao gót màu bạc phi thường dễ thấy, nhìn qua không rẻ. Hứa Thuần Lương mình nhìn còn chưa đủ, dùng tay đảo Lưu Đức Thuận một chút, nhắc nhở hắn cùng một chỗ nhìn, hiện tại bọn hắn là một cái chiến hào chiến hữu, có đồ tốt đương nhiên muốn chia sẻ. Kỳ thật Lương Hinh rất bình thường mặc, không có đi ánh sáng hiện tượng phát sinh. Nhưng là tại hai tên nam tử xa lạ hèn mọn ánh mắt chú ý xuống, lập tức cảm giác mất tự nhiên, nàng lập tức đem điện thoại phủ lên, ai, ta nói các ngươi nhìn cái gì đấy. Hứa Thuần Lương cười nói, không có chuyện, ngài tiếp lấy. Con mắt vẫn là không có rời đi Lương Hinh bắp chân. Lưu Đức Thuận mặc dù không có hắn to gan như vậy không xem qua con ngươi cũng không có nhàn rỗi, muốn nói cái này chủ nhiệm phòng làm việc ngoại hình vẫn không nhút nhát đâu. Nhìn theo góc độ khác vấn đề. Chờ đợi cũng không phải như vậy buồn tẻ vô vị, thưởng thức nữ chủ nhiệm phòng làm việc nhan trị, cảm giác hết thảy đều trở nên có tư có vị. Lương Hinh nghiêm mặt nói, hai vị tìm ta có chuyện gì? Hứa Thuần Lương cải chính, không phải tìm ngươi, là tìm các ngươi lãnh đạo. Lương Hinh nói, chúng ta bộ chỉ huy lãnh đạo nhiều, có thể hay không cụ thể một chút đây? Chúng ta muốn tìm Tiếu chủ nhiệm. Tiếu chủ nhiệm bình thường đều tại văn lữ cục, bên này là Lục chủ nhiệm phụ trách. Lục chủ nhiệm cũng được, Hứa Thuần Lương thái độ hiện tại tương đối thành khẩn. Lục chủ nhiệm công làm so sánh bận rộn, muốn gặp hắn đến sớm hẹn trước. Hứa Thuần Lương cùng Lưu Đức Thuận liếc mắt nhìn nhau, có chút ngạo kiều, Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, có chút lười nhắc cùng cái này nữ chủ nhiệm phòng làm việc nhiều lời,
từ cấp bậc tới nói nên là Lưu Đức Thuận cùng với nàng trò chuyện mới công bình. Lưu Đức Thuận nói, Lương chủ nhiệm, chúng ta là Đông Châu Văn Lữ Cục, chúng ta cũng coi là huynh đệ đơn vị. Liền chính hắn đều không có ý tứ thanh Đông Châu Nguy Sơn đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy khó đọc tên nói ra. Lương Hinh nói, mỗi ngày đến chúng ta bên này huynh đệ đơn vị nhiều, nếu như chúng ta Lục chủ nhiệm mỗi một cái đều muốn đích thân tiếp đãi, vậy hắn coi như 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng bận không qua nổi, ta cũng không phải nhằm vào ngươi nhóm, ai tới đều như thế, trước hết hẹn trước. Lưu Đức Thuận nhìn về phía Hứa Thuần Lương tâm bảo hôm nay có chút không thuận, sẽ không liền chân Phật đều không gặp được a. Hứa Thuần Lương chứa làm như không thấy được hắn, tiếp tục soát điện thoại di động, rõ ràng là để hắn tiếp tục thương lượng. Lưu Đức Thuận nhắm mắt nói, Lương chủ nhiệm, phiền phức ngài thông báo một chút, chúng ta là thật có việc gấp. Lương Hinh nói, Lục chủ nhiệm trước mắt tại tiếp đãi ngoại tân, nếu không dạng này, các người trước tiên đem sự tình nói cho ta quay đầu hướng hắn phản ứng. Răng rắc. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại di động nhắm ngay Lương Hinh nửa người dưới đập một chương. Lương Hinh có chút không thể nhịn được nữa, ta nói vị đồng chí này, người đập cái gì đập. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác các người bộ chỉ huy trùng tu phong cách không tệ, dự định tham chiếu một chút. Giơ tay lên cơ, răng rắc, lại liền đập mấy chương. Lương Hinh dám đoán chắc, con hàng này chính là nhắm chuẩn mình đập, nhìn không ra người này ra vẻ đạo mạo lại là cái chết biến thái. Lương Hình chính nghĩa nghiêm trang nói, người đừng lại đập, nếu không ta gọi bảo an. Lưu Đức Thuận đều cảm thấy thẹn đến hoảng, không mang theo chơi như vậy, người ta chủ nhiệm phòng làm việc dung mạo xinh đẹp ngươi cũng không thể đối đập, cái này thật không có lễ phép. Hứa Thuần Lương đi về phía trước mấy bước, điện thoại nhanh đổi đến Lương Hình trên mặt, Lương Hình vô cùng phẫn nộ, ngươi làm gì? Ngươi đây là đập trùng tu sao? Hứa Thuần Lương nói, vòng tai không tệ, ta định cho bạn gái của ta cũng mua một bộ. Ống kính tiếp xuống nhắm ngay Lương Hinh ngực. Lương Hinh bỗng nhiên đứng lên, hai vị đã không muốn nói, mời đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Lương Hinh không vui, xông lên ngăn lại Hứa Thuần Lương đường đi, ngươi dừng lại. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, làm sao? Đổi chủ ý rồi, nghĩ giữ lại chúng ta. Lương Hinh chỉ vào điện thoại di động của hắn nói, thanh ảnh chụp xóa. Hứa Thuần Lương nói, người cái này liền có chút không giảng đạo lý. Điện thoại di động ta yêu đập cái gì, người bằng yêu cầu gì ta xóa. Người như thế yêu vỗ vỗ chính người a, dựa vào cái gì đập ta. Người xâm phạm chân dung quyền, người phạm pháp có biết hay không. Người đừng làm chúng ta sợ người bên ngoài, cảm thấy ta phạm pháp người báo cảnh, người bây giờ ngăn lại chúng ta không cho rời đi, còn có phi pháp giam cầm chi ngại đâu. Lương Hinh hiển nhiên không phải dễ trêu, nàng gọi tới bảo an, Lưu Đức Thuận âm thầm kêu khổ. Bọn hắn vốn là tìm lãnh đạo, vị này xinh đẹp nữ chủ nhiệm phòng làm việc người vì chế tạo chướng ngại không giả, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không nên trắng trợn đập người nhà, hiện tại có lý biến không để ý tới, để ngươi xóa ngươi liền xóa thôi, làm gì tự tìm khó coi, dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta. Bốn tên thân cao thể tráng bảo an nghe hỏi chạy đến, trong đó cái kia hắc thiết tháp một dạng đội trưởng chỉ vào Hứa Thuần Lương giận dữ hét, ngươi đưa di động giao ra. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ta nói đây chính là các ngươi Tế Châu đạo đãi khách. Chúng ta thành khẩn bái phỏng, chủ động tới giải quyết vấn đề, lãnh đạo tránh mà không thấy, tận phái chút người không liên hệ tới qua loa, hiện tại thế mà phát dương đến muốn cướp điện thoại di động ta nhưng cảnh cáo các ngươi, ai dám cướp ta đồ vật đó chính là phạm pháp. Lương Hinh nhìn thấy bảo an đến đây, lực lượng lập tức đủ rất nhiều, lớn tiếng chỉ trích Hứa Thuần Lương chụp lén chuyện của nàng thực. Bốn hung thần ác sát bảo an tiến lên ép buộc Hứa Thuần Lương giao lấy điện thoại ra. Hứa Thuần Lương không có sợ, Lưu Đức Thuận trước sợ hãi, hắn hại sợ không phải là bởi vì đối phương nhiều người, cũng không phải là bởi vì tại ngoại địa thật đang sợ hãi, nguyên nhân là đối lý. Hứa Thuần Lương vừa mới đập người nhà Lương Hinh là sự thật, đến cùng là tuổi trẻ, đổi thành mình, coi như Lương Hinh dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không thể trắng trợn đập, nhiều nhất chính là chụp lén, tại người ta không có phát hiện điều kiện tiên quyết đập. Tại Lưu Đức Thuận xem ra Hứa Thuần Lương hành vi không phải quang minh lỗi lạc, là quá ngu, là tự tìm phiền toái, thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện trước đó, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai tiêu trừ ác liệt ảnh hưởng. Lưu Đức Thuận hướng phía Hứa Thuần Lương nháy mắt, Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, Lưu Đức Thuận ho khan một tiếng nói, nếu không thanh phòng làm việc của bọn họ ảnh chụp cho xóa. Hứa Thuần Lương chém đinh chặt sắt nói, không xóa. Đối phương bảo an phát hỏa. Đi lên liền muốn đoạt Hứa Thuần Lương điện thoại,
Hứa Thuần Lương lui về phía sau một bước tránh thoát, trịnh trọng cảnh cáo nói, dám cướp ta đồ vật, ta sẽ trả tay, cái này gọi phòng vệ chính đáng. Tên kia bảo an cả giận nói, nhiễu loạn chúng ta bình thường làm việc trật tự, chụp lén chúng ta lương chủ nhiệm ngươi còn lý luận, đưa di động giao ra. Giống to một tiếng, Thanh Lưu Đức Thuận dọa đến mãnh khẽ run rẩy, chủ động thanh điện thoại di động của mình đưa tới, trong miệng còn không ngừng giải thích, ta không có đập, ta cái gì đều không có đập. Hứa Thuần Lương xem như đã nhìn ra, con hàng này đang giải phóng trước cũng là phản đồ bại hoại. Lương Hinh ngược lại là thay Lưu Đức Thuận nói lời công đạo, không phải hắn, là người này. Hắn chụp lén ta. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ta chụp lén ngươi. Ta nói ngươi có phải hay không bản thân cảm giác tốt đẹp a? Đặt vào nhiều như vậy mỹ nữ không đập, ta chụp lén ngươi làm gì? Lương Hinh mặt đều tái rồi, nàng đối với mình nhan chỉ từ trước đến nay có tự tin. Hứa Thuần Lương câu nói này rõ ràng là thanh nàng từ mỹ nữ trong phạm vi cho hái ra, cái này so chụp lén nàng còn muốn đáng hận. Mấy tên bảo an chuẩn bị đối Hứa Thuần Lương đánh thời điểm, phó chủ nhiệm Lục Vân Kỳ đến, Lục Vân Kỳ mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng trên thực tế lại là bộ chỉ huy người đứng đầu, Tiếu Trường Ấn chỉ là trên danh nghĩa chủ nhiệm, bình thường chủ yếu vẫn là phụ trách văn lữ cục sự tình. Lục Vân Kỳ đi vào về sau, lập tức hỏi thăm tình huống như thế nào, Lương Hinh nhìn thấy hắn. Tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, oa một tiếng khóc giống lên. Lục Vân Kỳ mang theo 7 phần chính nghĩa 3 phần uy nghiêm hướng Hứa Thuần Lương nói, vị đồng chí này, ta mặc kệ ngươi là đơn vị nào, ngươi vừa rồi hành vi đã xúc phạm lương chủ nhiệm tư ẩn, ta hiện tại yêu cầu ngươi xóa bỏ tất cả ảnh chụp, cũng hướng nàng nói xin lỗi. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không đập nàng dựa vào cái gì hướng nàng nói xin lỗi. Lương Hinh một bên lau nước mắt vừa nói, chính là ngươi. Vừa rồi chỉ kém không có đỗi trên mặt ta đập. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Lương chủ nhiệm, người này quá lấy bản thân làm trung tâm, đúng vậy, đã như vậy, ta đưa di động mở ra cho các ngươi nhìn xem. Ngay trước Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh trước mặt, hắn thanh album ảnh mở ra các ngươi thấy rõ ràng. Vài người khác cũng bu lại, mấy tên bảo an nghĩ thầm, chỉ cần thấy được Lương Hinh ảnh chụp, lập tức liền thanh con hàng này xoay đưa công an cơ quan, khởi tố hắn lưu manh tội. Hứa Thuần Lương hôm nay album ảnh bên trong ngoại trừ mấy chương nguy sơn hồ phong quang, chính là hắn tự chụp hình, vừa mới đích thật là nhắm ngay Lương Hinh răng rắc tới, bất quá hắn dùng chính là trước đưa camera, Lương Hinh nghĩ lầm hắn là chụp lén mình, nhưng trên thực tế người ta Hứa Thuần Lương là tự chụp. Lương Hinh có chút mộng, con hàng này quá xấu rồi, xáo lộ ta, người tự chụp cầm sau nhiếp nhắm ngay ta răng rắc cái quái gì. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm hỏi Lục Vân Kỳ, Lục chủ nhiệm. Có hay không Lương Hinh? Có hay không Lương Hinh? Tất cả mọi người nghe được con hàng này ý ở ngoài lời, mặt ngoài là hỏi Lục Vân Kỳ trong điện thoại di động của mình có hay không Lương Hinh ảnh chụp, trên thực tế là đang hỏi Lục Vân Kỳ ngươi có hay không lương tâm, muốn nói lương chủ nhiệm danh tự này lên được cũng với hợp với tình hình. Lục Vân Kỳ biểu lộ xấu hổ cực kỳ, bất quá hắn còn không hết hy vọng, để Hứa Thuần Lương mở ra gần nhất xóa bỏ ảnh chụp nhìn xem. Hứa Thuần Lương nói, ta liền không có xóa bỏ thói quen. Thân chính không sợ bóng nghiêng Hứa đại giáo chủ lại mở ra gần nhất xóa bỏ hạng đã chứng minh một chút trong sạch của mình, lớn tiếng nói, con người của ta quang minh lỗi lạc, không có đập chính là không có đập, ai trong điện thoại di động có lương chủ nhiệm ảnh chụp ai chết không yên lành. Thốt ra lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Lương Hinh, tất cả mọi người cho rằng là mắng Lương Hinh, nhưng Hứa Thuần Lương lại phát hiện Lục Vân Kỳ biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lương Hinh cả giận nói, người mắng chửi người. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng hiểu lầm a, chính ngươi ngoại trừ, ta nói là những người khác ai trong điện thoại di động còn có người ảnh chụp ai chết không yên lành. Nếu không chúng ta đều đưa di động móc ra để lương chủ nhiệm kiểm tra một chút. Một đám bảo an hai mặt nhìn nhau, trong đó thực sự có người chụp lén qua Lương Hinh, tiểu tử này quá xấu rồi, không mang theo như thế hố người, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chúng ta chụp lén sao thế, lại không đối nàng làm qua cái gì quá phận sự tình, chúng ta là thưởng thức. Hiện tại bỗng nhiên cảm giác coi như đập hai tấm hình cũng không có gì, Lương Hinh mới vừa rồi là không phải có chút chuyện bé xé ra to rồi. Người bình thường cách ăn mặc xinh đẹp như vậy không phải liền là cho nam nhân nhìn. Không thể động còn không thể nhìn sao? Lục Vân Kỳ nói, nếu là hiểu lầm nói ra là được, đều là huynh đệ thành thị, không cần thiết tổn thương hòa khí. Hắn lúc này thế mà chủ động làm hòa sự lão, hiển nhiên không muốn tình thế lại tiếp tục phát triển một chút đi. Nếu thật là nháo đến thanh mỗi cái người điện thoại đều kiểm tra một lần phân thượng, hắn cũng không dám làm gương tốt, dù sao hắn điện thoại di động bên trong có công việc chụp ảnh chung. 2.
Lưu Đức Thuận đi theo gật đầu nói, đúng thế đúng thế. Nhưng lập tức gặp được Hứa Thuần Lương lặng lẽ, con hàng này mau ngậm miệng lúc này đã dần dần cảm giác được thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này rất có một bộ. Lương Hinh hiển nhiên bị Hứa Thuần Lương cho xáo lộ, ngay trước nhiều người như vậy bị bại lộ trí thông minh nhược điểm, như là bị người trước mặt mọi người lột sạch, nàng hiện tại là thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hứa Thuần Lương lên án nói, chính là hai người kia, thật là không có lễ phép, ta đều nói Lục chủ nhiệm tại tiếp đãi ngoại tân, bọn hắn vẫn là không đi, nhiễu loạn chúng ta công việc bình thường trật tự. Muốn tìm lý do còn không đạt được nhiều là, Lương Hinh cũng không phải cái dàn xếp ổn thỏa hạng người. Hứa Thuần Lương nói, ngoại tân không tầm thường, ngoại tân so với chúng ta cao một cấp bậc, ta nói cái này đều thời đại nào, còn có địa phương bộ môn như thế xính ngoại. Đỗ Vân Kỳ dù sao kinh nghiệm lão đạo, cảm thấy được trước mắt người trẻ tuổi này không dễ chọc, lập tức vẻ mặt ôn hòa nói, xin hỏi các ngươi hai vị đến có chuyện gì. Hứa Thuần Lương lúc này ngược lại không nói, Lưu Đức Thuận không suy nghĩ chuyện tiếp tục rằng con nữa, tranh thủ thời gian đụng lên đi lại thanh thân phận của bọn hắn giới thiệu một lần. Thuận đã nói bọn hắn ý đồ đến, vô luận Hứa Thuần Lương hái dùng thủ đoạn gì, cuối cùng thanh chân Phật ép ra ngoài, điểm này không phục không được. Lục Vân Kỳ một nghe bọn hắn là vì chuyện này tới lập tức trong lòng đã nắm chắc, cái này Hứa Thuần Lương thật đúng là cuồng vọng a, các ngươi là đi cầu chúng ta làm việc, tư thái có nên hay không hạ thấp điểm. Nhìn ngươi cái kia tuổi trẻ nhẹ cuồng phách lối dạng, nhất định không chút từng chịu đựng xã hội đánh đập, đoán chừng ở nhà cha mẹ không giúp ngươi, lãnh đạo mặc kệ ngươi, không quan hệ. Ta đến hảo hảo giáo dục ngươi, để ngươi biết nhân thế phức tạp. Lục Vân Kỳ nói, việc này ta không rõ ràng a, nếu không dạng này, hai vị về trước đi, ta tìm hiểu một chút tình huống cụ thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Lưu Đức Thuận nghe xong liền biết hắn tại qua loa, vừa mới Lý Thành Ba bên kia đã đem hiểu rõ đến tình huống hướng bọn hắn thông báo qua, nghĩ muốn giải quyết vấn đề nhất định phải bộ chỉ huy gật đầu. Xác định Thái Bạch Hoa phong cảnh quản lý chỗ nước trên trị an quản lý đội đã đem sự kiện báo cáo cho bộ chỉ huy, hiện tại Lục Vân Kỳ lại còn nói không biết, còn hiểu hơn tình huống. Lưu Đức Thuận vốn cho rằng Hứa Thuần Lương khẳng định nhịn không được, thật không nghĩ đến hắn thế mà gật đầu nói, vậy cũng được, Lục chủ nhiệm đại khái bao lâu có thể cho chúng ta trả lời chắc chắn. Mau chóng, Lục Vân Kỳ nói cùng không nói, trong lòng cười thầm, tiểu tử này dù sao tuổi trẻ rõ ràng như vậy qua loa đều không ý thức được. Hứa Thuần Lương nói, được, chúng ta về trước đi, chờ ngài tin tức, Lưu chủ nhiệm ngươi đem phương thức liên lạc Lưu cho Lương chủ nhiệm. Lưu Đức Thuận sửng sốt một chút, tại sao lại là ta? Kiên trì cho Lương Hinh lưu lại tấm danh thiếp, Lương Hinh vốn không muốn tiếp, nhìn Lục Vân Kỳ một chút, vẫn là nhận lấy. Hứa Thuần Lương nhìn ở trong mắt, hai người này đổ là có chút ăn ý. Hắn mỉm cười nói, Lục chủ nhiệm, Lương chủ nhiệm, hôm nay có nhiều quấy rầy cáo từ. Nói xong xoay người rời đi, Lưu Đức Thuận gặp hắn đi, đuổi theo sát ở phía sau. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lục Vân Kỳ nhìn hằm hằm mấy tên bảo an nói, ai bảo các ngươi tùy tiện thả người tiến đến. Lục chủ nhiệm, là như thế này. Không cần giải thích, đuổi theo sát đi xem bọn họ một chút có phải hay không rời đi. Đúng, mấy tên bảo an liên tục không ngừng đuổi theo, Lương Hinh các loại tất cả mọi người đi, thanh cửa phòng cho cài đóng. Lục Vân Kỳ có chút cảnh giác, tiểu Lương, giữa ban ngày ngươi quan cái gì cửa a? Lương Hinh lườm hắn một cái, trong lòng tự nhủ lúc này ngươi ngược lại là nghiêm chỉnh, mân mê bờ môi nói, bọn hắn quá khi dễ người. Lục Vân Kỳ ho khan một tiếng nói, dạng này a, ta còn có buổi họp, chờ để nói sau. Lương Hinh đôi cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, nhìn qua Lục Vân Kỳ vội vàng rời đi, cắn môi nhỏ giọng mắng một câu, thứ hèn nhát. Một lát sau, điện thoại di động của nàng vang lên, Lương Hinh cầm lấy nhìn một chút, liếc mắt. Mấy tên bảo an đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương hai người một trước một sau ra bộ chỉ huy, Hứa Thuần Lương đi được rất nhanh, Lưu Đức Thuận ở phía sau một đường chạy chậm mới đuổi theo, thở không ra hơi nói, Hứa trấn trưởng, ngươi vân vân. Ngươi chờ ta một chút. Hứa Thuần Lương tại rẽ ngoặt chỗ thoáng mát phương mới dừng lại, Lưu Đức Thuận chạy đến trước mặt hắn, hai tay vịn đầu gối nói, mệt chết ta, ngươi. Ngươi làm sao thanh ta đem quên đi? Hứa Thuần Lương nói, ngươi như thế đại nhất người sống ta làm sao dám quên? Lưu Đức Thuận biết hắn hẳn là đối với mình vừa rồi biểu hiện không hài lòng, thở dài nói, Hứa trấn trưởng, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải đem vấn đề kích thích, vẫn là nên cùng bọn hắn hữu hảo hiệp thương. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đều không gặp được cùng bọn hắn hữu hảo hiệp thương cái rắm. Ngươi vừa rồi đích thật là nhìn thấy người,
nhưng là bọn hắn bởi vì sự tình vừa rồi đối với chúng ta sinh ra địch ý, vị kia Lục chủ nhiệm rõ ràng là tại gạt chúng ta, người cũng không thể tin tưởng a. Lưu Đức Thuận cho rằng Hứa Thuần Lương kinh nghiệm làm việc phương diện vẫn là khiếm khuyết không ít, không có nhìn thấu Lục Vân Kỳ qua loa. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu, người thật coi ta nghe không hiểu hắn đang làm gì. Người a, công việc quen thuộc phải sửa lại một chút, ở bên ngoài không thể quá mềm, nên chủ động xuất kích nên chủ động xuất kích. Này bằng với trực tiếp phê bình đến trên mặt, Lưu Đức Thuận tấm mặt mo này có chút không nhịn được, hắn là chính khoa, Hứa Thuần Lương chính là cái môn phụ. Mặc dù trong đám để Hứa Thuần Lương đến phụ trách chỉ huy bộ, nhưng là còn không có chính thức đoạn dưới ta khách khí với người kia là ta có hàm dưỡng, người không thể đem ta làm cấp dưới một dạng răn dạy. Lưu Đức Thuận không vui nói ta công tác nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cái thói quen này, đoán chừng nhất thời bán hội cũng không đổi được, ta đây cũng không phải là mềm. Mặc dù không phải một tòa thành thị, nhưng là tất cả mọi người là cùng hệ thống, tối thiểu lễ tiết vẫn là phải giảng. Hứa Thuần Lương nói, ta phiền nhất người dạng này. Người ta đều không chào đón ngươi, còn cởi quần che mặt, bọn hắn còn kém không có vây đánh hai ta, ngươi còn giảng cứu cái lông chim lễ tiết. Lưu Đức Thuận mặt mo đỏ bừng nói, chuyện này ngay từ đầu liền không nên tiếp, cùng chúng ta bộ chỉ huy có quan hệ gì. Còn không phải Hứa Thuần Lương nhiều chuyện, nếu như không phải hắn khoe khoang đón lấy cái này cái cọc chuyện phiền toái, bọn hắn còn không là hảo hảo tại Nguy Sơn đảo uống trà xem báo chí. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm thấy không nên tiếp liền trực tiếp cùng phó cục nói. Đây là phó cục cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, ta hiện tại mặc dù đáp ứng phó cục người quản lý bộ chỉ huy, còn không có chính thức đoạn dưới, ta vẫn còn mượn điều kỳ, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, ta hôm nay tới là giúp bộ chỉ huy làm việc, nói câu ngươi không thích nghe, ta giúp các ngươi là ân tình, không giúp là bản phận. Lưu Đức Thuận vốn định kiên cường một chút, nhưng nghe được Hứa Thuần Lương nói như vậy, có chút luống cuống, Hứa chấn trưởng, ngài đừng nóng giận, ta không có châm đối ý của ngài. Lập tức xưng hô cũng đổi thành ngài. Hứa Thuần Lương nói, người nói tiếp xuống nên làm cái gì? Lưu Đức Thuận nói, thực sự không được chúng ta liền đi về trước, liệu nghĩ bọn hắn cũng không dám đối người của chúng ta quá phận, tối đa cũng chính là quan hai ngày liền thả, đám này cộng tác viên làm sằng làm bậy, cũng hẳn là cho cái giáo huấn. Hứa Thuần Lương nói, mở cung nào có quay đầu tiễn? Không phải quan không liên quan vấn đề, cũng không phải đối lý hay không vấn đề. Càng không phải là cộng tác viên vấn đề, mà là mặt mũi. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta phải muốn mặt. Lưu Đức Thuận gấp, ta cũng muốn mặt a. Hứa Thuần Lương nói, đã chúng ta hôm nay đến đây, hôm nay liền phải thanh chuyện này giải quyết. Lưu Đức Thuận trong lòng tự nhủ ngươi nói dễ dàng, Lục Vân Kỳ rõ ràng qua loa chúng ta, người ta chết sống không thả người, ngươi giải quyết như thế nào. Nếu như nơi này là Đông Châu ngươi còn có thể vòng qua hắn đi tìm lãnh đạo cấp trên. Nhưng nơi này là Tế Châu là địa bàn của người ta, người coi như tìm tới thượng cấp của hắn lãnh đạo, người ta cũng là hướng về mình người. Hứa Thuần Lương hướng Lưu Đức Thuận ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Lưu Đức Thuận đưa tới, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, vừa rồi ngươi có phát hiện hay không tình huống như thế nào? Lưu Đức Thuận nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn, Lục chủ nhiệm cùng Lương chủ nhiệm. Lưu Đức Thuận cố gắng nghĩ nghĩ, không có gì à. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu A, quan sát của ngươi năng lực thật sự là quá yếu. Lưu Đức Thuận dở khóc dở cười nói, ta thừa nhận, đang chăm chú chi tiết phương diện ta đích xác không bằng ngươi. Bất quá hắn vẫn là nhớ không nổi Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh ở giữa có cái gì không bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ta còn có chút sự tình khác đi làm, bên này liền giao cho ngươi. Lưu Đức Thuận một mặt mê võng, giao cho ta cái gì? Ta có thể làm cái gì? Hứa Thuần Lương thần thần bí bí nói, ngươi cho ta tiếp cận Lương Hinh, nàng hôm nay đi nơi nào, ngươi liền đi nơi đó. Lưu Đức Thuận ngạc nhiên nói, ta, tiếp cận nàng, đây không phải phạm pháp sao, lại nói ta làm sao tiếp cận nàng. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ một chút biện pháp nha, nàng như thế đại nhất người, dáng dấp cũng không tệ, ngươi còn có thể không canh chừng được. Ta đi trước. Lưu Đức Thuận gấp ai, ngươi chớ vội đi a, ta làm sao chằm chằm. Hứa Thuần Lương nhìn qua hắn một mặt ghét bỏ, Phạm Lý Đạt lưu lại đám người này thật sự là không chịu nổi dùng, quay đầu đều phải để bọn hắn xéo đi, ngay trước Lưu Đức Thuận bột cho Lục Kỳ gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ điều tra một chút Lương Hinh bảng số xe, đối Lục Kỳ tới nói cái này là một bữa ăn sáng, không bao lâu liền đem cỗ xe loại hình cùng bảng số xe phát đi qua, Lương Hinh mở là một cỗ màu trắng BMW X3. Hứa Thuần Lương cách lan can đem xe chỉ cho Lưu Đức Thuận,
hắn cũng không có trông cậy vào Lưu Đức Thuận có thể làm thành chuyện này, chính là nhìn con hàng này có chút không vừa mắt, an bài điểm khổ sai sự tình giáo dục một chút hắn.